chương 446, bọn họ vào bằng cách nào? Đường khả hình không dám nhúc nhích, chỉ mở mắt to mộng ảo, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ và vội vàng nhìn cô, mỉm cười xin lỗi. Ngoài cửa, quả nhiên truyền đến tiếng của Eva vào cửa, gọi nhỏ đường tiểu thư. Mặt của đường khả hình lập tức đỏ bừng, bởi vì mình mặc váy ngắn bằng voan, vì chế tạo hiệu quả, trước ngực cũng chỉ dán miếng dán ngực, váy ngắn còn thiếu chút nữa không che được quần lót bên trong, gần như trần chuồng đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên xin lỗi áp cô ở trên tường, ánh mắt không dám di chuyển xuống. Đường tiểu thư, tiếng của Eva lại từ bên trong truyền đến. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, kề bên khuôn mặt của đường khả hình, ở bên tai của cô, phà nhẹ hơi nóng, nói khẽ, lần sau có kinh nghiệm, vào phòng khách sạn, nhớ kỹ phải khóa cửa lại. Ám chỉ hai cánh cửa. Đường khả hình chừng mắt nhìn anh audio điện tử võ tấn bền. Vẻ mặt trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, tay vẫn bưng chặt miệng của cô, nghe được tiếng của Eva truyền đến lần thứ ba, anh mới bất đắc dĩ buông tay ra, mặt khẽ tựa vào cổ của cô, cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt. Ô, ô, chấm ngoặc kép, trái tim đường khả hình nhảy thình thịch, hơi ngẩng đầu lên, đáp, ở toilet. Thay quần áo. What, hàng này không biết tiếng chung. Đường khả hình sững sờ trang hạo nhiên nhẹ ôm thân thể của cô hơi nghiêng mặt ở bên tai của cô nhỏ giọng nói trên blot đường khả hình quay mặt sang ngây ngốc nhìn anh nhẹ nhàng hỏi có nghĩ là gì trang hạo nhiên ở gần khoảng cách dịu dàng nhìn hai mắt cô chóp mũi đẹp chạm vào chóp mũi nho nhỏ của cô nuốt cổ họng khô khốc một cái mới bất đắc dĩ nói thay quần áo đường khả hình lập tức học theo anh nói nhỏ với bên ngoài trên blot ok eva mỉm cười gật đầu đoán chừng chờ mình ở bên ngoài đường khả hinh và trang hạo nhiên thở phào nhẹ nhõm lấy đồ được chưa đường khả hinh căng thẳng nhìn anh trang hạo nhiên thở dài một hơi nhìn cô khẽ nâng máy vi tính trong lòng bàn tay mở màn hình đường khả hinh mở chừng hai mắt nhìn vào trong quả nhiên là một số điều khoản mua đất rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhõm nói xoay người sang chỗ khác à trang hạo nhiên ngạc nhiên nhìn cô thay quần áo khốn kiếp đường khả hình nhìn anh khe khẽ nói trang hạo nhiên nghe vậy lập tức nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng xoay người cũng không nhìn lại thấp giọng hỏi cô hôm nay làm sao vậy cái gì đường khả hình vừa nhanh chóng mặc váy cúp ngực trắng vừa kéo lên vừa hỏi lúc này cô gái kia vừa cởi hết ở trước mặt của tôi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên xoay người bất đắc dĩ nói đường khả hình nhanh chóng xoay người lại nhìn anh nóng mắt hỏi cái gì cô ấy cởi hết ở trước mặt của anh, anh nhìn, không có, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thở dài, nói, không có làm sao anh biết cô ấy cởi hết, đường khả hình đưa tay ra phía sau váy dài, muốn khóa kéo. Đã nói không có nhìn, vậy làm sao anh biết cô ấy cởi hết, đường khả hình trợn mắt nhìn anh, lại muốn kéo váy. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Gấp gáp nói, cô ấy vừa muốn kéo xuống khăn tắm, tôi liền xoay người. Chật, đường khả hình coi thường anh. Thật, Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô giải thích, lại nhìn tay cô đang vòng phía sau, liền căng thẳng hỏi, rốt cuộc cô đang làm gì thế? Tôi không kéo dây kéo được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình căng thẳng, lại đưa tay ra phía sau. Ôi chao, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người của cô, tay đưa đến mông của cô, quét qua một cái, quay mặt chỗ khác kéo dây kéo lên đường khả hinh thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt lúng túng xoay người tức giận nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên bất đắc dĩ và xin lỗi nhìn cô nói được rồi đừng nóng giận cô xem tôi như là cha của cô đi phi đường khả hinh lại nói nhỏ đi ra ngoài trước rồi nói trang hạo nhiên nhanh chóng vươn tay hỏi cha nhỏ kia đâu đường khả hinh sững sờ nhìn anh nói ở phía dưới ghế salon trang hạo nhiên vừa nghe lập tức không nói nên lời nói nhỏ bà cô ơi cha nhỏ kia là dùng để hôn mê eva cho tôi thoát thân nếu không cô nghĩ tôi ném cho cô làm cái gì đường khả hình trợn tròn mắt hỏi vậy vậy làm sao bây giờ trang hạo nhiên nhìn cửa sổ phòng tắm chỉ đành phải nói không có cách nào chỉ đành phải leo ra từ cửa sổ quá nguy hiểm đường khả hình nhớ tới hình ảnh kinh hiểm mới vừa nhìn thấy trái tim đập thình thịch nói không có chuyện gì chấm ngoặc kép Trang hạo nhiên lập tức rời cái ghế nghỉ ngơi trong phòng tắm qua, tựa vào bên cửa sổ, cất máy vi tính nhỏ xong, mới xoay người nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô gái ngốc này, lúc này biểu hiện ở trong phòng khách, đột nhiên mỉm cười, lại bước xuống, ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, mới nói bảo bối, cô thật giỏi, quá tuyệt vời. Đường Khả Hinh không nhịn được cười khổ. Tiếng gõ cửa vang lên. Eva ở ngoài cửa, kêu nhỏ đường tiểu thư. Hàng này chỉ biết một câu trung văn này sao? Đường khả hình đáp nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn trang hạo nhiên đã thuận lợi mở cửa sổ, một luồng gió biển mãnh liệt thổi tới, vất áo sơ mi màu trắng của anh, anh đón gió, cắn răng nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, trong lòng còn nhớ tới tây trang của mình. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh, lại nói nhỏ. Không có ai lại trả lời mình, cửa sổ nhỏ phịch một tiếng đóng lại gió biển cũng lập tức ngưng lại suốt cuộc đường khả hình nặng nề thở dốc một hơi đứng ở trước kính toàn thân nhìn mình mặc váy dài cúp ngực màu trắng còn có xẻ tà bên chân lộ ra đùi đẹp thon dài cô thở dài một cái nói đời này mặc xẻ tà nữa tôi không phải họ đường cô thở phào một cái mới đè chặt trái tim để cho mình bình tĩnh một chút mới mỉm cười xoay người mở cửa eva đã đứng ở bên cửa quyến rũ nhìn cô đường khả hình cũng nhìn cô quyến rũ mỉm cười nói xin lỗi để cho cô đợi lâu eva có chút không hiểu nhìn cô đường khả hình nhìn ánh mắt eva chỉ đành phải cười nói thanh yêu aeok chấm ngoặc kép eva mỉm cười tôi đi trước chấm ngoặc kép đường khả hình mặc kệ cô có thể nghe hiểu hay không nhếch miệng mỉm cười xoay người đi ra ngoài nhìn cả phòng khách trống rỗng đạt khoa vẫn chưa về cô lại chuyển thân nhìn eva khẽ gật đầu liền nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài, cũng đang đi ra trong chớp mắt, thấy vệ sĩ của Trương Bồi Hiên đi qua cạnh cửa nói, đã tăng cường lực lượng bí mật, bố trí khắp các nơi, nhất là cửa ra vào tầng 2, sẽ không bị bảo vệ trên thuyền phát hiện, ngài yên tâm. Cô đứng ở bên cửa, mặt lập tức tái nhợt. Đường tiểu thư, Eva đi ra, lại kinh ngạc nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn Eva, khẽ mỉm cười, mất hồn đi thẳng ra ngoài, đạp thảm màu tím Cảm nhận vệ sĩ của Đạt Khoa đứng ở hai bên, cô im lặng tiếp tục đi về phía trước, quẹo phải, đi tới trước phòng 2009, ngẩng đầu lên thấy trước mặt không có người nào, mới vừa suy nghĩ, đã bí mật kéo cửa ra, cô nóng nảy nhanh chóng đi vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên mới vừa mặc tây trang xong đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Đường Khả Hinh, giật mình hỏi, cô đi vào làm gì? Bọn họ đang tăng cường người tìm anh, hơn nữa bố trí người ở tầng 2 nhiều nhất đường khả hình căng thẳng đi về phía anh nói trang hạo nhiên trầm ngâm suy nghĩ một chút Phịch một tiếng một đôi nam nữ người mỹ đang nói chuyện bằng tiếng anh đi vào trang hạo nhiên nhanh chóng đẻ đường khả hình ở trên tường trước mặt bọn họ lập tức ôm cô vào trong lòng cúi đầu dùng môi mỏng khêu gợi hôn nhẹ ra thịt trắng như tuyết của cô thậm chí khẽ liếm tai của cô đôi tay quấn ở trên eo cô rời xuống sờ soạng đường khả hình cứng ngắc tại chỗ con người chừng to đôi tay níu chặt cổ áo tây trang màu trắng của anh. Hai người khách người Mỹ, sững sờ tại chỗ, nhìn bọn họ. Trang hạo nhiên mút mùi thơm nơi cổ cô, môi mỏng lại hôn nhẹ khuôn mặt của cô, cầm, từ từ di chuyển, khẽ liếm quai hàm, mút một tiếng, quá trêu chọc người. Trái tim đường khả hình đập ầm ầm giống như đánh trống, muốn vọt ra ngoài, không dám nhúc nhích, ngẩn người tại chỗ, thân thể lại lập tức mềm yếu, bởi vì quá khiếp sợ, quá không tiếp nhận nổi không nhịn được rên nhẹ ra tiếng. Trang hạo nhiên càng kích động, ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, cảm nhận bộ ngực đầy đặn của cô dán vào lồng ngực mình, hai điểm nhỏ trên ngực đang kích thích bụng dưới của mình. Anh đột nhiên không nhịn được nữa, hôn nhẹ ra thịt trên cổ cô, tay cũng đã đi xuống đặt trên cái mông tròn lẳng của cô, bóp mạnh một cái. Đường khả hình lại khẽ kêu một tiếng, đỏ mặt, cả người toát mồ hôi, nhẹ đứng người dậy tay của Trang Hạo Nhiên đã dò vào trong váy dài quyến rũ của cô, vuốt ve bắp đùi cô. Đường Khả Hinh hoàn toàn cứng ngắc, đầu óc giống như bị điện giật, nổ âm âm, bởi vì sợ hãi, bởi vì quá sốc, không còn một chút hơi sức nào. Trang Hạo Nhiên lại kích động nhắc đùi phải của cô, cúi đầu ở trước ngực của cô, giữa hai chân lại muốn vào cô. Sốt cuộc hai người Mỹ, ho một tiếng, sợ hãi kêu, hi. Trang Hạo Nhiên giống như bị giật mình lập tức nhìn hai người Mỹ, kinh ngạc kêu lên ồ oh. God. no, người phụ nữ người Mỹ bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, cười khổ nói "Thais 2009". "Oh, Amserji." Trang Hạo Nhiên giống như rất lúng túng nhìn bọn họ mỉm cười, lạo liếc đường khả hình một cái. Cô đã ngây người tại chỗ, vẫn không có phản ứng được. is ok, chấm ngoặc kép, người Mỹ bày tỏ thông cảm, xúc động vì bọn họ đè nén khó khăn đè nén tình yêu. "Serji." chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại xin lỗi, lập tức nắm tay đường khả Hinh đang ngây ngô giống như gà gỗ, kéo mạnh cô đi ra ngoài. Hai người Mỹ nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, vợ cười bất đắc dĩ, nhưng ông chồng ngạc nhiên nói, hao do đây cầm in. Bọn họ vào bằng cách nào? Trang Hạo Nhiên kéo đường khả Hinh bước nhanh đi ra ngoài, lập tức có chút gấp gáp nhìn cô còn chưa lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, xin lỗi. Khả Hinh, mới vừa thật bất đắc dĩ, đừng nóng giận, trở về tôi sẽ chịu tội lúc này đường khả hình mới phục hồi tinh thần nóng mắt nhìn anh tức giận mới vừa muốn mắng chửi người lại thấy mấy đàn ông áo đen ở phía trước đi tới cô nhanh chóng chỉ phía trước nói anh xem trang hạo nhiên thấy phía trước có người theo đuổi anh lập tức kinh hãi lập tức kéo đường khả hình đi về phía một lối đi khác anh ta đang ở đó theo đuổi anh ta nhất định có tài liệu kia mấy người đàn ông nhanh chóng theo đuổi Trang hạo nhiên lập tức kéo đường khả hình đi tới cuối hành lang quen thuộc, quẹo trái, mở ra một cánh cửa nhỏ, đi xuống nhà kho. Mau, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức đóng cửa lại, lại muốn kéo cô đi xuống cầu thang, nhưng khả hình mang giày cao gót quá cao, đi rất chậm, anh lập tức từ phía sau ôm lấy cô, ôm cô chạy thẳng tới lối ra vào cầu thang nhỏ lầu 3, dùng sức kéo khóa sắt ra, nói cởi giày xuống. Không thể để cho Trương Bồi Hiên bắt được tôi, tên kia rất keo kiệt không có độ lượng như tôi, tôi không dám trêu anh ta. Đường Khả Hinh gấp gáp đến độ run rẩy cởi giày ra, lập tức ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên đã mở cửa sắt ra, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, nắm chặt mười ngón tay nhau, dắt cô ra bong thuyền lầu 3, hai người đi thật nhanh về phía trước. Ở bên kia, chấm than ngoặc kép, mấy tên vệ sĩ bất chấp tần khách đứng ở trên bong thuyền tầng 3, thấy Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi ra bong thuyền đang muốn đi về phía cây cầu dài, lập tức chỉ vào bọn họ kêu to. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh kinh hãi, lập tức xoay người, chạy về phía ngược lại. Lúc này, du thuyền đã dọc theo đường bờ biển thật dài, chạy ra khơi, dần dần cách khỏi bờ, chạy vào trong biển. Trang Hạo Nhiên sợ thời gian không còn kịp nữa, cano không đợi mình, anh nhanh chóng dắt Đường Khả Hinh chạy bay về phía trước, Đường Khả Hinh vừa thở hổn hển, vừa nhấc đuôi váy màu trắng, chân không chạy như bay về phía trước, trong đầu khó chịu như thiếu dưỡng khí, thở hổn hển nói, không được, tôi chạy hết nổi rồi. Cô làm được, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nắm tay của cô, kéo cô tránh né mấy đám người, chạy lên tầng 4. Một trận gió biển cuốn tới, vén lên váy dài trắng của đường khả Hinh, bay trên không trung, đùi đẹp thon dài khiêu gợi, chân không đạp trên sàn thuyền lạnh lẽo vô cùng hấp dẫn. Chúng tân khách nhìn thấy cô gái xinh đẹp, dối rít xôn xao. Mau, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, nhanh chóng đi ra bên ngoài bong thuyền, rầm 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 xuống lầu. Đường Khả Hinh vừa nắm đuôi váy, lảo đảo chạy về phía trước, nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, thở hổn hển nói, thật ra anh có thể đi một mình, tôi, tôi, tôi không sao. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt kiên định, thở hổn hển cười nói, không được. Tôi sẽ không bỏ lại cô, chúng ta cùng đi. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Mau, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên kéo đường khả hình đi xuống lầu 4, cũng đang lúc xuống lầu, chợt nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen đang muốn xoay người nhìn mình, anh lập tức ôm đường khả hình núp sau cầu thang, rồi dắt cô đi xuống. Dầm dầm rầm dầm, dầm, âm thanh xuống cầu thang truyền đến. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng dắt đường khả hình đi vào tầng 5, mắt nhìn thấy cano cách mặt biển không xa, đúng lúc này, phát hiện mấy đám người sắp xông qua. Anh lập tức dắt đường khả hình đứng ở bên lan can, nhìn cô kêu to khả hinh à đường khả hinh căng thẳng nhìn anh có biết bơi hay không trang hạo nhiên nhìn đường khả hinh hỏi nhanh không không biết tôi không muốn nhảy biển tôi chết cũng không muốn nhảy chấm than ngoặc kép đường khả hinh hoảng sợ đến khuôn mặt co giật muốn khóc kêu to đừng sợ nín thở tôi đếm một hai ba chúng ta cùng nhau nhảy xuống chúng ta cách mặt biển không xa sau này có thời gian tôi kiếm một du thuyền bù đắp vận số ngày hôm nay trang hạo nhiên nhanh chóng nhìn đám người ở đầu kia đang chạy phía này nhanh chóng nói không cần không tôi không dám chấm than ngoặc kép đường khả hình chợt lắc đầu đừng sợ có tôi trang hạo nhiên nói xong quay đầu thấy có người đang muốn đuổi tới bên này anh nâng cầm đường khả hình kêu to nín thở nhảy anh nói xong liền ôm lấy đường khả hình tung người nhảy xuống dưới thuyền à chấm ngoặc kép, một tiếng thét chói tai sụp đổ truyền đến. Ở trên bong du thuyền thật cao, hai bóng trắng giống như vì sao, ầm một tiếng chìm vào biển. chương 446, bọn họ vào bằng cách nào? Đường khả hình không dám nhúc nhích, chỉ mở mắt to mộng ảo, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ và vội vàng nhìn cô, mỉm cười xin lỗi. Ngoài cửa, quả nhiên truyền đến tiếng của Eva vào cửa, gọi nhỏ đường tiểu thư mặt của đường khả hình lập tức đỏ bừng, bởi vì mình mặc váy ngắn bằng voan, vì chế tạo hiệu quả, trước ngực cũng chỉ dán miếng dán ngực, váy ngắn còn thiếu chút nữa không che được quần lót bên trong, gần như trần chuồng đứng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên xin lỗi áp cô ở trên tường, ánh mắt không dám di chuyển xuống. Đường tiểu thư, tiếng của Eva lại từ bên trong truyền đến. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ, kề bên khuôn mặt của đường khả hình, ở bên tai của cô, và nhẹ hơi nóng, nói khẽ, lần sau có kinh nghiệm, vào phòng khách sạn, nhớ kỹ phải khóa cửa lại. Ám chỉ hai cánh cửa. Đường khả hình chừng mắt nhìn anh. Vẻ mặt trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, tay vẫn bưng chặt miệng của cô, nghe được tiếng của Eva truyền đến lần thứ ba, anh mới bất đắc dĩ buông tay ra, mặt khẽ tựa vào cổ của cô, cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt. Ô, ô, chấm ngoặc kép, trái tim đường khả hình nhảy thình thịch, hơi ngẩng đầu lên, đáp, ở toilet thay quần áo quát hàng này không biết tiếng trung đường khả hình sững sờ trang hạo nhiên nhẹ ôm thân thể của cô hơi nghiêng mặt ở bên tai của cô nhỏ giọng nói trên blot đường khả hình quay mặt sang ngây ngốc nhìn anh nhẹ nhàng hỏi có nghĩ là gì trang hạo nhiên ở gần khoảng cách dịu dàng nhìn hai mắt cô chóp mũi đẹp chạm vào chóp mũi nho nhỏ của cô nuốt cổ họng khô khốc một cái mới bất đắc dĩ nói thay quần áo Đường Khả hình lập tức học theo anh, nói nhỏ với bên ngoài, trên plot. Ok, Eva mỉm cười gật đầu, đoán chừng chờ mình ở bên ngoài. Đường Khả hình và Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lấy đồ được chưa, đường Khả hình căng thẳng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, nhìn cô, khẽ nâng máy vi tính trong lòng bàn tay, mở màn hình. Đường Khả hình mở chừng hai mắt, nhìn vào trong, quả nhiên là một số điều khoản mua đất, rốt cuộc cô thở phào nhẹ nhõm, nói, xoay người sang chỗ khác. À, Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô. Thay quần áo, khốn kiếp, đường khả hình nhìn anh, khe khẽ nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng xoay người, cũng không nhìn, lại thấp giọng hỏi cô, hôm nay làm sao vậy? Cái gì, đường khả hình vừa nhanh chóng mặc váy cúp ngực trắng, vừa kéo lên, vừa hỏi. Lúc này cô gái kia vừa cởi hết ở trước mặt của tôi. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên xoay người bất đắc dĩ nói đường khả hình nhanh chóng xoay người lại nhìn anh nóng mắt hỏi cái gì cô ấy cởi hết ở trước mặt của anh anh nhìn không có chấm ngoặc kép trang hạo nhiên thở dài nói không có làm sao anh biết cô ấy cởi hết đường khả hình đưa tay ra phía sau váy dài muốn khóa kéo đã nói không có nhìn vậy làm sao anh biết cô ấy cởi hết đường khả hình trợn mắt nhìn anh lại muốn kéo váy bởi vì, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, gấp gáp nói, cô ấy vừa muốn kéo xuống khăn tắm, tôi liền xoay người. Chập, đường khả hình coi thường anh. Thật, Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô giải thích, lại nhìn tay cô đang vòng phía sau, liền căng thẳng hỏi, rốt cuộc cô đang làm gì thế? Tôi không kéo dây kéo được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình căng thẳng, lại đưa tay ra phía sau. Ôi chao, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người của cô, tay đưa đến mông của cô, quét qua một cái, quay mặt chỗ khác kéo dây kéo lên. Đường Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lúng túng xoay người, tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ và xin lỗi nhìn cô, nói, "Được rồi. Đừng nóng giận, cô xem tôi như là cha của cô đi." "Phi, Đường Khả Hinh lại nói nhỏ. Đi ra ngoài trước rồi nói." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vươn tay, hỏi "Cha nhỏ kia đâu?" Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn anh nói, ở phía dưới ghế salon. Trang hạo nhiên vừa nghe, lập tức không nói nên lời, nói nhỏ, bà cô ơi, cha nhỏ kia là dùng để hôn mê Eva, cho tôi thoát thân. Nếu không, cô nghĩ tôi ném cho cô làm cái gì? Đường khả hình trợn tròn mắt, hỏi, vậy, vậy làm sao bây giờ? Trang hạo nhiên nhìn cửa sổ phòng tắm, chỉ đành phải nói, không có cách nào, chỉ đành phải leo ra từ cửa sổ. Quá nguy hiểm, Đường khả hình nhớ tới hình ảnh kinh hiểm mới vừa nhìn thấy, trái tim đập thình thịch nói. Không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức rời cái ghế nghỉ ngơi trong phòng tắm qua, tựa vào bên cửa sổ, cất máy vi tính nhỏ xong, mới xoay người nhìn đường khả hình. Đường khả hình đứng ở một bên, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái ngốc này, lúc này biểu hiện ở trong phòng khách, đột nhiên mỉm cười, lại bước xuống, ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, mới nói, bảo bối. Cô thật giỏi, quá tuyệt vời. Đường Khả Hinh không nhịn được cười khổ. Tiếng gõ cửa vang lên, Eva ở ngoài cửa, kêu nhỏ đường tiểu thư. Hàng này chỉ biết một câu trung văn này sao? Đường Khả Hinh đáp nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên đã thuận lợi mở cửa sổ, một luồng gió biển mãnh liệt thổi tới, vất áo sơ mi màu trắng của anh, anh đón gió, cắn răng nhanh chóng bỏ đi ra ngoài, trong lòng còn nhớ tới tây trang của mình. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh, lại nói nhỏ. Không có ai lại trả lời mình, cửa sổ nhỏ phịch một tiếng đóng lại, gió biển cũng lập tức ngưng lại. Suốt cuộc đường khả hình nặng nề thở dốc một hơi, đứng ở trước kính toàn thân, nhìn mình mặc váy dài cúc ngực màu trắng, còn có xẻ tà bên chân, lộ ra đùi đẹp thon dài, cô thở dài một cái, nói, đời này mặc xẻ tà nữa, tôi không phải họ đường. Cô thở vào một cái, mới đè chặt trái tim, để cho mình bình tĩnh một chút, mới mỉm cười xoay người mở cửa eva đã đứng ở bên cửa quyến rũ nhìn cô đường khả hình cũng nhìn cô quyến rũ mỉm cười nói xin lỗi để cho cô đợi lâu eva có chút không hiểu nhìn cô đường khả hình nhìn ánh mắt eva chỉ đành phải cười nói thanh yêu ayeok chấm ngoặc kép eva mỉm cười tôi đi trước chấm ngoặc kép đường khả hình mặc kệ cô có thể nghe hiểu hay không nhếch miệng mỉm cười xoay người đi ra ngoài nhìn cả phòng khách trống rỗng, đạt khoa vẫn chưa về, cô lại chuyển thân, nhìn Eva khẽ gật đầu, liền nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài, cũng đang đi ra trong chớp mắt, thấy vệ sĩ của Trương Bồi Hiên đi qua cạnh cửa nói, đã tăng cường lực lượng bí mật, bố trí khắp các nơi, nhất là cửa ra vào tầng 2. Sẽ không bị bảo vệ trên thuyền phát hiện, ngài yên tâm. Cô đứng ở bên cửa, mặt lập tức tái nhợt. Đường tiểu thư, Eva đi ra, lại kinh ngạc nhìn cô, Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn Eva, khẽ mỉm cười, mất hồn đi thẳng ra ngoài, đạp thảm màu tím, cảm nhận vệ sĩ của Đạt Khoa đứng ở hai bên, cô im lặng tiếp tục đi về phía trước, quẹo phải, đi tới trước phòng 2009, ngẩng đầu lên thấy trước mặt không có người nào, mới vừa suy nghĩ, đã bí mật kéo cửa ra, cô nóng nảy nhanh chóng đi vào, phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên mới vừa mặc tây trang xong đang muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Đường Khả Hinh, giật mình hỏi, cô đi vào làm gì? bọn họ đang tăng cường người tìm anh, hơn nữa bố trí người ở tầng 2 nhiều nhất, đường khả hình căng thẳng đi về phía anh, nói. Trang hạo nhiên trầm ngâm suy nghĩ một chút. Phịch một tiếng, một đôi nam nữ người Mỹ đang nói chuyện bằng tiếng Anh đi vào. Trang hạo nhiên nhanh chóng đẻ đường khả hình ở trên tường, trước mặt bọn họ, lập tức ôm cô vào trong lòng, cúi đầu, dùng môi mỏng khêu gợi, hôn nhẹ ra thịt trắng như tuyết của cô, thậm chí khẽ liếm tai của cô, đôi tay quấn ở trên eo cô, rời xuống sờ soảng. Đường khả hình cứng ngắc tại chỗ, con người trừng to, đôi tay níu chặt cổ áo tây trang màu trắng của anh. Hai người khách người Mỹ, sững sờ tại chỗ, nhìn bọn họ. Trang hạo nhiên mút mùi thơm nơi cổ cô, môi mỏng lại hôn nhẹ khuôn mặt của cô, cầm, từ từ di chuyển, khẽ liếm quai hàm, mút một tiếng, quá trêu chọc người. Trái tim đường khả hình đập ầm ầm giống như đánh trống, muốn vọt ra ngoài, không dám nhúc nhích, ngẩn người tại chỗ, thân thể lại lập tức mềm yếu, bởi vì quá khiếp sợ, quá không tiếp nhận nổi, không nhịn được rên nhẹ ra tiếng. Trang hạo nhiên càng kích động, ôm chặt thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, cảm nhận bộ ngực đầy đặn của cô dán vào lồng ngực mình, hai điểm nhỏ trên ngực đang kích thích bụng dưới của mình, anh đột nhiên không nhịn được nữa, hôn nhẹ ra thịt trên cổ cô, tay cũng đã đi xuống đặt trên cái mông tròn lẳng của cô, bóp mạnh một cái. Đường khả hình lại khẽ kêu một tiếng, đỏ mặt, cả người toát mồ hôi, nhẹ đứng người dậy. Tay của Trang Hạo Nhiên đã dò vào trong váy dài quyến rũ của cô, vuốt ve bắp đùi cô. Đường khả hình hoàn toàn cứng ngắc, đầu óc giống như bị điện giật, nổ âm âm, bởi vì sợ hãi, bởi vì quá sóc, không còn một chút hơi sức nào. Trang Hạo Nhiên lại kích động nhắc đùi phải của cô, cúi đầu ở trước ngực của cô, giữa hai chân lại muốn vào cô. Suốt cuộc hai người Mỹ, ho một tiếng, sợ hãi kêu, hi. Trang hạo nhiên giống như bị giật mình lập tức nhìn hai người Mỹ, kinh ngạc kêu lên, oh, god, no. Người phụ nữ người Mỹ bất đắc dĩ nhìn Trang hạo nhiên, cười khổ nói Thaisis 2009. Oh, I'm Trang hạo nhiên giống như rất lúng túng nhìn bọn họ mỉm cười, lạo liếc đường khả hình một cái. Cô đã ngây người tại chỗ, vẫn không có phản ứng được. Is ok, chấm ngoặc kép, người Mỹ bày tỏ thông cảm xúc động vì bọn họ đè nén khó khăn đè nén tình yêu. Sơ di, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại xin lỗi, lập tức nắm tay đường khả hình đang ngây ngô giống như gà gỗ, kéo mạnh cô đi ra ngoài. Hai người Mỹ nhìn thấy bọn họ đi ra ngoài, vợ cười bất đắc dĩ, nhưng ông chồng ngạc nhiên nói, hao do đây cầm in. Bọn họ vào bằng cách nào? Trang Hạo Nhiên kéo đường khả hình bước nhanh đi ra ngoài, lập tức có chút gấp gáp nhìn cô còn chưa lấy lại tinh thần, xin lỗi nói, xin lỗi khả hinh mới vừa thật bất đắc dĩ đừng nóng giận trở về tôi sẽ chịu tội lúc này đường khả hinh mới phục hồi tinh thần nóng mắt nhìn anh tức giận mới vừa muốn mắng chửi người lại thấy mấy đàn ông áo đen ở phía trước đi tới cô nhanh chóng chỉ phía trước nói anh xem trang hạo nhiên thấy phía trước có người theo đuổi anh lập tức kinh hãi lập tức kéo đường khả hinh đi về phía một lối đi khác anh ta đang ở đó theo đuổi anh ta nhất định có tài liệu kia mấy người đàn ông nhanh chóng theo đuổi. Trang Hạo Nhiên lập tức kéo đường Khả Hinh đi tới cuối hành lang quen thuộc, quẹo trái, mở ra một cánh cửa nhỏ, đi xuống nhà kho. Mau, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đóng cửa lại, lại muốn kéo cô đi xuống cầu thang, nhưng Khả Hinh mang giày cao gót quá cao, đi rất chậm, anh lập tức từ phía sau ôm lấy cô, ôm cô chạy thẳng tới lối ra vào cầu thang nhỏ lầu 3, dùng sức kéo khóa sắt ra, nói cởi giày xuống. Không thể để cho Trương Bồi Hiên bắt được tôi, tên kia rất keo kiệt, không có độ lượng như tôi. Tôi không dám trêu anh ta. Đường Khả Hinh gấp gáp đến độ run rẩy cởi giày ra, lập tức ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên đã mở cửa sắt ra, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, nắm chặt mười ngón tay nhau, dắt cô ra bong thuyền lầu 3, hai người đi thật nhanh về phía trước. Ở bên kia, chấm than ngoặc kép, mấy tên vệ sĩ bất chấp tần khách đứng ở trên bong thuyền tầng 3 thấy Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi ra bong thuyền, đang muốn đi về phía cây cầu dài, lập tức chỉ vào bọn họ kêu to. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh kinh hãi, lập tức xoay người, chạy về phía ngược lại. Lúc này, dù thuyền đã dọc theo đường bờ biển thật dài, chạy ra khơi, dần dần cách khỏi bờ, chạy vào trong biển. Trang Hạo Nhiên sợ thời gian không còn kịp nữa, cano không đợi mình, anh nhanh chóng dắt đường Khả Hinh chạy bay về phía trước, đường Khả Hinh vừa thở hổn hển, vừa nhấc đuôi váy màu trắng, chân không chạy như bay về phía trước, trong đầu khó chịu như thiếu dưỡng khí, thở hổn hển nói, không được, tôi chạy hết nổi rồi. Cô làm được, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nắm tay của cô, kéo cô tránh né mấy đám người, chạy lên tầng 4. Một trận gió biển cuốn tới, vén lên váy dài trắng của đường khả hình, bay trên không trung, đùi đẹp thon dài khiêu gợi, chân không đạp trên sàn thuyền lạnh lẽo vô cùng hấp dẫn. Chúng tân khách nhìn thấy cô gái xinh đẹp, rối rít xôn sao Mau, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, nhanh chóng đi ra bên ngoài bong thuyền, rầm 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 xuống lầu. Đường Khả Hinh vừa nắm đuôi váy, lão đảo chạy về phía trước, nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, thở hổn hển nói, thật ra anh có thể đi một mình, tôi, tôi, tôi không sao. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt kiên định, thở hổn hển cười nói, không được. Tôi sẽ không bỏ lại cô chúng ta cùng đi đường khả hình sửng sốt nhìn anh mau chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên kéo đường khả hình đi xuống lầu 4, cũng đang lúc xuống lầu chợt nhìn thấy mấy người đàn ông áo đen đang muốn xoay người nhìn mình anh lập tức ôm đường khả hình núp sau cầu thang rồi dắt cô đi xuống dầm 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 dầm, dầm âm thanh xuống cầu thang truyền đến trang hạo nhiên nhanh chóng dắt đường khả hình đi vào tầng 5, mắt nhìn thấy cano cách mặt biển không xa đúng lúc này phát hiện mấy đám người sắp xông qua anh lập tức sát đường khả hình đứng ở bên lan can nhìn cô kêu to khả hình à đường khả hình căng thẳng nhìn anh có biết bơi hay không trang hạo nhiên nhìn đường khả hình hỏi nhanh không không biết tôi không muốn nhảy biển tôi chết cũng không muốn nhảy chấm than ngoặc kép đường khả hình hoảng sợ đến khuôn mặt co giật muốn khóc kêu to đừng sợ nín thở tôi đếm một hai ba chúng ta cùng nhau nhảy xuống chúng ta cách mặt biển không xa. Sau này có thời gian, tôi kiếm một du thuyền, bù đắp vận số ngày hôm nay. Trang hạo nhiên nhanh chóng nhìn đám người ở đầu kia đang chạy phía này, nhanh chóng nói. Không cần, không, tôi không dám, chấm than ngoặc kép, đường khả hình chợt lắc đầu. Đừng sợ, có tôi, trang hạo nhiên nói xong, quay đầu, thấy có người đang muốn đuổi tới bên này, anh nâng cầm đường khả hình, kêu to, nín thở. Nhảy, anh nói xong, liền ôm lấy đường khả hình tung người nhảy xuống dưới thuyền. A, à, chấm ngoặc kép, một tiếng thét chói tai sụp đổ truyền đến. Ở trên bong du thuyền thật cao, hai bóng trắng giống như vì sao, ầm một tiếng chìm vào biển. chương 447, tình yêu là bông hoa, em là hạt giống. ầm ừ, hai người từ trên cao rơi xuống biển, sau khi bọt xong bắn lên tung tóe nhanh chóng trầm xuống biển rộng. Du thuyền nổi còi, xoáy lên từng lớp bọt sóng khổng lồ hai thân thể dưới đáy biển thế, nhanh chóng lăn lộn. Thân thể đường khả hình nhanh chóng chìm vào đáy biển, chợt cảm thấy nước biển lạnh thấu xương, nhanh chóng đóng băng thân thể yếu ớt của mình, cô ngậm chặt miệng, ở trong nước liều mạng sợ vùng vẫy, lúc mở mắt. Nhất thời đối mặt cảnh vật rất mê ly kỳ lạ dưới biển, trái tim chợt rét lạnh sợ hãi, chàng hạo nhiên, anh ở đâu? Cô hoảng sợ nín thở, liều mạng vẩy nước, không để cho thân thể mình trầm xuống, bất đắc dĩ cô không quen nước, đang lúc liều mạng dẫy dụa thân thể nhanh chóng chìm xuống, não bộ bởi vì thiếu dưỡng khí, trướng lên đáng sợ. sốt cuộc cô không nhịn được thở ra bọt khí lần thứ nhất, nhanh chóng liều mạng vùng vẫy ở trong nước, váy dài trắng ở trong thế giới suốt trong, tung bay, hai chân thon dài liều mạng vẫy lung tung. Trang hạo nhiên, anh ở đâu? Âm thanh của cô, ở trong nước, không tiếng động, tuyệt vọng lan ra. Đang lúc đường khả hình tuyệt vọng, đôi tay bị áp lực nước đè nén mà đung đưa bất an, trong miệng bởi vì thiếu dưỡng khí, tuyệt vọng thở ra bọt khí lần thứ hai, hoảng sợ nhìn thế giới xung quanh, một cảm giác sắp chết tràn đầy cả người, cô khóc, thân thể đang dần dần chìm xuống. Lúc này, một bóng dáng màu trắng nơi xa, dần dần di chuyển đến. Đường khả hình vô thức mở hai mắt, từng làn bọt khí từ trong miệng phun ra, nhìn về phía sóng gợn mãnh liệt ở trước mặt, bóng dáng quen thuộc dần dần đến gần mình, não bộ cô càng lúc càng thiếu dưỡng khí, một chút hơi cuối cùng ở trong miệng, rốt cuộc phóng ra, một bọt nước thật lớn bay lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trang hạo nhiên nhanh chóng bơi tới trước mặt của khả Hinh, mắt nhìn thấy cô đã sắp nghẹt thở, sẽ phải há miệng ra uống nước biển lạnh lẽo, anh gấp gáp nắm chặt hai vai cô trôi nổi, nghiêng người tới trước, cúi xuống nhẹ nhàng hôn vào môi đỏ mọng lạnh lẽo của cô. Một luồng khí ấm áp nhanh chóng truyền khắp cả người cô đang thiếu dưỡng khí, cơ thể sắp phồng lên, giống như lấy được an ủi, lần nữa bắt đầu khát vọng sinh mạng đường khả hình chợt mở mắt to mộng ảo ở trong nước nhìn thấy trang hạo nhiên đang nhắm đôi mắt hấp dẫn hôn chặt môi đỏ của mình đang mút đầu lưới của mình làn hơi ấm lại từng trận tràn vào trong thân thể của mình cái hộp nhạc này thật dễ nghe tên là gì vậy giọng nói của một đứa bé gái giống như từ xa xăm truyền đến tình yêu là hoa em là hạt giống giọng nói của thiếu niên truyền đến do ấm áp thổi qua tên thật là dễ nghe em tên gì mẹ nói em không thể tùy tiện nói cho người khác biết tên của em em nói cho anh biết đi không được em đi nha anh trai lớn cô bé mặc váy nhỏ màu trắng nhanh chóng biến mất ở trong thảm cỏ lavender thế giới đáy biển vẫn mãnh liệt hai bóng dáng màu trắng đang quấn lấy nhau theo vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xoay tròn anh vẫn ôm chặt cô gái trong ngực lúc thân thể nổi lên dốc hết tất cả hơi thở cuối cùng của mình rót vào trong cơ thể cô trong lòng an lên tiếng gọi, đường khả hình. Kiên trì lên, đường khả hình chậm rãi mở mắt, thấy Trang Hạo Nhiên ở trong nước, đang bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hôn chặt mình, ánh mắt ấm áp gấp rút nhìn mình, trong lòng của cô ấm áp. Trang Hạo Nhiên cảm giác cô hoàn toàn khôi phục ý thức, trong chớp mắt, ôm chặt thân thể của cô, hai chân vẫy một cái, hai thân thể nhanh chóng nổi lên trên. ầm uhm, một tiếng, nước biển đập thẳng tới. Suốt cuộc hai người giấy ruộ lên mặt biển, ngửa mặt nhìn trời xanh cũng liều mạng hơi thở đường khả hinh thoát chết qua một lần đột nhiên bật khóc không có việc gì ôm tôi sẽ không có chuyện gì chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên thở mạnh một cái chịu đựng một chút hơi thở cuối cùng của mình rót cho đường khả hinh làm cho não bộ sưng lên một tay ôm chặt thân thể của cô bơi về phía bờ không xa đường khả hinh vẫn khóc thút thít cảm thấy thân thể lạnh lẽo khác thường sắc mặt đã trắng bệch run rẩy nhìn về phía bờ thật xa Cô sặc vài ngụm nước, há miệng run rẩy hỏi có thể chết không? Sẽ không, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khẳng định nói xong, tiếp tục bơi về phía trước, vừa bơi vừa căn dặn cô đừng nhúc nhích. Đừng giãy ruộng, để cho mình nổi lên ở mặt biển, tôi đưa cô về. Đường Khả Hinh vẫn hoảng sợ bật khóc, kêu to cha. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô nữa, chăm chú ôm chặt thân thể của cô, tiếp tục bơi về phía trước. Người ta nói, trái đất bị chi phối bởi đại dương, bốn mùa biến đổi. Tự kích thích tốc độ. Biển rộng mênh mông, sôi trào đáng sợ, trên mặt biển màu xanh dương mãnh liệt, hai bóng dáng màu trắng, rốt cuộc trôi theo thời gian, ở trong ánh trời chiều lặn về phía tây, theo gió cuốn về bên bờ. Trang hạo nhiên gần như kiệt sức, sắc mặt tái nhợt kéo đường khả hình bò lên bờ, vừa khổ sở khạc nước biển. Cả người đường khả hình cũng mất hết hơi sức, quỳ gối trên tảng đá thật nhỏ, liều mạng khạc nước biển mới vừa bị đợt sóng vỗ vào, vừa nôn, nước mắt vừa chảy. Trang hạo nhiên mất sức nằm ngửa trên đất, nhìn trời xanh mây trắng, biết lên bờ, an toàn, đột nhiên mỉm cười, lại nhanh chóng lật người qua, liều mạng nhổ một bài nước bọt, nước biển. Đường khả hình thức giận quay đầu, nhìn bộ dáng trang hạo nhiên quỳ trên mặt đất nôn ngửa, nước mắt lại chảy xuống, nhanh chóng nhào tới trước mặt của anh, liều mạng vỗ vào bờ vai của anh. Ôi, chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên lập tức nằm ở trên mặt đá, nhìn đường khả hinh, kêu nhỏ đừng đánh. Cái đồ đáng chết này, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh thức giận không phải nhẹ, tức giận nhào vào trước mặt của anh, liều mạng đập bờ vai và lồng ngực của anh, hoảng sợ sụp đổ kêu to không phải là một mảnh đất sao. Phải bị mất mạng cũng muốn à, anh có bệnh hả, nếu anh chết, lấy đất làm gì, tại sao cha mẹ của anh lại sinh ra kẻ ngốc như anh hả. Cô nói xong, lại liều mạng đưa hai tay ra đánh anh. Đừng đánh, đừng đánh. Đau quá, Trang Hạo Nhiên xoay người né tránh quả đấm của cô. Đau chết anh đi, mới vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đã chết. Anh đừng cho rằng một lần có thể sống thì lần sau anh còn có thể sống được. Đồ đáng chết, tại sao không có một con cá mập nào sơi anh vậy? Chấm than ngoặc kép, đường khả hình thức giận đến cả người phát run, thân thể lạnh lẽo, run lẩy bẩy đứng lên, muốn một mình đi khỏi, không muốn để ý tới thứ quỷ này này chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô đi chân không nắm đuôi váy màu trắng thật muốn rời khỏi liền lớn tiếng gọi cô đường khả hinh vừa nghe nước mắt lại lăn xuống nằm trên mặt đất cầm một tảng đá to giơ lên cao muốn ném tới anh ôi chấm than ôi ôi cục đá kia quá lớn rồi nhặt nhỏ một chút trang hạo nhiên lập tức hoảng sợ ngồi dậy căng thẳng gọi Đường khả hình dơ tảng đá, nhìn anh mặc tây trang màu trắng, cả người ướt đẫm ngồi dưới đất, trên bả vai đầy cát, một người bình thường rất đẹp trai, hiện tại tóc ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, nôn ra nước, chỉ có cặp mắt là nóng rực. Cô ô một tiếng, đập tảng đá xuống đất, lại dọc theo đường nhặt lên cục đá nhỏ, không ngừng nện ở trên người trang hạo nhiên, kêu to, đồ đáng chết. Ngày đêm trông anh trở lại, thật vất vả trở lại, tôi còn chưa kịp vui vẻ, còn chưa kịp tụ họp, còn chưa kịp làm bữa cơm cho anh ăn, anh cho tôi làm điệp viên 007. Mẹ anh, đừng mắng mẹ tôi mà, Trang Hạo Nhiên né tránh viên đá nhỏ, kêu nhỏ. Mẹ anh đấy, mẹ anh sinh cái thứ người như anh, chấm than ngoặc kép, đường khả hình gào to, cuối cùng lấy thêm một cục đá lớn, liều mạng nện ở trên bả vai của anh, tức giận đến phát run nắm đuôi váy, tiếp tục đi về phía trước. Đường khả hình, Trang Hạo Nhiên lại mệt mỏi nằm ở trên mặt đất gọi cô đường khả Hinh không để ý tới anh, một mình run rẩy bỏ đi. Một trận gió thổi qua, bầu trời trong chớp mắt tối đen, biển rộng gầm thét ào 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 ào, tiếng róc rách vang lên toàn bộ thế giới. Trang hạo nhiên nằm ở trên mặt đất, mở mắt, mặc cho nước mưa chút xuống, đột nhiên mệt mỏi không còn hơi sức gọi, tôi quen biết một ông chú cũng là đầu bếp. Đường khả Hinh đứng ở đầu đó, ở trong tiếng mưa rơi róc rách, dừng lại, hơi nghiêng mặt. Trang Hạo Nhiên cảm thụ từng trận nước mưa lạnh lẽo chút xuống, anh nhắm mắt lại, giống như thấy một ông chú hiền lành, nhìn mình, nở nụ cười đầy ấm áp, trong lòng ấm áp, nuốt cổ họng khô rát một cái, mới nói tiếp, đồ ăn của ông ấy làm ăn thật ngon, hơn nữa hương vị luôn truyền đạt tình cảm rất sâu sắc, lúc nói chuyện rất trí tuệ, lúc chỉ dạy người khác, luôn luôn kiên nhẫn, giống như ông ấy không oán hận bất kỳ ai trên thế giới này. Ông ấy nói với tôi, người làm thức ăn, thật ra giống như vùng đất mẹ, từng giờ từng phút đều phải ghi nhớ mình là một người kéo dài cuộc sống cho người khác. Đường khả hình đứng ở trong mưa to, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vẫn nằm trên mặt đất, dầm mưa chút xuống như thác đổ. Trang Hạo Nhiên chớp mắt, nhớ lại quá khứ, giống như nổi lên một chút hướt át, nhưng anh lại lộ ra nụ cười rất xúc động, nói, lúc tôi rơi xuống nước ông ấy cũng đã từng cứu tính mạng của tôi. Đường khả hình không còn hơi sức nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vẫn mở mắt, nhìn về phía trước nói, ông ấy nói tôi là một đứa bé rất dễ làm cho người ta lo lắng, cho nên lúc mây đen chưa kéo tới, muốn tôi học cách tự chạy trốn. Khi đó, tôi còn nhỏ, không hiểu câu nói kia, về sau này, tôi mới chính thức hiểu rõ, bởi vì tính tình tôi gàn bướng, vì vậy tôi sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, cho nên chuyện thứ nhất, ông ấy muốn cho tôi hiểu, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, chuyện thứ nhất, chính là bảo vệ tốt bản thân mình. Nước mắt đường khả hình rơi xuống, hòa vào trong mưa lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười nói, ông chú này đã từng mang đến cho tôi rất nhiều thứ hơn cha của tôi, mà nguyện vọng duy nhất cả đời ông ấy là tại trên mảnh đất Bhutan Ấn Độ, phải có một vườn nho của mình. Đường Khả Hinh sừng sốt. Trang Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn đường Khả Hinh ở phía xa xa, bóng dáng màu trắng đứng ở trong mưa, đột nhiên mỉm cười, nói, mặc dù sau này tôi không thể liên lạc với ông ấy nữa, nhưng tôi đã từng hứa với ông ấy, nhất định phải làm chuyện này nhất định phải làm. Đường khả hình ở xa xa nhìn về phía anh, đột nhiên không còn hơi sức mềm nhún, ngồi ở trên mặt đá lạnh lẽo. Trang hạo nhiên nằm trên mặt đất, hướng đường khả hình, chậm rãi vươn tay, mỉm cười nói. Tới đây dắt tay, tôi mệt quá rồi, vì nguyện vọng này của ông ấy, tôi mệt quá rồi. chương 448 Cô Đơn Mưa tiếp tục rơi xuống. Đường khả hình vẫn đứng ở tảng đá đầu kia, nhìn về phía trang hạo nhiên, cả người anh đã ướt đẫm rồi, nhưng vẫn nằm ở trong mưa to, ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, cô không lên tiếng, nuốt cổ họng khô rát, mặc cho nước mưa chút trên người của mình, giọt mưa chảy xuống, cuối cùng vẫn nhấc đuôi váy thật dài, chân trần, từng bước từng bước đi về phía anh. Trang hạo nhiên nằm ở trong mưa, cười khẽ. Cả người đường khả hình rét lạnh, thở hồn hền, đạp từng tảng đá đi tới trước mặt của anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ướt đẫm, nước mưa chảy xuống, không có cách nào, chỉ đành phải vươn tay nắm tay của anh, dùng sức, nói, lên. Trang hạo nhiên thở mạnh một hơi, được cô kéo lên, rốt cuộc chống mạnh thân thể, đứng lên. Hai người đứng trong mưa nhìn nhau thêm vài lần, cũng mệt mỏi không muốn lên tiếng, cùng dắt díu, đạp lên tảng đá lớn, loạn choạng từng bước từng bước đi về phía trước. Mưa tiếp tục xuống. Ngoài cửa sổ, phòng tổng thống tiếp tục truyền đến tiếng mưa rơi, ào ào ào. Không biết du thuyền đã quay lại từ lúc nào, ánh đèn lập lòe, chiếu sáng trong bầu trời đêm. Chỉ là, ánh đèn có chút mờ nhạt. Bên trong nhà, ánh đèn thật ấm áp. Trên lầu vang lên tiếng cửa mở. Trang hạo nhiên mặc áo len màu trắng cổ chữ V, quần thường màu trắng, dùng khăn lông trắng, vừa lau tóc ướt đẫm vừa đi ra phòng ngủ thiết kế kiểu mở của mình, cũng đã thấy đường khả hình mới vừa tắm xong, mặc áo thể thao màu trắng có mũ đội đầu, cùng quần sót màu trắng, tóc vẫn có chút ướt đẫm hơi ngượng ngùng đi ra phòng tắm, đứng ở bên cửa nhìn thẳng về phía mình anh dừng lại động tác trong tay hơi ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn về phía cô đường khả hình chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái lại cúi đầu xuống tới đây chấm ngoặc kép trang hạo nhiên gọi nhỏ một tiếng ném khăn lông đến một bên đường khả hình nhìn anh một cái trước đó hai người còn xa lạ trải qua cuộc sinh và tử hoàn toàn biến mất thật im lặng đi tới trước mặt của anh nhẹ nhàng đứng đó ngồi xuống, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên từ trong ngăn tủ, lấy máy xấy ra. Đường khả hình chỉ đành phải im lặng ngồi ở trên giường nệm mềm mại màu trắng. Trang hạo nhiên mở máy sấy, tay tiếp xúc đầu gió, thấy có gió mát ra ngoài, mới ngồi ở sau lưng đường khả hình, vươn tay ngón tay dịu dàng, kéo tóc ngắn mềm mại của cô, vừa dùng máy sấy thổi sợi tóc ướt đẫm. Đường khả hình cúi đầu, cảm thụ ngón tay anh dịu dàng, quét nhẹ sợi tóc mềm mại của mình, một loại ấm áp cảm động, giống như trận gió ấp áp tràn vào lòng. Trang hạo nhiên chăm chú sấy khô sợi tóc phía sau cô, lại nói, xoay người lại. Đường khả hình im lặng xoay người, cúi đầu. Trang hạo nhiên không lên tiếng, tiếp tục vươn tay, kéo tóc trên trán cô, sấy khô sợi tóc ướt đẫm. Đường khả hình nhìn trang hạo nhiên, cảm giác lồng ngực anh lộ ra hơi thở mãnh liệt, dịu dàng nhào về phía mình, rốt cuộc có chút cảm giác chân thật, anh đã trở lại, không nhịn được ngẩng đầu lên, mở mắt to mộng ảo liếc anh một cái. Đúng lúc này Trang Hạo Nhiên cúi xuống, dịu dàng nhìn cô một cái. Đường Khả Hinh vội vàng cúi đầu xuống. Anh không nhịn được mỉm cười, tiếp tục sấy khô tóc cho cô, ngón tay không nhịn được chạm tới vết sẹo bên má trái của cô, có chút cứng rắn, vừa chạm vào liền hoảng sợ. Trái tim đường khả hình chấn động mạnh một cái, lập tức xoay mặt, dùng ngón tay đặt nhẹ má trái. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô một cái, tiếp tục sấy khô tóc cho cô, cho đến khi tóc hoàn toàn khô, mới cốc nhẹ đầu của cô, nói có thể. Dựa vào, người khác đứng lên, cất máy sấy, lại đi về phía giá sách, cầm hòm thuốc, nói cuốn ống tay áo lên. Đường khả hình nhìn anh một cái, không lên tiếng, tựa vào trước giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay phải trắng nõn của mình, một miếng băng keo màu nâu không thấm nước, dán trên da thịt trắng nõn. Trang hạo nhiên nhìn vết thương kia một cái, mới ngồi ở bên giường, mở hòm thuốc, từ trong lấy ra nước sát trùng, bông băng, kềm, còn có thuốc mới, cùng băng gạc. Trong lòng của đường khả hình căng thẳng, bắt đầu lo sợ. Sắc mặt trang hạo nhiên bình tĩnh cầm cánh tay của cô, vươn ngón tay thon dài đẹp mắt, thật cẩn thận mở ra. Đường khả hình lập tức khẽ nhân mày. Trang hạo nhiên nhìn vết thương trên da thịt trắng như tuyết, vì có vào chỗ bầm đen, thịt hơi nhăn nhẹ, anh nhíu mày, không lên tiếng, cầm kềm, nhẹ thấm nước sát trùng, quét khử trùng vết thương. A, à. Đường Khả Hình hoảng sợ, thu tay lại. Trang Hạo Nhiên lại nắm nhẹ cánh tay của cô, cúi đầu, dùng bông băng nhẹ nhàng thấm ra thịt xung quanh vết sẹo, cho thuốc tê ra một chút, mới dịu dàng nói: không phải là không sợ đau sao? Đường Khả Hình sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thừa dịp cô không lưu ý, bông băng nhẹ chậm vào vết thương. A, à, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hình đột nhiên bị đau đớn, kêu nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu nhẹ nhàng thổi hơi ấm ở miệng vết thương. Đường Khả Hinh vừa đau đến nín thở, vừa nhìn anh, nói: "Làm sao anh biết?" Hai mắt Trang Hạo Nhiên xẹt qua một chút đau lòng, lại nhẹ nhàng khử trùng cho cô, mới nói: "Cầm một cây kim đâm vào thịt, gây ra vết thương." Đâm vào trong thịt, cô cũng không biết đau. "Uổng công tôi thương cô rồi." Đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên khử trùng xong, vứt bỏ bông băng, lấy thuốc bột rắc nhẹ vào trên vết thương mới nhẹ nhàng nói, cánh tay đẹp như thế, nếu tổn thương tới mình. Không biết đau, chính là người đã chết. Hai mắt Đường Khả Hinh đỏ bừng. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng cầm băng gạc, nhẹ nhàng quấn vết thương, lại dùng ấn bố trong suốt, ấn nhẹ vị trí vết thương, mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh cúi đầu, hít hít đỏ bừng lỗ mũi. Biết cô yêu anh ấy, biết trên mặt của cô có vết sẹo, muốn yêu một người phải rất dũng cảm. Chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô nhẹ nhàng nói nước mắt nóng hổi lớn chừng bằng hạt đậu chảy xuống thật xin lỗi chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô đột nhiên nói đường khả hinh ngẩng đầu lên mở to đôi mắt đẫm lệ sướng sờ nhìn anh trang hạo nhiên mỉm cười buông bàn tay nhỏ bé của cô nhấc tấm chăn màu trắng đắp lên trên người của cô nói tôi vẫn không có nghe chuyện tình yêu của cô tôi xin lỗi đường khả hinh im lặng nhìn anh Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, khẽ vuốt má trái của cô, dịu dàng nói, nếu như ngày ấy chúng ta không có tranh cãi, có lẽ cô sẽ không cảm thấy bị rất nhiều rất nhiều người vứt bỏ, tuyệt vọng như vậy. Đều do tôi không tốt, dễ dàng đối xử tốt với cô, lại tùy tiện đối xử không tốt với cô. Trong lòng Đường Khả Hinh đau nhói, cúi đầu, lau nước mắt trên mặt. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhẹ lau giọt nước mắt còn vương lại trên mặt cô dịu dàng nói tôi thật sự rất xin lỗi. Lúc đi khỏi, tức giận với cô, không để ý tới tình yêu của cô, tôi rất xin lỗi. Loại tình yêu như vậy rất đau, đau đến không biết đau, còn gì tuyệt vọng hơn. Nhưng cô vẫn muốn yêu, mặc dù tôi sẽ đau lòng, nhưng tại sao tôi không thông cảm cho cô? Nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống. Trang hạo nhiên nhìn cô im lặng khóc thầm, khẽ mỉm cười, nhưng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, tay vuốt nhẹ tóc ngắn, đau lòng nói, cô nhóc. Tôi đã trở về. Trong lòng của đường khả hình đau nhói, tựa vào trong ngực của anh, khẽ run rẩy Hai mắt trang hạo nhiên xẹt qua một chút đau đau, lại ôm chặt cô, nói, không sao, đều đã qua. Nước mắt đường khả hình lại rơi xuống từng viên. Đối với thiên lỗi, nên thông cảm một chút, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên chợt xúc động thật lòng nói. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mở nhẹ thân thể mềm mại yếu ớt, nhìn cô, khẽ cười nói, "Cô không có cách nào hiểu đoạn ái tình của anh ấy và Như Mạt, bọn họ đã trải qua rất nhiều, thậm chí tôi cho rằng anh sẽ vì Như Mạt mà không yêu bất cứ ai, nhưng anh ấy yêu cô, lúc tôi hiểu được, tôi rất khiếp sợ." Đường Khả Hinh lau nước mắt, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại giải thích, "Cô phải hiểu, trái tim Như Mạt không khỏe, lúc nào cô ấy cũng có thể sẽ mất đi sinh mạng, đối với một người yêu sắp sửa mất đi sinh mạng, mặc kệ anh ấy yêu hay không yêu cũng không thể gạt bỏ không để ý đây là sự tôn trọng đối với sinh mạng hiểu không? Đường Khả Hinh im lặng cúi đầu. Cô tự suy nghĩ xem nếu như anh ấy thật sự lạnh lùng vứt bỏ như mạt anh ấy còn giá trị để cho cô yêu sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô lại thật lòng nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Thật ra thử tìm hiểu anh ấy đi hiện tại có thể anh ấy rất khổ sở rất đau lòng trong thế giới tình yêu muốn vứt bỏ một đoạn muốn nắm lấy đoạn đây là một quá trình rất mệt mỏi hơn nữa cô gái kia anh ấy đã từng rất thích rất thích ở trong lòng của anh ấy cô ấy đã từng giống như người nhà chấm ngoặc kép trang hạo nhiên kiên nhẫn giải thích chấm ngoặc kép đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn anh tôi vẫn không muốn nhúng tay vào tình yêu của cô và anh ấy mặc kệ cô chọn hay không chọn nhưng tôi vẫn đang nghĩ cô nhất định phải hiểu mới có thể không oán hận chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn cô dịu dàng nói. Anh có thể hiểu tôi sao? Đường Khả Hinh đột nhiên hỏi anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Cha tôi bị xử tù cả đời, ông ấy có thể cả đời cũng không ra được. Tôi quý trọng có một người đàn ông nói với tôi, đi gặp cha của tôi, bởi vì cha của tôi thật cô đơn. Chấm ngoặc kép, nước mắt đường khả hình chảy xuống, lại tiếp tục nghẹn ngào nói, khi đó, tôi quyết tâm muốn chia tay với anh ấy là bởi vì tôi cảm thấy yêu anh ấy, tôi càng cô đơn hơn. Đột nhiên trở nên thật cô đơn, thật cô đơn, cô đơn giống như cha của tôi. tôi không biết, tôi còn có thể hiểu anh ấy hay không, tôi còn có thể tha thứ cho anh ấy hay không. nhưng tôi cảm thấy yêu rồi cuối cùng tôi vẫn có một mình. cô đột nhiên che mặt, khẽ nước nở. trong lòng trang hạo nhiên đau nhói, bất đắc dĩ ôm nhẹ cô vào trong ngực, tay vuốt nhẹ tóc ngắn của cô, khẽ thở dài một cái. đường khả hình tựa vào trong ngực trang hạo nhiên, lại khóc nước nở, nói, thật ra, anh không hiểu, tôi cũng không cần nhiều chỉ hy vọng lúc tôi cần nhất, anh ấy liếc nhìn tôi một chút. Đó là yêu cầu hèn mọn nhất của tôi đối với phần tình yêu này, chỉ cần anh ấy nhìn tôi một chút, tôi cười một chút, tôi có thể chờ đợi anh ấy mỗi ngày, nhớ anh ấy, niệm tình anh ấy, ở bên anh ấy, làm món ăn ngon cho anh ấy. Tại sao anh ấy không thể hiểu tôi? Tôi sợ nhất, chính là bị vứt bỏ. Bởi vì tôi đã từng bị mẹ vứt bỏ, bị anh trai vứt bỏ, cho đến khi cha bị bắt đi, mặt của tôi bị phá hủy, số mạng cũng thử bỏ tôi muốn sống một mình thật sự rất khổ thật rất khổ lúc đó tôi thật sự tham muốn tôi hy vọng anh ấy nói người anh ấy kia là tôi lúc anh ấy muốn lựa chọn liếc nhìn tôi một cái không cần nói tôi cũng có thể hiểu nhưng anh ấy không có nhìn tôi anh không có mỗi buổi tối tôi nhớ tới lời của anh ấy đã từng hứa sau đó im lặng tôi cũng thật sợ hãi thật sợ hãi trang hạo nhiên yên lặng lắng nghe cũng không nói gì nữa chỉ ôm nhẹ cô Ôm nhẹ cô. Chương 449, chặt cậu ta thành hai đoạn. Ban đêm, mưa tiếp tục rơi xuống róc rách. Trong phòng bếp có tiếng động gõ xuống. Trang Hạo Nhiên một mình im lặng đứng ở trước phòng bếp, đem thịt gà đã làm xong, dùng dao nhanh chóng cắt thành hạt lựu, sau đó đeo bao tay trong suốt, trộn đều toàn bộ chúng, mở nắp nồi ra, bỏ vào trong nồi cháo nóng hổi thơm phức, khuấy đều, lại bỏ vào gừng đỏ đã thái sợi, đảo nhẹ, cảm nhận được hương vị mình muốn lại từ trong tủ lạnh lấy ra củ cải đã ướp xong cắt thành khoanh nhỏ cầm muống cẩn thận múc cháo nóng hổi vào chén lấy một chút củ cải bưng chén cháo nóng hổi đặt ở khay lên để lên cái muỗng nhỏ mới bưng khay xoay người đi ra phòng bếp đi qua phòng khách đi lên lầu thấy đường khả hình nằm ở trên giường nệm trắng tinh nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi ngủ rồi anh bưng chén cháo đi tới kêu nhỏ đường khả hình khẽ mở mắt Trang Hạo Nhiên bưng chén cháo, cẩn thận đặt ở đặt ở trước giường, ngồi xuống, quay đầu, hơi mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng dịu dàng nhìn anh. "Dậy, ngâm nước biển rất lâu, phải ăn một chút, nếu không sẽ không tốt cho bao tử, tối hôm qua cô mới vừa bị sốt chưa khỏi." Chấm ngoặc kép, anh nghiêng người tới trước, cẩn thận đỡ cô, lấy gối đầu, tựa vào sau lưng, để cho cô dựa vào. Đường Khả Hinh ngồi dậy, nhìn anh, ngạc nhiên nói, "Tại sao anh biết?" tối hôm qua tôi bị sốt. Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, bưng chén lên, cẩn thận múc lên một muỗng cháo, cúi xuống, thổi nhẹ, nói cô náo loạn một trận lớn như vậy, người nào không biết. Khâu vết thương không biết đau, tiêu đồng nói với tôi thật rất kinh khủng. Đường khả Hinh không nói nhìn anh. Trang hạo nhiên nhìn cô một cái, mới đưa cháo đến bên môi cô, nói ăn đi, bà cô. Đường khả Hinh nghiêng người tới trước, hút một hớp cháo, chợt cảm thấy thâm nồng, chân miệng, mùi vị gà rất thơm lại nhớ tới hỏi trang hạo nhiên đúng rồi chúng ta nhảy biển máy tính chống nước chấm ngoặc kép trang hạo nhiên lại cúi đầu thổi nhẹ muỗng cháo đưa đến môi cô đường khả hinh kinh ngạc nhìn anh uống xong muỗng cháo nhìn anh nói anh có chuẩn bị nhảy biển à trang hạo nhiên lại dùng cái muỗng nhẹ nhàng múc lên một chút cháo nóng mới cười nói chuẩn bị mọi khả năng đây là ưu thế thành công của tôi thật là hao tâm tổn trí. Chấm ngoặc kép, đường khả hình châm chọc nhìn anh, nói, ngàn dặm xa xôi từ anh quốc trở lại, vì lấy được mảnh đất này, ngay cả cơm cũng không ăn, ngay cả mạng cũng không cần. Trang hạo nhiên dừng lại động tác, mỉm cười bất đắc dĩ nhìn cô. Làm gì, đường khả hình chớp mắt, nhìn anh. Loại kế hoạch này, lúc nào thì cũng có thể thực hiện, cũng không cần gấp nhất thời. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lại im lặng múc cháo, đưa tới bờ môi cô, a à, đường khả hình có chút tức giận nhìn anh nói đúng vậy lúc trở lại có kẻ ngốc tôi đây cùng điên khùng với anh đương nhiên là phải nắm chặt thời gian trang hạo nhiên dừng lại nhìn người này đột nhiên mỉm cười nói cô xem đi hôm nay tôi vừa trở về nhìn thấy dáng vẻ của cô dáng vẻ gì đường khả hình nhìn anh dáng vẻ trầm lặng cô khó chịu người bên cạnh cũng khó chịu trang hạo nhiên nói thẳng tôi biết rõ cô bị thương nhưng tôi không có nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc ấy tôi đi, cô là một cô gái tươi vui ngang tàng, muốn thu dọn đồ đạc cho tôi, thậm chí lớn tiếng la hét nói muốn yêu anh ấy, chết cũng muốn yêu, kết quả thật không kém nhiều lắm. Đường Khả Hinh không lên tiếng, cúi đầu. Trong cuộc đời không phải chỉ có tình yêu, cô thật vì tình yêu, muốn vứt bỏ mọi thứ sao? Vậy cô vất vả sống tốt là vì cái gì? Cô từ bỏ tất cả, còn ai muốn yêu cô, còn ai tôn trọng cô? Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô, hỏi. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô thật lâu, mới nói tiếp, cuộc sống, nếu muốn sống cho tuyệt vời thì phải hiểu đây là một phiêu lưu mạnh mẽ, tôi dẫn cô đi đến hôm nay là muốn cho cô hiểu, cô còn sống thì phải sống cho thật tốt, sống cho tuyệt vời. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn anh, không nhịn được cười nói, anh không sợ tôi sẽ chết đuối à? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, nói, nói đùa. Tôi đã từng thiếu chút nữa chết ở trong biển, bắt đầu từ khi đó, mỗi ngày tôi ngâm mình ở trong biển, chinh phục nó, xem như sự nghiệp thứ hai trong cuộc đời của tôi. Ở dưới đáy nước, nó chính là thế giới thứ hai của tôi. Đường Khả Hinh không nói ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang hạo nhiên dịu dàng nhìn đứa ngốc này, không nhịn được vươn tay, véo nhẹ cầm cô, mới cười nói, hôm nay ở trên thuyền. Cô rất đẹp, rất tự tin, rất tuyệt, tôi kiêu ngạo vì cô, tự hào vì cô. Mặt của đường khả hình ửng đỏ, lại không nhịn được cười vui vẻ, hơi có chút hả hê hỏi có thật không? Ừ, thật, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cười đáp, nhưng lại sợ cô học thói xấu, bổ sung một câu như vậy, được rồi, trộm đồ là không đúng. Nhưng tôi cho cô biết, hôm nay tôi không trộm, anh ta cũng sẽ trộm. Vậy tại sao tôi phải nhường cho anh ta? Anh ta và tôi tranh giành công bằng, giành được sao? nhưng anh vẫn không đúng. chấm ngoặc kép đường khả hình kiên chỉ ý kiến nói cho nên cô đừng học tôi, cô cũng học không được. chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhịn cười múc một muỗng cháo đưa đến bờ môi cô. đường khả hình không nhịn được mỉm cười nghiêng người tới trước uống một hớp cháo ăn ngon không? sáng sớm hôm nay trang hạo nhiên nhìn cô rất xa cách rốt cuộc sắc mặt hơi hồng nhuận người cũng khôi phục được không tệ nở nụ cười ăn ngon chấm ngoặc kép, đường khả hình khéo léo gật đầu. Trang hạo nhiên bưng chén cháo, múc nhẹ một muỗng nhỏ, đưa bên môi đường khả hình, lại nói, hứa với tôi, mặc kệ tương lai gặp phải bất cứ chuyện gì, dù đau khổ tình yêu đi nữa cũng phải cắn răng nhẫn nại, cũng sẽ đi qua, phải cười thật vui vẻ, sống thật vui vẻ. Đường khả hình nhìn anh, dừng lại một lát, khẽ gật đầu. Không thể chán nản, không thể không biết đau, cũng phải để cho mình dũng cảm một chút mặc kệ yêu có được hay không đều cần một trái tim mạnh mẽ. Trang Hạo Nhiên lại múc một muỗng cháo đưa đến bờ môi cô, căn dặn. Đường Khả Hinh hiểu rõ, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng cười, cười thật vui vẻ mà ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên lại múc một muỗng cháo đưa đến bờ môi cô, mới nhịn cười hỏi, bình phong của tôi đâu? Đường Khả Hinh không nói nhìn anh, nói tại sao? lại nhớ tới bình phong. Tôi thích, rất ưa thích. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn cô, nói rất thật lòng. Đường khả hình không lên tiếng, cúi đầu. Trang hạo nhiên cầm cái muỗng, nhìn cô, lại cao giọng nói, đừng hẹp hòi như vậy có được không? Cô, cô cũng đã đáp ứng cho tôi, còn muốn lấy về, thật rất tức cười. Đường khả hình không nhịn được cười. Ai, trang hạo nhiên lại cao giọng, có chút căng thẳng nói, tôi thật sự rất muốn bình phong này. Rất muốn cô giấu nó ở đâu vậy? Còn nữa, tại sao cô biết tôi giấu bình phong ở trong hộp tủ kia? Còn tìm được chìa khóa, tại sao động tác nhanh như vậy? Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, mình cũng rất ngạc nhiên cười nói, tôi cũng không biết, lúc ấy tôi tức giận đi lên tới lầu 2, liền trực tiếp đi về phía hộp tủ, kéo nó ra, cầm chìa khóa, mở hộp tủ, ôm bình phong. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên trợn mắt nhìn cô, không thể tưởng tượng nổi. Đường khả hình nhìn bộ dáng anh, cười phốc một tiếng, nói, đây là sự thực. Trang hạo nhiên vẫn im lặng một lúc, mới thả chén xuống, nhìn cô, nói, được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, bình phong của tôi đâu? Cô giấu nó ở đâu? Đường khả hình thật im lặng nhìn anh. Trang hạo nhiên căng thẳng nhìn cô, lại nói, này, thật không trả lại cho tôi à? Sau này, cô lập gia đình, tôi tặng cho cô một xe đồ cưới có được không? Đường khả hình nhìn anh, đột nhiên cười, dịu dàng nói, tôi không muốn đồ cưới, chỉ hy vọng, tương lai, tôi thật sự phải lập gia đình, anh cùng tôi đi trên thảm đỏ. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn cô một lúc lâu, mới dịu dàng nói tốt. Đường khả hình nghe vậy, liền im lặng không lên tiếng, nhấc chăn lên, chân không đi về phía hộp tủ trang hạo nhiên để bình phong lúc đầu, ngồi sổ người xuống, lấy chìa khóa mở ra. Trang hạo nhiên sững sờ, nhìn cô. Tủ treo quần áo mở ra đường khả hinh đột nhiên từ bên trong ôm ra bình phong còn chưa có khảm thủy tinh xong xoay người cười nhẹ nhìn trang hạo nhiên trong lòng trang hạo nhiên vừa động ngẩng đầu lên nhịn cười nhìn cô đường khả hinh cũng nhìn anh cố ý nhịn cười cô trả về từ lúc nào vậy trang hạo nhiên đè nén kích động nhìn cô hỏi nhanh đường khả hinh ôm bình phong đi tới trước mặt của anh mỉm cười nói ngày anh trở về nước tôi đặt nó trở lại trang hạo nhiên không lên tiếng vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm đường khả hình cũng cúi xuống dịu dàng nhìn anh trang hạo nhiên cúi đầu nhìn bình phong con cáo nhỏ trong tay khả hình trong lòng ấm áp nở nụ cười vươn tay cầm bình phong đặt ở trước mặt nhìn từng đường kim mũi chỉ rất mềm mại thậm chí đáng yêu cảm động nói biết tại sao tôi không khảm thủy tinh nữa không đường khả hình im lặng nhìn anh bởi vì nó không thể phục chế bởi vì nó chỉ có một ở trên đời chấm ngoặc kép văn phòng tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi bình tĩnh ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn trong laptop, trang hạo nhiên mới từ nước Anh trở về cùng đường khả hình ăn mặc khiêu gợi, tay trong tay đi ở hành lang thật dài, sau đó hình ảnh chuyển đổi, cuối cùng chuyển tới trang hạo nhiên kéo đường khả hình cùng nhau nhảy xuống biển, rốt cuộc anh bất đắc dĩ ngẩng mặt lên, hai mắt xẹt qua tức giận, nhìn hình ảnh ở mạn thuyền trống trơn, giận dữ nói tôi muốn chặt cậu ta làm hai đoạn. Bọn Trần Tuấn Nam và Đông Anh không dám lên tiếng, Trang hạo nhiên đâu, tưởng thiên lỗi tức giận ngẩng đầu lên, nhìn bọn họ giống lên. Trường 450, lấy nhân cách thề. Trần Tuấn Nam ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi, có chút lo sợ, nhưng vẫn cười khổ nói, giống như. Ở, phòng tổng thống, cùng. Khả hinh. Tưởng thiên lỗi lại cảm thấy lửa giận thiêu đốt hừng hực, lập tức đứng lên, cầm tay trang màu đen, khoác lên người, nhanh chóng đi ra ngoài. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, đông anh nhìn tưởng thiên lỗi, có chút căng thẳng nói ủy viên trương mới vừa đến tổng công ty yêu cầu chúng ta đưa ra màn hình giám sát tưởng thiên lỗi đã ở ngoài cửa mới lạnh lùng nhanh chóng nói đưa màn hình giám sát cái gì chẳng lẽ tôi muốn đưa ra chứng cớ tổng giám đốc hoàn cầu cùng người phụ nữ của tôi trộm tài liệu sao hủy nó đi ủy viên trương chấm ngoặc kép đông anh có chút lo lắng không có việc gì chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi hiểu trang hạo nhiên mới tức giận nói cái tên xúc sinh chết tiệt kia biết ủy viên trương không có cách nào bắt khả hình đông anh nghe vậy liền im lặng đi theo sau lưng tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi khỏi thang máy nhanh chóng mở ra tưởng thiên lỗi bước nhanh vào nhấn mạnh nút xuống đông anh cùng trần tuấn nam và thẩm quân dụ đi theo thang máy nhanh chóng trượt xuống tưởng thiên lỗi nhớ tới lúc này xem đường khả hình hoảng sợ nhảy cầu trái tim của anh cũng muốn vỡ ra sắc mặt cứng rắn lại giận dữ siết chặt quả đấm kêu lên răng rác bọn đông anh và trần tuấn nam đều im lặng không dám lên tiếng tối nay nhất định mưa to gió giật trang hạo nhiên đang ngồi ở bên giường dịu dàng nhìn đường khả hinh nằm ở trên giường ngủ say trên mặt lộ ra nụ cười lại nghe được tiếng chuông vang lên anh đang ngạc nhiên đứng lên đi xuống dưới lầu thì cửa ầm một tiếng đẩy ra trang hạo nhiên giọng nói tức giận của tưởng thiên lỗi chuyển đến trang hạo nhiên đứng ở bên thang lầu sướng sờ Nhìn Tưởng Thiên Lỗi đã nhanh chóng đi tới, giống như hỏa thần, tức giận đến sau lưng muốn bốc khói, anh có chút căng thẳng, lập tức cười nói: "Tổng giám đốc Tưởng, hôm nay tại sao anh ghé thăm nhà tôi vậy?" Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, nhanh chóng đi tới, vung mạnh một quyền vào mặt Trang Hạo Nhiên. A, à, Trang Hạo Nhiên lại không ngăn được, cả người ngã ở cạnh tường. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, chợt mở đôi mắt sương mù, suy nghĩ mới vừa nghe được tiếng của Tưởng Thiên Lỗi có phải là đang nằm mơ hay không? Tưởng Thiên Lỗi vừa nóng vừa giận, nắm cổ áo Trang Hạo Nhiên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn anh nói, cái tên điên này, cậu muốn chơi cái gì, tự mình chơi đi, tại sao muốn mang theo kẻ ngốc kia, liên tục vượt biển, cậu cũng dám kéo cô ấy cùng nhau nhảy xuống. Kẻ điên. Anh nói xong, lại vươn tay muốn đánh chết Trang Hạo Nhiên. Này, chuyện gì cũng từ từ. Trang Hạo Nhiên đẩy anh ra cũng gấp gáp nói, chúng tôi không phải thật tốt sao? Nếu như chẳng may thì làm thế nào? chấm hỏi ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi nhớ tới hình ảnh nhảy lúc này, lập tức xông lên trước, muốn đánh chết anh. Không phải là không có gì sao? Đã không có chuyện gì, Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy hai tay của anh ra, nói anh cẩn thận một chút, cô ấy đang ngủ phía trên. Cậu còn biết cẩn thận? chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi lại muốn xông tới đánh anh. Làm gì? vẻ mặt đường khả hình có chút mờ mịt, tiêu tụy nhìn tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên ở dưới lầu. Tưởng thiên lỗi chợt ngẩng đầu lên, nhìn đường khả hình rất tốt đứng ở trước mặt mình, anh thở phào một cái, bước nhanh lên cầu thang, đứng ở trước mặt cô, giống giận, đầu óc của em hư sao. Nước vào sao, cậu ta điên khùng, em cũng điên khùng với cậu ta sao. Chuyện trộm tài liệu như vậy, em cũng dám làm với cậu ta. Nếu như gặp chuyện không may thì làm thế nào? tôi không phải làm rất tốt sao? Đường khả hình ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh, nói. Tưởng thiên lỗi thật cực độ tức giận, cực độ tức giận, cực độ bất đắc dĩ nhìn cô, tức giận nói tại sao em bắt trước cậu ta như vậy? Trước khi e làm những chuyện này, cũng không có nghĩ tới hậu quả sao? Đây là con trai của ủy viên trương, cậu ta muốn mãnh đất kia, có quan hệ gì với em sao? Em không nhìn ra được, cậu ta đang lợi dụng em, muốn kéo em xuống nước sao? Này, anh đừng nói chuyện khó nghe như vậy có được không? Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi, bất đắc dĩ nói. Cậu câm miệng cho tôi, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn dưới lầu giống giận. Trang hạo nhiên lập tức không lên tiếng. Đường khả Hinh lại bình tĩnh nhìn tưởng thiên lỗi, tức giận nói, anh câm miệng cho tôi. Tưởng thiên lỗi gấp gáp nhìn cô chầm chầm. Tôi muốn đi làm chuyện gì, có quan hệ gì tới anh? Anh không cần tranh cãi với tôi, tôi buồn ngủ chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức xoay người, muốn đi ngủ. Tưởng thiên lỗi đau lòng lập tức nắm chặt cổ tay của cô, xoay thân thể của cô, tức giận giống em làm ra chuyện như vậy còn ngủ được. Em biết lúc ấy rất nguy hiểm không? Thuyền đang chạy, có thể cuốn em vào trong, có phải em cho rằng trong biển ngoại trừ loài người, không có những sinh vật khác hay không? Gần như vậy sẽ không có cá ập. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn anh, nói. Bọn đông anh không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười. Cậu, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi tức giận đến cả người phát run, lập tức chỉ vào anh phát run, nói, bắt đầu hôm nay, nếu tài liệu hoàn á của cậu gửi tới, tôi ký nữa tôi sẽ không phải là người. Lúc tôi giao cô ấy cho cậu, có để cho cậu dở trò với cô ấy như vậy phải không? Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, tổng giám đốc tưởng. Chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lập tức hoảng sợ. Cậu đừng ép tôi nói tục, chấm than ngoặc kép, Tưởng thiên lỗi tức giận đến cả người phát run. Trang hạo nhiên mở to hai mắt, nhìn kẻ thô lỗ này. Đi theo anh, tưởng thiên lỗi không nói hai lời, lại muốn dắt đường khả hinh, muốn kéo cô đi xuống dưới lầu. Tôi không đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh hất tay của anh ra, tức giận nói. Có phải em thật muốn làm anh chết hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hinh giống giận, em muốn trừng phạt anh còn không đủ sao? Anh nhìn thấy em nhảy xuống biển anh cũng sắp điên rồi. Như vậy sẽ chết người, Đường Khả Hinh. Đi với anh, tôi mới chết." Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, hai mắt lập tức đỏ bừng, tức giận kích động cao giọng nói. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô tức giận kích động như thế, anh lập tức bất đắc dĩ nhìn cô, nói, "Được rồi, đừng tranh cãi, anh sai rồi, được không?" "Chuyện như mà trước đó, anh sai rồi, anh sai rồi, anh, sai rồi, anh xin lỗi, tha thứ cho anh." Ai muốn anh nói xin lỗi? anh đi cho tôi." Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn anh, liền muốn khóc, chợt đẩy cả người anh đi xuống. "Đường Khả Hinh." Chấm than ngoặc kép. "Tưởng Thiên lỗi thật sự rất bất đắc dĩ, rất bất đắc dĩ nói, em không tin tưởng anh sao?" "Thật không tin anh sao? Anh thật sự làm sai. Tha thứ cho anh, anh sai rồi, em đừng như vậy, em giày vò anh, biết không?" Lúc này anh nhìn em nhảy xuống biển, anh suy nghĩ, nếu em xảy ra chuyện, anh anh làm thế nào? đường khả hình đứng tại chỗ, càng không ngừng rơi lệ. Trang hạo nhiên đứng ở dưới lầu, đôi tay cắm túi quần, mỉm cười. Em nói anh không có nhìn thấy em. Em không biết, anh giấy rụa thoát khỏi đoạn cảm tình kia, thật ra anh không có rất mất sức. Bởi vì em thật tốt. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, nói, nhưng... Phải dứt khoát tách ra với cô ấy, anh thật sự không nhẫn tâm. Anh thật không đành lòng, nhưng lúc anh lừa em là bởi vì anh cũng không muốn em thương tâm em không tin tưởng tình cảm của anh sao khả hinh anh ăn nói khép nép được không anh ăn nói khép nép anh dùng cuộc đời của anh ăn nói khép nép với em anh cầu xin em đừng rời khỏi anh tối ngày hôm qua anh đến nhà em nhìn thấy em ngồi khóc ở xích đu trái tim của anh đau đớn nhưng anh phải làm thế nào từ lúc đó anh đã hiểu anh muốn cho em một thế giới hoàn chỉnh mà không phải thế giới không trọn vẹn cho nên anh không có đi quấy dậy em. Trong lòng của đường khả hình chợt đau nhói, nước mắt từng viên lăn xuống. Sau này, mặc kệ em tổn thương ai, bao gồm như mạt, Anh cũng sẽ tuyệt đối sẽ theo em, mặc kệ em gây ra lỗi với ai. Anh cũng đứng về phía em, tuyệt đối, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại cầu xin cô. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn người đàn ông đáng thương này. Tôi không muốn nói gì, tôi muốn đi ngủ chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên xoay người, nhảy lên giường, kéo chăn ngủ. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi căng thẳng lại muốn tiến lên. Anh đi đi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên ôm lấy gối đầu, ném anh, gào to. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại muốn đi lên trước, muốn ôm cô. Anh đi đi, chấm ngoặc kép, đường khả hình lại ném một cái gối đầu khác, khóc kêu to. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường khả hình kéo chăn, che ở trên người, đưa lưng về phía người kia, thật khổ sở khóc, khóc thật lớn. Khả hình, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại muốn ngồi ở bên giường. Anh để cho cô ấy nghỉ ngơi đi, không thấy cô ấy đuổi anh sao. Trang hạo nhiên im lặng xoay người, lắc đầu một cái. Tưởng thiên lỗi cảm thấy tức giận quay đầu nhìn trang hạo nhiên, trong đầu nhớ tới, hai người từ trong gian phòng 2009 đi ra ngoài, Bộ dạng lúng túng, cảm thấy có chút không ổn, lập tức đi xuống lầu, chỉ vào Trang Hạo Nhiên, giống lên, cậu nói cho tôi biết. Cậu để cho cô ấy ăn mặc hấp dẫn như vậy lên thuyền, còn dám nói với mọi người, cô ấy là phụ nữ của cậu. Cậu có làm chuyện xấu đối với cô ấy hay không? Trang Hạo Nhiên lập tức kinh ngạc nhìn anh, kêu to, anh xem tôi là người hả? Có hay là không có? Có tái máy tay chân hay không? Tưởng Thiên lỗi lại tức giận hỏi. Không có. Làm sao có thể? Trang Hạo Nhiên lập tức nói, anh cũng biết, tôi đối với cô gái nhỏ không có hứng thú sao? Không có. Chấm hỏi ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi lại tức giận nhìn anh, không tin. Trang Hạo Nhiên lập tức duỗi thẳng sắc mặt, giơ ba ngón tay giữa, nghiêm túc khẳng định trả lời, không có. Tôi dùng nhân cách của tôi thề. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 451, dễ ớt. A a a đau chết rồi phòng viết biệt thự độc lập truyền đến tiếng kêu la mẹ nó kêu cái gì thật giống như tôi sắp cưỡng bức anh một giọng nói khác truyền đến mưa to vẫn điên cuồng rơi vãi từng chập gõ vào cửa sổ trong suốt đường mưa rối rít chảy xuống bên trong nhà lò sưởi trong tường kiểu anh hiếm thấy đốt sáng ba cây củi thật ấm áp lâm sở nhai mặc đồ ngủ màu trắng khoác áo ngủ màu trắng ngồi ở trên sofa dài trong tay cầm rượu thuốc không ngừng xoa xoa rượu thuốc thượng hạng lên cánh tay Trang Hạo Nhiên, vừa trà sát vừa tức giận nói thật không chịu nổi anh. Trong nhà có phụ nữ, tại sao không để cho cô ấy thoa cho anh? Còn phải rời tổ, anh thật xem anh là thần tiên hả? Trang Hạo Nhiên chịu đựng đau, bất đắc dĩ nhìn anh, nói tôi nói, muốn cậu bôi rượu thuốc có khó khăn sao? Lâm sở nhai nhất thời bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận nói tôi nói loại người như anh là số khổ. Trong nhà nhiều tiền như vậy, tự mình làm việc, tự mình nấu cơm, ngay cả cái nhà cũng muốn tự mình sửa sang lại. Bây giờ ngay cả thư ký tiểu đường, anh cũng muốn tự mình chăm sóc. Đây là chuyện gì hả? Trang hạo nhiên chịu đựng đau, không lên tiếng. Lâm sở nhai chừng mắt liếc nhìn anh một cái, lấy thêm rượu thuốc, nhỏ vài giọt lên bắp thịt cánh tay anh, lại dùng sức trà sát, mới nói thật không hiểu nổi anh. Tại sao phải thương tiểu đường như vậy? Vì tình cảm của hai người kia không biết có thể thành hay không, lại cùng với cô ấy chơi trò nhảy xuống biển ôi cậu nhẹ một chút tôi có thủ oán với cậu hả trang hạo nhiên ngẩng đầu lên chừng anh lâm sở nhai ngẩng đầu lên không nhịn được nhìn anh tức giận nói nếu anh biết đau tại sao còn phải liều mạng như vậy biết cô ấy chỉ có khâu vết thương liền từ nước anh ngàn dặm xa xôi trở lại trở lại còn phải theo cô ấy chơi trò mạo hiểm như vậy tài liệu kia dựa vào chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể cầm tới tay sao. Tôi thấy không vượt qua con trai của ủy viên trương được. Trang Hạo Nhiên nói thẳng. Lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn anh, thở dài, nói, đầu óc của anh cấu tạo bằng cái gì? Tôi thật sự muốn mở nó ra xem xem coi cấu tạo bằng cái gì. Tại sao anh có thể dung nhiều như vậy? Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn Lâm sở nhai, cao mày nói, có phải cậu cũng giống phụ nữ như Tào Anh Kiệt hay không? Phi, Hiện tại Tào Anh Kiệt ngày ngày ôm vợ ngủ. Hôm nay tôi khó được để cho nửa người dưới nghỉ ngơi, anh tới quấy giày tôi, anh muốn ăn đòn. Chấm than ngoặc kép, Lâm Sở Nhai lại tức giận nói. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cánh cửa đóng chặt, hỏi ai vậy? Phó quản lý lưu, chấm ngoặc kép, Lâm Sở Nhai chậm rãi đứng lên, muốn mở cửa. Trang Hạo Nhiên lại đưa chân ngăn cản đường đi của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Làm gì, lâm sở nhai nhìn anh ngạc nhiên hỏi trang hạo nhiên trực tiếp nhìn anh vẻ mặt phách lối nói tôi luôn có nguyên tắc chính là thỏ không ăn cỏ gần hang biết chưa a à, chấm ngoặc kép lâm sở nhai nhàm chán nhìn anh đáp trang hạo nhiên lại nhìn anh chợt nhíu mày lắc lắc đầu lại nói con thỏ tôi cũng không thể ăn cỏ gần hang cậu nên biết chứ mẹ kiếp anh lâm sở nhai tức giận nhìn trang hạo nhiên đưa rượu thuốc trong tay nói nửa đêm canh ba anh bị tổng giám đốc tưởng đuổi ra ngoài, tới nhà của tôi, muốn tôi thoa rượu thuốc cho anh, chỗ của tôi có rượu thuốc à. Tôi muốn bị thương như anh, nằm ở trên giường, muốn mười mấy cô gái xoa bóp cho tôi, lúc tôi mới vừa đi ra ngoài mua, thấy quản lý Lưu, tôi thuận tiện hỏi cô ấy, cô ấy nói có, nhưng chưa tìm ra, cái đó tốt hơn, cô ấy trở về tìm. Hiện tại chắc là đưa tới đấy. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, nói, trễ như thế, còn chưa tan việc sao? Cô ấy trực quá nửa đêm, bởi vì không ngủ được, nên đi tới lui một chút, có duyên với tôi thôi. Lâm sở nhai đá anh văng ra, xài bước đi khỏi, đi tới trước cửa nhà, nhẹ nhàng mở ra. Một cơn gió lạnh nhào tới, nhã tuệ mặc đồng phục màu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo khoác mùa đông khách sạn mới vừa phát ra, buộc búi tóc tao nhã, dịu dàng mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn lâm sở nhai cung kính gọi, lâm phó tổng. Nhanh nhanh nhanh, vào đi, rất lạnh, Lâm Sở Nhai vươn tay, nắm cánh tay của cô, để cho cô đi vào trong, đóng cửa nhà lại. "Cảm ơn." Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ thở ra một ngụm khí trắng, đi vào phòng, nhất thời ấm áp, liền nhẹ nhàng cởi áo khoác, hỏi "Tổng giám đốc đâu?" Người ngồi ở trên ghế salon như xác chết đó. Lâm Sở Nhai săn sóc nhận lấy áo khoác trong tay cô, treo lên. "Nhã Tuệ," Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Lưu Nhã Tuệ, mỉm cười nói, "Tổng giám đốc chấm ngoặc kép nhã tuệ lập tức cầm một chai bên trong có chút thực vật ngâm rượu thuốc mỉm cười đi tới cung kính gọi nhỏ tay của anh khá hơn chút nào không không có việc gì mới vừa rồi đột nhiên có chút cứng ngắc phiền cô đặc biệt đi một chuyến ngượng ngùng trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhã tuệ xin lỗi nói anh đừng khách sáo chấm ngoặc kép nhã tuệ dịu dàng săn sóc tính tình cực tốt là người hơi khiêm tốn không quá vui vẻ nói chuyện chỉ thấy cô hơi im lặng ngồi ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, theo bản năng nhìn cánh tay anh sưng đỏ, mỉm cười nói tổn thương gân. Làm sao cô biết, Lâm Sở nhai đi về phía quầy ba ở đầu kia, chuẩn bị pha trà cho cô, mới cười hỏi. Trước kia cha là phụ bếp, cho nên thường phải dùng đến sức cánh tay, thường xuyên bị sưng đỏ, cha của Khả Hinh không chỉ là một đầu bếp giỏi, còn biết kiến thức y học, cho nên tìm một số cách điều chế dân gian, làm rượu thuốc tương đối tốt, thỉnh thoảng cho cấp dưới xoa một chút chấm ngoặc kép nhã tuệ mỉm cười để chai rượu thuốc trong suốt xuống nhẹ nhàng cuốn ống tay áo lên cái này chấm ngoặc kép trang hạo nhiên hít mắt nhìn chất lỏng màu vàng nhạt nổi lên một chút dễ cây hỏi đây là cái gì ngâm thành rượu thuốc chủ yếu điều chế bằng dễ ớt rượu thuốc này của khả hinh làm cô ấy quen làm những thứ này chấm ngoặc kép sau khi nhã tuệ cuốn ống tay áo xong cầm thuốc rượu lên dịu dàng nhìn trang hạo nhiên nói đến đây đi tôi thoa cho anh, đưa tay ra ngoài. À, chấm ngoặc kép, mặc dù tính tình của Trang Hạo Nhiên sảng lãng, nhưng đối với cô gái xa lạ, vẫn hành động hết sức quy củ, liền nhìn nhã tuệ, có chút ngượng ngùng cười nói, không cần. Để sở nhai xoa cho tôi thôi. Thoa thuốc rượu, không thể dùng sức mạnh, chảy ra đối với thân thể càng thêm không tốt. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, bởi vì biết ơn anh đối tốt với khả hình, nên đối với anh tăng thêm mấy phần thân thiết chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn lâm sở nhai một cái. Đừng giống như đàn bà, lâm sở nhai nhìn anh, ngang ngược nói. Trang hạo nhiên không có cách nào, hôm nay đôi tay này thật sự đau đớn, chỉ đành phải nhấc lên, nhìn nhã tuệ, ngượng ngùng nói, vậy. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo, bình thường anh đối với khả hình chúng tôi rất tốt, tôi cảm ơn còn không kịp, huống chi, đây là một cái nhấc tay nhỏ. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ hơi lại gần chỗ trang hạo nhiên một chút, sau đó cũng hào phóng tự nhiên đưa bàn tay thon dịu dàng, nắm nhẹ cánh tay của anh, xịt vài giọt rượu thuốc vào bắp thịt của anh, án theo phương pháp cha của Khả Hinh, hai ngón cái từ trên cao đi xuống, trà mạnh xuống, nhưng không có đẩy trở lại, mà nhẹ nhàng mở đôi tay, lại dùng hai ngón cái, từ trên cao đi xuống, trà mạnh xuống. Quả thật rất thư thái, hơn nữa rượu thuốc còn thấu vào. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên, nhìn nhã tuệ, cười nói thật thoải mái hơn, hơn nữa rượu thuốc này. Nhã Tuệ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, rượu thuốc này mới điều chế không lâu, vẫn có chút cay, bởi vì lúc trước đã dùng hết rồi, là khả hình tự mình đi xuống ruộng đào dễ ớt, lúc ấy vẫn là ngày hè, đầu đội mũ, đứng ở trong ruộng, hết sức đáng yêu. Trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ, cười nói, cô thật rất thương cô ấy, tôi thường nghe cô ấy nói về cơ, rất thương cô ấy. Nhã Tuệ đột nhiên mỉm cười, cảm động nói, thật ra mọi người không biết. Cô ấy càng thương tôi hơn, từ nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi hơn cô ấy mấy tuổi, hoàn cảnh nhà cô ấy tốt hơn nhà chúng tôi, cô ấy có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, chuyện vui vẻ cũng sẽ chia sẻ với tôi, đi học tan trường, mặc dù trường học khác nhau, vẫn muốn tài xế vòng lại đón tôi, sau này nhà cô ấy gặp biến cố, tình hình kinh tế trở nên kém, cha mẹ của tôi cũng trở về quê, hai chúng tôi sống chung nhau, cô ấy giống như chưa từng là một tiểu thư nhà giàu. Dậy thật sớm, quét dọn trong nhà. Nấu ăn, làm đồ uống, đồ chua, phơi khô củ cải, thật ra chúng tôi tương đối lười, bình thường làm món ăn, gần như đều là cô ấy chăm sóc cho tôi. Trang hạo nhiên nghe lời này, dịu dàng mỉm cười. Nhã tuệ nhớ tới tình nghĩa với Khả Hinh, không nhịn được mỉm cười, lại nói, chúng tôi còn nói, hai người tốt như vậy, tương lai nếu như mình có bạn trai, có thể tách ra hay không? Lâm sở nhai mỉm cười bưng trà, đặt trước mặt cô, mới nói, vậy cũng không cần tách ra gả ở một gia đình có hai con trai là được. Nhã tuệ cười phốc một tiếng, lại cẩn thận xoa tay cho Trang Hạo Nhiên, vừa xoa vừa tỉ mỉ dặn dò nói, anh nhớ kỹ, xoa rượu thuốc này, cũng đừng đụng nước lạnh, 20 phút sau, thuốc ngấm vào da. Như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Ừm, um, tốt, Trang Hạo Nhiên cười nói. Rượu thuốc này anh cất đi, nói cho Khả Hinh, để cho cô ấy thường xoa cho anh, kỹ thuật của cô ấy tốt hơn tôi. Nhã tuệ không nói nữa, hơi nghiêng mặt, mà vẻ mặt lộ ra dịu dàng, lại từ trên xuống xoa tay cho anh. Trang Hạo Nhiên không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn cô. Nhã Tuệ đẩy nhẹ, ngẩng đầu lên, tiếp xúc được ánh mắt Trang Hạo Nhiên, lập tức cúi xuống, mặt hơi ửng đỏ, vẫn xoa cho anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, cúi đầu, suy nghĩ một chút mới nói, "A. À, dạ dày lại có chút không thoải mái, uống nước biển nhiều quá. Tôi đi toilet." Trang Hạo Nhiên khó chịu đứng lên, lập tức đi tới toilet. Lâm sở nhai lập tức đi tới, lo lắng gọi, này. Không chỉ tay của anh có chuyện, ruột gan của anh có chuyện gì hả? Đừng ảnh hưởng đến kiêu ngạo của đàn ông nha. Nhã tuệ khẽ mỉm cười, lại nghe được một tiếng chuông vang lên, theo bản năng cô nhìn điện thoại trên ghế salon bên cạnh, vừa lúc là hình ảnh Khả Hinh gọi tới. Cô biết tối nay Khả Hinh ở tại nhà trang hạo nhiên, đoán chừng là lo lắng nên gọi tới, liền mỉm cười cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời, hỏi, Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngồi trên giường, nghe điện thoại này, ngạc nhiên hỏi, "Nhã Tuệ." "Ừ, Trang tổng đi toilet rồi, cô tìm anh ấy có chuyện à?" Nhã Tuệ cười hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, kêu nhỏ cô, "Tại sao cô ở cùng tổng giám đốc?" Chương 452, thật đắt. Tay của tổng giám đốc Trang bị thương, sau đó Bảo Lâm phó tổng mua thuốc rượu cho cho anh ấy, vừa đúng lúc gặp được tôi, nên tới đây thoa giúp anh ấy." Chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ cười nói anh ấy bị thương, tại sao tôi không biết?" Đường Khả Hinh có chút lo lắng hỏi. Nhã Tuệ hơi trách móc nói, còn không biết xấu hổ. "Hôm nay không phải cô đi với anh ấy sao?" Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nói không ra lời. "Cô tìm anh ấy có chuyện gì sao?" Nhã Tuệ nhìn cô, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh cười nhạt nói, "Không có việc gì, mới tỉnh lại, đột nhiên không có nhìn thấy anh ấy, nên có chút ngạc nhiên." "Cô ngủ sao?" Nhã Tuệ hỏi khẽ ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp nhẹ. Nghỉ ngơi ở nhà người khác, nhớ phải cẩn thận một chút, không giống trong nhà mình, biết không? Nhã tuệ không yên lòng dặn dò. Biết rồi, đường khả hình bật cười trả lời. Vậy cúp đi, tôi còn phải thoa thuốc cho anh ấy, tranh thủ thời gian, tôi còn phải trở về trước đấy. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cười nói. Đường khả hình khẽ mỉm cười, nói tốt, cảm ơn cô, chăm sóc cho tổng giám đốc. Đi giống như anh ấy là bạn trai của cô vậy, không sợ thẹn thùng. Chấm ngoặc kép, nhã tuệ cười khẽ, nghe được có người mở cửa, liền trực tiếp nói cúp máy đây. Điện thoại cúp máy. Đường khả hình cầm điện thoại di động, nằm ở trên giường, nghĩ tới nhã tuệ nói, còn có chuyện trang hạo nhiên bị thương, cô vẫn im lặng. Dưới lầu có tiếng động. Hai mắt đường khả hình xoay tròn, biết người nó vẫn còn đi qua đi lại, lập tức kéo chăn, đắp ở trên người, xoay người. Tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở bên trong phòng bếp, vẻ mặt bình tĩnh nhìn này nồi cháo đã nguội, mới vừa mình đuổi trang hạo nhiên đi, anh bất chấp ngón tay bị kẹp, khàn giọng kêu vào, lúc nửa đêm, con bé kia sẽ có khả năng đói bụng, nhớ hâm cháo nóng, đút cho cô ấy. Phịch một tiếng, cửa đóng lại. Phụ nữ của tôi, cần cậu chó mồm vào sao? Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ đứng ở trước nồi cháo, nói thật, mình rất ít vào phòng bếp cũng chưa từng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn đè ném tức giận, tách một tiếng, bật bếp ga, đun nồi cháo. Chính xác là, ngọn lửa cháy hừng hực, anh trực tiếp xoay người, mở hộp tủ, từ bên trong lấy chén và muỗng. Cháo nhanh chóng sôi lên, sau đó có một chút mùi sền sệt truyền đến. Anh lập tức xoay người, có chút không chú ý, nhìn nồi không ngừng sôi, lập tức, anh mở nắp ra, tắt bếp, cúi đầu, một mùi khét bay ra, hết sức hết sức khó ngửi, anh cảm thấy tức giận, bộc một tiếng, đậy nắp lại. Cảm thấy tức giận xoay người, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Đông Anh nói, lập tức bảo đầu bếp phòng ăn, nấu một nồi cháo gà nhân sâm mang tới đây. Vâng, Đông Anh lập tức trả lời, mặc dù cô đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng vẫn nhanh chóng vén chăn, đứng lên, đi thu xếp. Tưởng thiên lối cầm điện thoại di động, còn muốn ngẫm nghĩ, lại cảm thấy chán nản đi ra phòng bếp, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ở một góc kia, có bóng dáng di động liền im lặng đi qua phòng khách đi lên thang lầu trở lại bên giường nhìn bóng dáng nho nhỏ quay lưng lại với mình đưa mắt nhìn thật lâu mới đi qua ngồi ở bên giường quay mặt sang nhìn cô đường khả hình nhắm mắt lại ngủ khả hình chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi gọi nhỏ người trên giường cũng không nhúc nhích tưởng thiên lỗi đau lòng lại nghiêng người tới trước khẽ luồn tay nắm cánh tay của cô đường khả hình cắn chặt răng hung hăng tránh thoát tay của anh. "Đừng như vậy, anh biết rõ em yêu anh, chúng ta không nên như vậy." Tưởng Thiên lỗi lại muốn vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô, đau lòng nói, "Anh đã nhận sai rồi còn không được sao? Hôm đó ở bệnh viện em nói câu muôn đời muôn kiếp không đào thai, thật hù dọa anh. Anh không biết, trước kia em thề như vậy, anh rất xin lỗi, anh làm cho em đau lòng như vậy." Đường Khả Hinh khép chặt hai mắt, nắm chặt một góc gối đầu, khóe mắt hiện lên giọt lệ ngày đó gây gổ anh mới biết thì ra trong thế giới của em có rất nhiều thứ tốt đẹp anh cũng không biết anh thật sự xin lỗi em chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lại đau lòng nhìn cô gọi nhỏ đường khả hinh hít hít mũi đỏ không lên tiếng bây giờ tưởng thiên lỗi không có biện pháp lại ngồi tiến lên muốn xoay người của cô đường khả hinh lại ra sức đưa lưng về phía anh tưởng thiên lỗi cứng rắn dùng sức lực đàn ông xoay người của cô lại cúi người xuống muốn ôm cô đường khả hình lại tức giận muốn đẩy anh ra. Gả cho anh, làm vợ của tưởng thiên lỗi anh. Tưởng thiên lỗi lại cứng rắn cúi người xuống, ôm chặt cô, muốn hôn cô. Anh buông tay, đường khả hình cuốn ở trên giường, tránh ra nụ hôn của anh, muốn đẩy anh ra. Khả hình, không nên như vậy, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại lập tức ôm chặt thân thể cô liều mạng dãy ruộng. Lại muốn cúi xuống hôn lên mặt của cô, tay đã dần dần vén chăn lên, muốn ôm thân thể cô mềm mại, ấm áp anh tránh ra chấm than ngoặc kép đường khả hình lại ra sức đẩy anh ra muốn đi xuống giường tưởng thiên lỗi lại nhanh chóng từ phía sau lưng ôm chặt cô mặt cúi xuống dán chặt vào mặt của cô thở dài một cái thật lòng nói không nên tức giận là anh không tốt hai mắt đường khả hình đỏ thắm cũng không có nước mắt cắn chặt răng nhớ tới ngày đó ở bệnh viện anh đứng ở giữa hai cô gái nắm chặt quả đấm im lặng trái tim chợt dâng lên lạnh lẽo lại muốn giấy dụa mở sự kiềm chế của anh muốn chân không xuống giường. Tưởng thiên lỗi từ sau lưng ôm chặt cô, ôm thật chặt thật chặt, nói anh yêu em. Đường khả Hinh sửng sốt. Tưởng thiên lỗi đau lòng ôm chặt cổ của cô, thở mạnh một cái, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng, thâm tình nói anh yêu em. Đường khả Hinh anh yêu em. Đường khả Hinh sững sờ tại chỗ, một chút không khí rét lạnh sông vào thân thể, không nói nên lời, sắc mặt tái nhợt, đầu óc bồng bềnh, luống cuống, đau lòng thật xin lỗi, cho tới nay, đều là em quan tâm anh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ôm chặt thân thể mềm mại của cô, đau lòng nói, lúc anh cầu hôn như mặt, say rượu, em làm bạn với anh, chờ đợi anh, không rời xa, biết anh cô đơn, mời anh xem phim, nếu như tin tức không sai, bó hoa hồng kia, đoán chừng cũng mua. Hai mắt đường khả hình nổi lên hơi nước. Tưởng thiên lỗi đau khổ nói, để cho em đứng ở trong mưa, khổ sở đợi mấy giờ, để cho em phát ra lời thề tuyệt vọng đó, vẫn là lỗi của anh, anh vẫn luôn lựa chọn vào thời điểm sau cùng, vứt bỏ em, anh thật có lỗi. Giống như toàn bộ thế giới, vang lên sấm sét ầm ầm, nhưng cuối mùa thu, sấm sét ở đâu tới? Đó là âm thanh từ quá khứ. Nước mưa vỗ cửa sổ, tiếng mưa rơi róc rách. Sắc mặt của đường khả hình tái nhợt, chăm chú nhìn một góc phía trước, trong lòng không khỏi chua sót, nhưng không biết tại sao, chỉ sâu kín nói, em mệt rồi anh đi về đi khả hinh chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhanh chóng xoay thân thể mềm mại của cô đau lòng nhìn cô nói em đừng như vậy tình yêu của chúng ta rất dễ dàng có được sao tương lai chúng ta sẽ ở chung một chỗ cả đời nhất định sẽ có gây gổ phải thử tha thứ cho đối phương được không đường khả hinh nghe lời này lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi rất trầm tính hỏi em hỏi anh tưởng thiên lỗi nhìn cô em và trang hạo nhiên ở chung một chỗ anh sẽ hiểu lầm chúng tôi sao nói thật đường khả hình nhìn anh lẳng lặng hỏi tưởng thiên lỗi nhìn cô đau lòng nhưng hai chồng mắt lạnh như băng sâu kín lắc đầu một cái tại sao đường khả hình lại nhìn anh hỏi anh biết các người biết các người không có chuyện gì chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi khẳng định nhìn cô nói đường khả hình cười khổ nhìn anh nghẹn ngào nói thật sao cảm ơn anh tin tưởng em nhưng em muốn nói cho anh biết lúc anh và Như Mạt đi chung với nhau, em không tin anh. Tưởng thiên lỗi sững sờ, nhìn cô. Cho dù em chấp nhận cho anh đi tìm chị ấy, đường khả hình nhịn được bệnh, mang theo một chút hận và uất ức, rơi lệ nói, lòng của em cũng đau. Em cũng khó chịu, em cũng biết rõ anh yêu chị ấy. Anh bảo em lúc đi chung với nhau đừng nhắc tới chị ấy. Em không nhắc không có nghĩa là em tin tưởng anh, em chỉ chờ đợi, chờ đợi anh buông chị ấy ra, yêu em. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh cố nén nước mắt, lại nhìn anh, nói: "Em và anh ở chung một chỗ, em đã chuẩn bị bị thương, thật. Thậm chí em còn cho mình một lý do, chính là nếu như có một ngày, em nhìn thấy các người ở chung một chỗ, mập mờ ôm nhau, em cũng sẽ nói cho mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì, em cũng chỉ bị thương nhẹ, so với tình yêu của em, bị thương có đáng gì." Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ cúi đầu. Đáng tiếc yêu tình không phải một công thức Tình yêu cũng không phải là đau khổ và ngọt ngào, không phải cãi nhau, mà là đang tổn thương lẫn nhau, muốn trở lại lúc ban đầu, trở lại thời gian ngọt ngào và yêu nhau, nhưng hiện tại em rất mệt mỏi đi không nổi, xoay người cũng rất đau. Rất đau. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ quay mặt đi, nhìn phía trước, rơi lệ nói, tại sao anh không thể thông cảm cho em? Mặc dù em có thể chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng dù sao em cũng là người chịu đựng tình yêu này em rất mệt mỏi rồi anh có thể hiểu em mệt mỏi thế nào sao nó quật ngã thời gian của em niềm vui của em bạn bè của em tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên lập tức ôm cô vào trong ngực đau lòng nói không ra lời cho em một chút thời gian chấm ngoặc kép đường khả hình cũng không còn sức đẩy anh ra mệt mỏi nói lúc vết thương của em chưa khôi phục như trước xin chăm sóc tốt cho như mạt tiểu thư bởi vì em biết ngày nào chị ấy không bình phục chị ấy sẽ mãi mãi trở thành. Vấn đề của anh? Sẽ không, khả hình, tưởng thiên lỗi lại nói rất chắc chắn, chúng ta kết hôn đi, chúng ta lập tức kết hôn. Đường khả hình cười khổ. Em không tin, tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đường khả hình quay mặt đi. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên, đột nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, nhanh chóng kéo cô xuống lầu. Anh muốn làm gì? Đường khả hình lập tức sướng sờ, ngẩng đầu, loạn choạng xuống lầu, nhìn anh, kêu lên. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, kéo cô đi xuống lầu, nắm áo khoác tây trang, khoác lên trên người của cô, cũng không để ý cô có lạnh hay không, liền dắt đi ra ngoài. Anh muốn làm gì, đường khả hình lập tức kéo tay của anh. Đi, đi theo anh, tưởng thiên lỗi lại cứng rắn kéo cô đi ra, phòng tổng thống, vịt một tiếng đóng cửa lại. Gió thật to, mưa thật to. Một chiếc màu đen chạy băng băng, vọt đi ở trong đêm mưa đèn trước chiếu sáng chói. Mưa quét qua hai bên, quét tới từng đợt nước mưa, còn có đèn đường rừng ở bên cửa sổ. Đường khả hình không còn hơi sức ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi, anh đang nắm chặt tay lái, đạp hết chân ga, cho xe lao đi ở trong mưa, ánh đèn từng trận quét vào trên mặt của anh, chợt tối, chợt sáng. Cô yên lặng nhìn nửa khuôn mặt của anh. Tưởng thiên lỗi không có lên tiếng, hai mắt xẹt qua một chút đau, xe lái vào khắp thành thị vắng lặng. Muốn đi nơi nào, đường khả hình nhìn anh, hỏi. Tìm cửa hàng trang sức, anh muốn mua nhẫn kết hôn cho em. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói nhanh. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn anh, khóc nói, bây giờ, nơi nào còn có tiệm mở cửa. Đừng như vậy. Sẽ có, tưởng thiên lỗi lái xe, chạy nhanh ở trong mưa nhìn cửa hàng hai bên đường đóng chặt, ánh mắt kiên định lái xe. Không nên như vậy, tưởng thiên lỗi không nên như vậy, chấm than ngoặc kép, đường khả hình bật khóc, nói cho em một chút thời gian lấy hơi. Không nên như vậy, em cầu xin anh, anh không thể tìm được. Sẽ có, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập lại những lời này. Sẽ không có, sẽ không, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, khóc lớn, không nên như vậy. Chúng ta kết thúc đi, tưởng thiên lỗi, chúng ta kết thúc đi, không nên như vậy. Chi, một tiếng thắng gấp, vang khắp cả bầu trời đêm. Tưởng Thiên lỗi nắm chặt tay lái, lúc xe dừng sát, quay đầu, ở nơi này mờ tối trong mưa, đau lòng nói, Đường Khả Hinh, em biết tại sao anh yêu em không? Đường Khả Hinh bật khóc, không muốn trả lời, chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Đó là bởi vì em yêu anh, em rất kiên định yêu anh. Em và Trang Hạo Nhiên nằm ở một giường lớn, thật ra anh cũng khẳng định em yêu anh. Bởi vì tình yêu này làm cho anh rất cảm động, em đã từng nói, sợ bị vứt bỏ nhưng đường khả hình anh cũng đã từng bị như mạt từ bỏ anh mãi mãi nhớ cảm giác đau đớn và phản bội này anh hiểu rất rõ cho nên anh hối hận anh thực xin lỗi em chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô đau khổ nói nhưng một lần hai lần vứt bỏ em em vẫn canh giữ ở bên cạnh anh anh rất cảm động anh cảm thấy tình yêu này cả đời cũng sẽ không biến mất mãi mãi sẽ không đường khả hình không muốn lại nghe trực tiếp kéo cửa ra nghẹn ngào rơi lệ đi ra ngoài khả hinh chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lập tức lao ra đứng ở trong mưa to nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bất đắc dĩ nói tha thứ cho anh đi cho anh thêm một cơ hội em đứng tại chỗ anh đi tới em được không em chỉ cần dừng lại là được chỉ cần dừng lại đường khả hinh đứng ở trong mưa mặc cho nước mưa chút xuống nhớ tới ngày đó cùng nhã tuệ dọn nhà mờ mịt và luống cuống còn có chút tuyệt vọng trong lòng của cô đau nhói dầm mưa cất bước đi về phía trước anh sẽ mang cho em hạnh phúc, tin tưởng anh, Khả Hinh. chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi lại đứng ở trong mưa, đau lòng lên tiếng gọi cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ là cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào trong thân thể, ngay cả linh hồn cũng lạnh cứng. Chẳng lẽ anh mang đến cho em cũng chỉ có khổ sở sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, đi xa dần, lại kêu to. Bởi vì có ngọt ngào, cho nên mới khổ như vậy. Bởi vì yêu anh, làm em đau nhói. chấm sắc mặt của đường khả hình tái nhợt, từng bước từng đi trong đêm mưa ướt đấm, tiếp tục đi về phía trước. Đường khả hình, tưởng thiên lỗi đau khổ gọi to. ồn ào quá, chấm than ngoặc kép, đột nhiên một cửa tiệm, ầm một tiếng kéo cửa lên, có một người đàn ông chừng 40 tuổi, từ trong tiệm vàng nho nhỏ đi ra, nhìn hai người bọn họ, khàn khàn nói có muốn để cho người ta ngủ hay không. Đường khả hình và tưởng thiên lỗi ở trong mưa đêm, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông kia, sau lưng ông ta là tủ kính đồ trang sức xinh đẹp tinh xảo tưởng thiên lỗi kinh ngạc đứng ở trong mưa nhìn người đàn ông kia bước nhanh tới nhìn ông ta nói ông chủ ông là ông chủ của nơi này chứ người đàn ông kia có chút phòng bị nhìn tưởng thiên lỗi tức giận nói đúng vậy tưởng thiên lỗi vui mừng cười nói tôi tôi muốn mua chiếc nhẫn mua nhẫn ngay à trễ như thế người đàn ông kia ngạc nhiên nhìn tưởng thiên lỗi kinh ngạc nói vâng lập tức, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại nói rất chắc chắn. Đường khả hình đứng ở trong mưa, không lên tiếng. Người đàn ông kia suy nghĩ một chút, nhìn tưởng thiên lỗi, nói, đồ trang sức. Tiệm của tôi rất đắt đó. Rất đắt tôi cũng muốn. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bật cười, nói. Ông chủ lại nhìn anh một cái, mới nhìn giống như người có tiền, liền nói, vào đi. Tưởng thiên lỗi xoay người, nhìn đường khả hình đứng tại chỗ, cả người anh ướt đẫm lập tức đi tới, mạnh mẽ kéo đường khả hình đi vào tiệm vàng, chưa kịp sửa sang lại thân thể ướt đẫm, móc ví ra, lại phát hiện chỉ có mấy trăm đồng, liền ngẩng đầu lên, vội vàng nhìn ông chủ, nói, ông chủ, chỗ ông có thể cả thẻ không? Ông chủ mới đi vào quầy thủy tinh, ngẩng đầu lên nhìn anh, tức giận nói, chỗ này của tôi là tiệm vàng nhỏ. Làm gì máy cả thẻ hả? Có phải cậu trêu đùa tôi hay không? Không, chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút, xoay người nhìn chiếc xe sau lưng, lập tức nói chiếc xe phía sau tôi, tôi là chủ xe. Trên xe thì có giấy tờ, có tên của tôi, đây là thẻ căn cước của tôi. Chỉ cần ông chấp nhận bán chiếc nhẫn cho tôi, chiếc xe hơn 3 triệu này sẽ là của ông. Cậu đừng trêu chọc tôi, đây là Mercedes a AH. Ông chủ kinh ngạc nhìn anh, nói. Tưởng thiên lỗi gấp đến độ đau lòng nắm tay đường khả hinh, đi tới trước mặt ông chủ, khổ sở nói cô gái này là tài sản quý giá nhất trong đời tôi. Chỉ cần ông bán chiếc nhẫn cho tôi, cái gì tôi cũng có thể cho ông. Cái gì cũng được. Đường Khả Hinh đứng ở trước mặt ông chủ, trái tim đau nhói, nước mắt từng viên lăn xuống. Ông chủ bất đắc dĩ nhìn đường Khả Hinh, lại nhìn người đàn ông vội vàng. Cầu xin ông, bán cho tôi một chiếc nhẫn. Tưởng thiên lỗi lại nhìn ông chủ, khổ sở cầu xin tôi chỉ. Có một cơ hội, cầu xin ông. Đường khả hình đau lòng, lập tức xoay người rơi lệ không muốn nghe nữa tưởng thiên lỗi run rẩy nắm chặt cô cúi xuống nói cho anh một cơ hội chỉ một lần đường khả hình xoay người nhìn ông chủ khóc nói ông chủ ông bán cho anh ấy đi người này có rất nhiều tiền anh ất cho rằng rất nhiều việc cũng có thể dùng tiền để giải quyết ông bán cho anh ấy đi ông bán hết tất cả nhẫn trong tiệm này cho anh ấy xem tối hôm nay anh ấy được cái gì anh ấy có thể không biết Tình yêu của anh ấy vô giá, nhưng tôi xoay người cũng rất đắt. Rất đắt. Cô nói xong, chợt đẩy Tưởng Thiên lỗi ra, chạy thật nhanh ra ngoài. Tưởng Thiên lỗi đau lòng xoay người theo đuổi, đứng ở trong mưa, kêu to, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chạy thật nhanh ở trong mưa, khóc giống, tại sao anh vẫn như vậy? Dùng tình yêu mãnh liệt cho em hy vọng, lại hung hăng đâm vào trong thân thể của em một dao. Tình yêu của anh, so với bị vứt bỏ, càng làm cho em đau đớn hơn chương 453, bạn trai của ai? Mùa thu, sáng sớm. Hoa hồ điệp, rất tím, màu tím xinh đẹp. Đêm qua nước mưa gột rửa bầu trời thật xanh, ánh mặt trời chiếu sáng giống như viên bảo thạch. Đường khả hình đã thức dậy từ sáng tinh mơ, thay áo sơ mi trắng, váy ngắn màu vàng sáng nay tiêu đồng đưa tới, bên ngoài khoác áo khoác nhỏ theo phong cách hàn thức cài hai móc, trải tóc ngắn, đi ra phòng tắm, nhìn không gian cả phòng tổng thống yên tĩnh, không nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, tối hôm qua anh chưa có trở về. Cô đứng ở bên lan can, suy nghĩ một chút, liền im lặng xuống lầu, nhắc túi sách nhỏ màu đen của mình, rất yên lặng đi ra ngoài. Trong lòng rất trôi nổi, rất bồng bềnh. Ngáp, cô đi tới bên cạnh thang máy thì chợt ngáp một cái, cả đầu óc hỗn loạn, quên uống thuốc, nhẹ nhàng cầm khăn giấy, xoa xoa lỗ mũi, mới đi vào thang máy. Đại sảnh Á Châu Mùa thu, ánh mặt trời chiếu sáng thật rất mãnh liệt, tiếng sóng biển trận điên cuồng xô vào, khách vào ở chỗ này đã lâu cũng rối rít cảm thán, hôm nay thời tiết tốt, thậm chí không sợ lạnh lẽo muốn đi lướt sóng. Đường Khả Hinh đứng ở đại sảnh nghe những người đó nói, nhớ tới ngày hôm qua cùng Trang Hạo Nhiên nhảy xuống biển, cô thề, cả đời này cũng không muốn trải qua loại chuyện đó, cả đời cũng không đụng nước biển. Nhớ tới chuyện của Trang Hạo Nhiên, cô không khỏi tỉnh thần, sải bước đi về phía trước. Trở lại đại sảnh Hoàn Á, cũng thấy mọi người đang nói cười, hôn lễ của Tào Anh Kiệt, Tổng Giám Đốc nói cũng có thể tham gia, mọi người đều rất vui vẻ, vẫn còn bàn về chuyện dâu phụ. Kết hôn luôn là chuyện vui vẻ. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, cầm túi sách đi vào thang máy, nhấn tầng lầu Tổng Giám Đốc, thang máy vọt lên trên, cô tựa vào bên cạnh thang máy, nhìn tới trước, ánh mắt trống rỗng. Nhớ tới đêm qua tưởng thiên lỗi thâm tình đứng ở trong mưa, cô thở dốc một hơi, xoay người, tựa đầu vào cửa kính, đập đầu đến mấy lần cửa thang máy mở ra đám người tàu anh kiệt mới vừa cười cợt đi tới nhìn thấy đường khả hình đang dập đầu thang máy liền vội vàng kéo cô nói này 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 tiểu đường cô lại quẩn trí à đường khả hình xoay người đỏ mặt nhìn bọn họ lập tức cười nói không có việc gì chỉ có một chút chuyện nghĩ mãi không ra cô cũng đừng xảy ra chuyện à lâm sở nhai nhìn đường khả hình cười nói cô xảy ra chuyện tổng giám đốc của cô sẽ thật sự muốn bỏ cô vào trong túi cô chỉ khâu tay thôi, anh ấy có thể từ nước anh ngồi máy bay trở lại, đầu cô có chuyện, anh ấy sẽ làm cái gì? Chấm ngoặc kép, đường khả hình sửng sốt nhìn lâm sở nhai, nói anh. Anh, anh nói cái gì, anh ấy trở về nước là, là bởi vì tôi. Bằng không thì sao, tô lạc hoành lập tức sờ ngực tào anh kiệt, dâm dâm cười nói chẳng lẽ bởi vì tôi. Phi, anh lại sờ nữa, chấm than ngoặc kép, tào anh kiệt lập tức đẩy anh ra, lại muốn đánh anh anh ấy không phải vì mảnh đất kia sao? Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, nói. Mảnh đất rất quan trọng, nhưng muốn nắm tới tay, thật ra cũng có thể từ từ, Lâm Sở Nhai cười nói. Đường Khả Hinh giật mình tại chỗ, hai mắt lóe lên, có chút trống rỗng. Cô không cần có áp lực, chấm than ngoặc kép, Lâm Sở Nhai nhìn đường Khả Hinh, bật cười nói, anh ấy đối với mỗi người chúng ta đều tốt, cô cũng vậy. Đường Khả Hinh nhìn Lâm Sở Nhai miễn cưỡng cười cười, lại nhớ tới ngày hôm qua Trang Hạo Nhiên ở trong văn phòng, ăn điểm tâm như sói đói, trong lòng của cô hơi ấm áp, nhưng lại có chút đau lòng. Cửa thang máy mở ra. Bọn người lâm sở nhai lại nói cười đi ra ngoài, thật không biết bình thường Trang Hạo Nhiên làm thế nào gom bọn họ thành một đống. Đường khả hình đi ra thang máy, nhìn mấy người bọn họ cười đi xa, mình cũng cười, cất bước đi về phía trước, vừa vặn thấy nhìn tiêu đồng từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, cô gọi nhỏ tiêu đồng. Tiêu Đồng xoay người, nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: "Ôi, chào buổi sáng, đi làm hả?" "Ừm, đi lên trình diện, xem tổng giám đốc có căn dặn cái gì không, không có, tôi sẽ đi phòng ăn hỗ trợ." Đường Khả Hinh mỉm cười nói: "Vậy mau vào đi thôi." Tiêu Đồng cười, xoay người đi vào phòng thư ký. Đường Khả Hinh gật đầu, bước về phía trước cửa phòng làm việc, gõ nhẹ một cái. "Vào đi." "Hôm nay có thể đến sớm như vậy?" đường khả hinh mỉm cười đẩy cửa đi vào phòng làm việc một luồng gió biển đập vào mặt ánh mặt trời phủ kín cả phòng làm việc trong chóng gió màu tím vẫn vui tươi xoay tròn cô xoay người thấy trang hạo nhiên hôm nay mặc tây trang kẻ sọc màu đen áo sơ mi màu xanh nhạt cổ áo hơi mở vạt áo trước cài kim cài vàng dòng cao quý long trọng ngồi ở trước bàn làm việc xem tài liệu hết sức chăm chú cô nhìn anh mới im lặng đi đến trước bàn làm việc trang hạo nhiên vẫn cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem tài liệu. Đường khả hình hít mắt nhìn anh, xấu xa gọi tổng giám đốc. Ừ, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên lên tiếng trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, bút máy tiếp tục già trên nội dung tài liệu, ánh mắt chăm chú. Buổi sáng hôm nay tôi phải đến phòng ăn giúp một tay, tới đây hỏi anh có căn dặn gì không? Đường khả hình mở đôi mắt to, nghiêng mặt nhìn khuôn mặt anh chăm chú, cẩn thận hỏi. Không có, Trang hạo nhiên đáp. Có muốn, pha ly trà sữa hay không? Đường Khả Hinh nhìn anh, hỏi nữa. Không cần." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại đáp. "Tối hôm qua qua đêm ở đâu?" "Nhà Sở Nhai." Hai người đàn ông ở cùng nhau. Đường Khả Hinh trợn mắt, liếc về phía anh. "Chấm ngoặc kép, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên im lặng ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh hôm nay mặc ăn mặc mát mẻ động lòng người, lại bật cười nói, "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Đường Khả Hinh mới vừa muốn tiến lên nói chuyện nhưng tiếng gõ cửa vang lên, cô nghi ngờ quay đầu. Trang hạo nhiên nhìn cạnh cửa, đáp nhẹ vào đi. Nhã tuệ mặc đồng phục, sắc mặt hơi tiều tụy, nhưng vẫn trang điểm nhã nhặn, tay cầm một hộp giữ tươi, mỉm cười đi tới, gọi nhỏ tổng giám đốc trang. Nhã tuệ, đường khả hình ngạc nhiên nhìn nhã tuệ, kêu nhỏ. Khả hình cũng ở nơi đây à? Nhã tuệ nhìn khả hình, mỉm cười hỏi nhỏ. Cô tới rồi, trang hạo nhiên giống như đã rất quen thuộc, để bút máy xuống, vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình đứng lên đi về phía nhã tuệ. Vâng, nhã tuệ mỉm cười đáp nhẹ. Đường khả hình sửng sốt nhìn hai người này, chỉ có một buổi tối, quen thuộc như vậy rồi. Ngồi đi, Trang Hạo Nhiên đi tới bên ghế salon, nhìn nhã tuệ hơi giơ tay, cười nói. Tốt, chấm ngoặc kép, nhã tuệ mỉm cười gật đầu, cầm hộp đi tới, ngồi ở trên ghế salon, nhìn đường khả hình, gọi nhỏ, khả hình. Tới đây ngồi. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn sững sờ nhìn hai người bọn họ. Trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế salon, quay đầu, nhìn đường khả hình cười nói, cô nhóc, tới đây. Đường khả hình không lên tiếng, chậm rãi đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh nhã tuệ, nhìn hai người bọn họ. Đây là mỹ ý hôm nay tôi mượn phòng bếp khách sạn, cố ý làm, không có đĩa đẹp, nhưng... Cũng ăn thật ngon, chấm ngoặc kép, nhã tuệ có chút ngượng ngùng nói. Đường khả hình kinh ngạc quay đầu, nhìn nhã tuệ, trang hạo nhiên lập tức cười thoải mái, nhìn cô, biết ơn nói, phiền cô bận rộn thật ngượng ngùng, nhưng cô biết tôi tham ăn, nghe đến có món ăn ngon sẽ không nhịn được, nhất là mì ý. anh nói xong, lập tức cởi bỏ tay trang màu đen của mình, để qua một bên, hơi phong độ cuốn lên tay áo sơ mi của mình, nghiêng người tới trước, kéo nhẹ hộp giữ tươi, phát hiện bên trong mì hải sản, có tôm viên, có mực, còn có ớt xanh, đỏ cắt sợi, cùng ngon tương cà chua thật sự thơm nhuộm đỏ màu sắc sợi mì sáng ngời anh ồ một tiếng cười nói vừa nhìn đã cảm thấy ăn thật ngon nhã tuệ lập tức cười hơi ngượng ngùng hai tay nắm cái nghĩa nhẹ đưa về phía trang hạo nhiên nói anh nếm thử xe tốt trang hạo nhiên sảng khoái nhận lấy cái nghĩa nhã tuệ đưa tới vui vẻ cúi đầu thật sự hết sức đói ăn mì ý mới bỏ vào miệng hai mắt anh sáng lên nhìn nhã tuệ vui vẻ nói trời ạ à, ăn quá ngon thật rất ngon tài nghệ còn hơn khả hình Đường khả hình mở chừng hai mắt nhìn anh, hơi cười nói cái gì. Nhã tuệ lập tức bật cười, nói anh đừng giễu cợt tôi, tôi nào dám so với cô ấy. Khi còn bé, cô ấy đã nổi tiếng là thần bếp nhí rồi. Phốc, Trang Hạo Nhiên vừa cúi đầu ăn mì, vừa không nhịn được cười. Đường khả hình tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi anh cười cái gì. Thần bếp nhí, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thật có chút chế nhạo, nhưng anh thật rất ưa thích ăn mì, ăn từng ngụm từng ngụm thì đã cảm thấy hơi khát nước, liền bảo, Khả Hinh, rót ly trà sữa cho tôi. Đường Khả Hinh híp mắt nhìn anh, nói, không phải anh không khát nước sao? Hiện tại khát rồi, Trang Hạo Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cô, nói. Đường Khả Hinh chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới nhìn nhã tuệ, cười nói, cô chờ tôi một chút, tôi rót ly nước cho người này. Sẽ trở lại, đừng nói chuyện không có lễ phép với Tổng Giám Đốc, chấm ngoặc kép nhã tuệ nhìn khả hình chỉ dậy. đúng vậy trang hạo nhiên chăm chú ăn mì thuận tiện ghim mực ống ăn đủ độ dai mùi thơm nồng nhưng lại không tanh anh thật sự thoải mái thở dài nở nụ cười đường khả hình chừng mắt liếc nhìn anh một cái mới đi ra khỏi phòng làm việc đóng nhẹ cửa lại suy nghĩ quan hệ của hai người này có thể rất tốt cô từng bước từng bước đi tới phòng giải khát khả hình tiêu đồng đi ra nhìn đường khả hình mỉm cười hỏi nhã tuệ có tới không Tới rồi, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười đáp. Vậy thì tốt, sáng nay tổng giám đốc trông cô ấy thật lâu. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng cười, xoay người đi vào phòng làm việc. Đường khả hình đứng tại chỗ, nhìn cô, nghĩ tới trang hạo nhiên và nhã tuệ có thể hòa hợp như vậy. Ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi vào phòng giải khát, rót một ly trà sữa, chạy đến, vọt vào phòng làm việc. Lại thấy chỉ có một mình trang hạo nhiên đang ăn mỹ ý say sưa ngon lành, nhưng nhã tuệ không thấy, cô sững sờ, hỏi, nhã tuệ đâu? Đi rồi, có chuyện, Trang Hạo Nhiên vẫn chăm chú ăn mì, nói, sau này cô có thời gian, học hỏi cô ấy, sau đó nấu cho tôi ăn. Đường Khả Hinh nhìn anh chầm chầm, đi về phía trên ghế salon, bộc một tiếng, nện ly trà xuống. Trang Hạo Nhiên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi, làm gì? Đường Khả Hinh không lên tiếng, ngồi ở đối diện Trang Hạo Nhiên, nhìn xung quanh, đột nhiên nói, thật ra anh không tồi. À, Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: "Gì?" Đường Khả Hinh nhìn anh, đột nhiên cười cười nói: "Làm bạn trai Nhã Tuệ." "Không tồi." Trang Hạo Nhiên sững sờ, nhìn cô, cái nghĩa trong lòng bàn tay rất xuống. Chương 454: Trò chuyện. "Bạn trai của ai?" Trang Hạo Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, có chút không thể tin nổi, hỏi. Đường Khả Hinh chợt mỉm cười, nhìn anh, nói: "Là bạn trai của Nhã Tuệ." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh, lập tức ngồi dậy, nhìn anh nói: "Ôi, tôi để cho chị em tốt nhất của tôi gả cho anh, anh biết hy sinh bao nhiêu sao?" "Cô lo tốt tình yêu của cô chưa?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đột nhiên hỏi. Đường Khả Hinh sững sờ, cúi đầu, không lên tiếng. "Chuyện của cô còn không có sửa sang xong, muốn nhúng tay vào chuyện người ta. Tôi đây đẹp trai, tôi đây có tiền." Tôi sẽ không có phụ nữ sao? Tôi có một bó lớn được không? Phải chờ cô giới thiệu cho tôi sao? Cô không biết lão tử không ăn cỏ gần hang à?" Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói lớn tiếng. "Cô ấy cũng không phải là cỏ gần hang của anh, tôi mới phải." Đường Khả Hinh cười nói. "Phi, chấm than ngoặc kép." Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô, nhanh chóng giơ tay nói, "Cút cút cút. Không muốn nhìn thấy cô, làm hại đêm qua tôi ôm Lâm Sở nhai ngủ, giày vò chết người rồi." buổi sáng, cô còn muốn giày vò tôi, cút. Đường khả hình cũng ngạc nhiên nhìn anh, nói, này. Anh kỳ lạ thật, tôi nhìn thấy hai người không phải kết hợp rất tốt sao. Lão đại, lúc này tiêu đồng đẩy cửa đi vào, nhìn trang hạo nhiên nói nhanh, ngân hàng bên nước anh chúng ta xuất hiện có người rút tiền không hợp lý, chủ tịch đòi anh đi họp gấp. Trang hạo nhiên vừa nghe, liền cầm tay trang, khoác lên người, vừa mặc vừa chỉ đường khả hình nói nhanh tôi nói với cô à. Tôi là đàn ông, chỉ cần là phụ nữ, cũng có thể kết hợp rất tốt với đàn ông. Cô không tin, tôi đè cô trên tường cường hôn xem. Cô cho rằng cô có thể ngăn cản được tôi sao? Sau này cô còn dám nói chuyện phụ nữ bên cạnh tôi, xem cô có chết với tôi không? Đường Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, không lên tiếng. Cô có nghe không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại hỏi nhanh. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hung ác chừng mắt nhìn cô, đột nhiên đi về phía trước bàn làm việc từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ ngã hai viên thuốc im lặng đi tới trước mặt của đường khả Hinh, nói há mồm ra làm gì đường khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh uống thuốc trang hạo nhiên tức giận nói chuyện bị cảm nhỏ như vậy cũng muốn người ta quan tâm cô còn dám trông nom chuyện người khác không biết xấu hổ anh tức giận đường khả Hinh không có cách nào chỉ đành phải há miệng ra Trang Hạo Nhiên nhét viên thuốc vào trong miệng của cô, lại đem ly trà sữa, cũng không đem để ý dược tính có tác dụng hay không, cho cô uống một hớp nhỏ. Đường Khả Hinh cúi đầu uống. Trang Hạo Nhiên nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt xẹt qua một chút hài lòng, nhưng sắc mặt cứng rắn nói, bị cảm, không biết cô có thể đi ra ngoài hầu rượu hay không, hỏi qua quản lý Trần trước, xác định cô có thể, rồi đi. Buổi trưa hôm nay, tôi muốn ăn cơm với Vitus, cô đi theo. Biết chưa? ồ chấm ngoặc kép đường khả hình giống như có chút nhàm chán đáp trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô có chút miễn cưỡng đột nhiên cúi xuống khuôn mặt kiên nghị lại gần dường như muốn hôn cô đường khả hình lập tức ngửa người ra sau đề phòng nhìn anh cô nhóc chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn đường khả hình trên mặt hiện lên một chút dịu dàng nói bây giờ cô đi theo phía sau tôi có một ngày suy nghĩ nhiều một chút sẽ đi ở phía trước tôi thôi đường khả hình cau mày không hiểu nhìn anh. Tiêu đồng có chút chăm chú và kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô đột nhiên đần đần, vươn tay nhấn đỉnh đầu của cô, liền cài tay Trang cúp áo xong, xoay người đi khỏi. Tiêu đồng cũng đi theo ra ngoài. Đường khả hình ngồi tại chỗ, nhớ lời của anh, lầu bầu nói, đi ở trước mặt anh, là muốn tôi. Cố gắng vượt qua anh sao? Đi ở phía trước. Đường khả hình không nghĩ ra những lời này, cũng chỉ cười cười, đứng lên đi ra phòng làm việc, chuẩn bị đến phòng ăn ngự tôn giúp một tay, đúng lúc này, điện thoại di động reo lên, cô sững sờ, nhìn số gọi tới, là một mã số xa lạ, cô sửng sốt, nhấn nhẹ tiếp máy, nghe alo. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, giọng nói như mạt nhẹ nhàng truyền đến. Đường Khả Hinh sững sốt. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, giọng nói như mạt lại sâu kín truyền đến. Đường Khả Hinh chớp mắt, khôi phục một chút ý thức, nhàn nhạt đáp là tôi. Đối phương dừng lại một lát, tay của đường khả hình nắm điện thoại khẽ run, có chút lo sợ, trái tim không khỏi rét lạnh. Chúng ta có thể bỏ xuống tất cả thành kiến, gặp mặt hay không? Giọng nói như mặt giống như bông tuyết trên bầu trời nhẹ nhàng lộ ra một chút mềm mại và dịu dàng. Đường khả hình dừng lại một lát, hai mắt đột nhiên lóe lên, có chút kích động nói chúng ta. Hẳn không có cái gì tốt để nói chứ. Như mặt khẽ mỉm cười, nói có một số lời hứa, không phải cô hy vọng lấy được từ trên người của tôi sao? Tôi muốn lấy được lời hứa gì từ trên người của chị?" Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. "Trong thế giới mỗi người chúng ta đều có một khoảng trống, trống rỗng, sợ hãi, khó hiểu, đó là mặt sau của hạnh phúc." Chấm ngoặc kép, giọng nói của Như Mạt dịu dàng truyền đến, giống như người chị nhẹ nhàng nói, "Nếu muốn bước qua nó, đi về phía cuộc sống tương lai, thật phải rất cố gắng, càng về sau càng nhiều, tôi thường nghe người bên cạnh khen cô là một cô gái dũng cảm, có lý do, có khát vọng." cho dù mặt bị phá hủy, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ cảm giác trái tim buộc thật chặt, thân thể trôi nổi không còn hơi sức. Chúng ta gặp mặt đi, được không? Giọng nói của Như Mạt Như Van xin chuyển đến, nói chẳng lẽ trong thế giới của cô, cũng chưa có nghĩ tới, phải lấy được thiên lỗi. Đây là một người đàn ông, rất tốt. Đường khả hình im lặng, gặp mặt đi, chấm ngoặc kép, Như Mạt lại nhẹ nhàng gọi, 12 giờ trưa, tôi ở vườn hoa linh lan của bệnh viện, chờ cô. Như mà tiểu thư, tút tút tút, đường khả hình sửng sốt cầm điện thoại di động, nghe âm thanh đối phương đã cúp điện thoại, một luồng suy nghĩ nặng nề bay vào trong thế giới của mình, nên đi hay là không đi. Cuộc sống có rất nhiều ngã tư đường, do dự, là vì cái gì, là bởi vì quý trọng hiện tại, hay bởi vì muốn đi một con đường tốt hơn, thích hợp hơn. Ánh mặt trời, thật sự rất trói lọi. Hoa hồ điệp nhẹ nhàng đong đưa, màu tím khiến người ta cảm thấy cuộc sống rất nhiều màu sắc. Đường khả hình thay đồng phục phòng ăn xong, đôi tay cắm nhẹ vào áo túi, từng bước từng bước dọc theo con đường đá nhỏ của khách sạn, suy nghĩ tới lời nói của Như Mạt, nhớ tới tối hôm qua, tưởng thiên lỗi đứng ở trước tiệm trang sức, nhìn ông chủ nói, cô gái này là tài sản quý giá nhất trong đời tôi, chỉ cần ông bán chiếc nhẫn cho tôi, cái gì tôi cũng có thể cho ông, cái gì cũng được, trái tim có một chút đau hai trong mắt của cô ửng đỏ, nhớ lại bởi vì nhiều lần mâu thuẫn mà tưởng thiên lỗi xuất hiện trước nhà mình, cái loại khổ sở phản bội và muốn yêu, ánh mắt kia hiện lên cô đơn và khát vọng, tim giống như bị gai nhọn đâm vào. Có một con chim nhỏ đậu ở trên nhánh cây phong đỏ rực, khẽ cúi đầu, mổ cành lá đỏ rực trước mặt. Đường khả hình dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhìn con chim nhỏ, đột nhiên nhớ tới, hoàng hôn ngày đó, có một đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, bóng dáng to lớn cao ngạo, nghiêm nghị, lại im lặng dịu dàng làm bạn với mình, đi dọc theo đường lớn rừng phong thật dài đi tới, khi đó, mặt trời chiều lặn về phía tây, bóng dáng kéo dài thật dài. Khi đó, trái tim cô gái nảy mầm. Không có thương hại, không có khổ sở, không có nghi ngờ, không có cay đắng, chỉ vì anh làm bạn, mà trái tim dần dần ngọt ngào và hạnh phúc, khi đó, trong lòng vui sướng đến cỡ nào. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn con chim nhỏ Hai mắt Dương Dương nở nụ cười. Bị thương, làm sao lại quên, khi đó, nhận được một chút tình bạn và tình yêu của anh cũng đã có thể hạnh phúc như vậy. Khi đó vì sao mình dễ dàng thỏa mãn như thế, mà hôm nay tại sao đầy bất mãn như vậy? Khi đó, bản thân mình không tốt lắm, thật ra có thể cho anh tình yêu nhẹ nhõm, ngọt ngào hơn hay không? Cô có chút sững sờ. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Một mình cô, cô đơn đứng ở trong rừng phong ngẩng đầu lên nhìn lá phong đỏ rực nhớ tới mình say rượu đã nói yêu là bỏ ra cả buổi trưa trong lòng của đường khả hình cảm thấy bồng bềnh nhưng vẫn đè nén tâm tình càng không ngừng hầu rượu cho khách ở phòng ăn lúc mỉm cười cũng có chút phóng túng và nhẹ nhõm nhớ tới ước hẹn buổi trưa nhớ tới lá phong đỏ rực sáng sớm để cho mình hiểu ra cô lại một lần nữa cố gắng mỉm cười với khách lúc bận rộn thời gian trôi qua thật nhanh thật nhanh đã đến buổi trưa Trang Hạo Nhiên và Vitus muốn tới dùng cơm, nhưng lúc đi vào phòng ăn, Khả Hinh đã xin nghỉ có chuyện đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên cười nói cô ấy đã đi đâu. Buổi trưa, bệnh viện ở dưới ánh mặt trời trói lọi, tòa nhà càng trắng hơn. Đường Khả Hinh mặc quần áo bình thường, cầm túi sách, mang giày cao gót màu vàng nhạt, đi qua cầu hình vòm, trải qua dòng suối nhỏ, nhìn trong vườn hoa linh lan, có một chiếc xích đu đang đông đưa, có một bóng dáng màu trắng ngồi ở dưới tảng cây tương tư, nhìn chiếc xích đu, cười khẽ. Cô nhìn bóng dáng kia, trái tim, theo bản năng run lên. Như mặt mặc váy dài si phông màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác tơ tằm mái tóc xoăn mềm mại đến eo, ngồi ở trên ghế, nhìn đường khả hinh, cười khẽ, trong đôi mắt mộng mơ lấp lánh ánh sáng. Cô thật đẹp. Đường khả hinh nhìn cô, cũng cảm giác cô xinh đẹp đến hít thở không thông. Khả hinh, chấm ngoặc kép, như mặt ở đầu kia, nhẹ nhàng gọi cô đường khả hình không lên tiếng siết chặt dây túi sách hít thở một cái đạp mặt cỏ xanh xanh đi qua xích đu đi tới trước mặt như mạt nhìn cô như mạt cũng ngẩng đầu lên dịu dàng xinh đẹp nhìn cô lại vỗ vỗ ghế bên cạnh nói ngồi đi đường khả hình suy nghĩ một chút trong từng làn gió nhẹ thổi lất im lặng ngồi ở bên cạnh cô nhìn xích đu sắc mặt tái nhợt ánh mắt rời rạc như mạt vẫn im lặng nhìn nửa mặt của cô mắt to trong veo như nước lỗ mũi nhọn hét lên, đôi môi hình cung thật đẹp, đôi môi của cô đẹp nhất, màu hồng hồng đầy đặn, mê người. Chấm, hơi thở thanh xuân rất nồng đậm, đây là thời gian đáng yêu đến cỡ nào. Cô cười, hai mắt hiện lên nước mắt. Đường khả hình có chút nghi ngờ nhìn cô. Như mặt lại cúi đầu mỉm cười, hoa tương tư đồng đưa, từ trong túi tơ lụa bên cạnh, tay nhẹ nhàng lấy ra vé máy bay, từ từ đưa về phía khả hình ở bên cạnh. Đường khả hình sững sờ, nhìn vé máy bay, viết Luân Đôn. Chương 455, người yêu tri âm. Chuyện này, chấm ngoặc kép, cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Như Mạt. Như Mạt nhìn cô, cười khẽ nói, đây là vé máy bay, tôi sắp sửa đi Luân Đôn vào tháng sau. Mặc kệ tôi có thể sống hay không, tôi cũng sẽ đi Luân Đôn. Đường Khả hình sững sờ nhìn cô. Thật ra lúc này, tôi đã không sao rồi, rốt cuộc biết anh ấy yêu ai rồi. Chấm ngoặc kép, như mặt nhìn Khả hình thật lòng mỉm cười nói. Đường khả hình im lặng nhìn cô. Như mặt hơi quá mức, nhìn đường khả hình, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng ảm đạm như sinh mạng dần dần biến mất. Nói tôi chỉ biết, cho dù anh ấy yêu tôi, nhưng ở trong cuộc đời của anh ấy, tôi đã dần dần nặng nề. Hai mắt đường khả hình xẹt qua một chút ảm đạm, cúi đầu. Như mặt nhìn tới trước, ánh mặt trời chiếu vào gốc cây nào đấy không biết tên, ánh mắt lộ ra minh mông, cười khổ nói, Hạnh Phúc của phụ nữ vốn rất mỏng manh, huống chi, ở trong mắt người khác, tôi là hồng nhan. Lúc ấy được thu nhận nuôi dưỡng, nhưng bản thân tôi đột nhiên được hạnh phúc, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, bây giờ suy nghĩ lại, tất cả mọi chuyện hôm nay là tôi nên gánh chịu, bởi vì khi hạnh phúc tới, bản thân tôi lại sợ hãi, nhưng mà sợ hãi cũng chỉ vì yếu ớt. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, đón gió mát trong lành, cảm giác sợi tóc nhẹ nhàng quét qua vết sẹo bên má trái. Như mà chậm rãi quay đầu, nhìn nữa khuôn đường khả hình, cười khẽ nói cô thật đáng yêu. Đường khả hình quay mặt sang, nhìn cô. Như mặt lộ ra nụ cười ảm đạm nhưng dịu dàng, nhìn cô nói, nhìn cô thì biết là cô gái rất kiên cường, giống như chuyện gì cũng không có cách nào đánh ngã cô. Đường khả hình cười khổ. Không giống tôi, chấm ngoặc kép, như mặt quay mặt sang, nhìn tới trước, hơi mất mát nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ rất thuộc vào người khác, giống như hạo nhiên nói, yếu đuối là một loại sinh tồn rất đáng sợ, anh ấy bảo cho tôi học kiên cường, thử buông thiên lỗi ra, không nên liên lụy cuộc đời của anh ấy. Đường Khả Hinh hơi sướng sờ nhìn cô, như mặt quay đầu nhìn Khả Hinh, mỉm cười nói, trong cuộc đời này của tôi, chuyện may mắn nhất chính là biết hai người đàn ông, một là thiên lỗi, một là hạo nhiên. Cô dịu dàng đưa ngón tay cầm tấm vé máy bay, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhẹ nhìn hai chữ, London, trên tấm vé máy bay, lộ ra một chút dịu dàng yếu ớt giống như một đứa bé sắp bị bỏ rơi đột nhiên mỉm cười hai mắt rưng rưng nói lúc tôi còn nhỏ xem hạo nhiên như đứa em trai từ lúc tôi biết anh ấy tới nay anh ấy vẫn luôn là niềm vui của tôi lúc tôi và thiên lỗi gây gổ anh ấy luôn ở bên cạnh tôi an ủi tôi khuyên tôi tiếc rằng thiên lỗi quá bá đạo vẫn không muốn để cho anh ấy đến gần tôi nhiều nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì hạo nhiên luôn ở trong khe hở xuất hiện tại trước mặt của tôi, cho tôi vui vẻ và an tâm. Nói đến Trang Hạo Nhiên, hai mắt đường khả hình khẽ xoay tròn, cô biết Trang Hạo Nhiên luôn rất yêu người chị này. Hai mắt như mặt dịu dàng nhìn tấm vé máy bay, mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, lúc tôi sắp sửa mất tất cả như thế, Hạo Nhiên nói với tôi, thử dũng cảm một chút, thử buông tay, đi khỏi nơi này, đến nước Anh, anh ấy chấp nhận làm bạn với tôi một ít thời gian, cho đến khi tôi bình phục có lẽ anh ấy còn chưa có nói ra lời chết chóc. Đường Khả Hinh có chút khiếp sợ. Như mặt nhìn chầm chầm con số và thời gian trên vé máy bay, hai mắt lộ ra qua một chút không nở, nhưng càng mờ mịt tuyệt vọng mà đối mặt sinh mạng, cô càng chảy nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Khả Hinh, mỉm cười nói, cho nên, ngày ấy, tôi đoán Trừng Thiên Lỗi rất khổ sở là bởi vì anh muốn chia tay với tôi. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn cô. Hai mắt như mặt dịu dàng nhìn cô, trên mặt lộ ra một loại hâm mộ và khát vọng, cười nói anh ấy muốn chia tay với tôi, cho nên ngày hôm đó rất khổ sở. Cô phải hiểu, chúng tôi đã yêu nhau trải qua hơn 20 năm giống như người thân, anh muốn chia tay với tôi, đây là một chuyện mở miệng muôn vàn khó khăn, huống chi, tôi là một người sắp chết. Nhưng ngày ấy, tôi quá gấp gáp, tôi quỳ xuống van cô, là tôi không nên. Cô có chút hối hận, cúi đầu, nhìn tấm vé máy bay, cười khổ nói, nhưng cô không có cách nào hiểu, bởi vì tôi biết mình sắp đi khỏi cái loại tâm trạng khẩn cấp khẩn cấp khát vọng anh ấy hạnh phúc anh ấy thật là một người đàn ông rất tốt rất tốt lúc ấy tôi chia tay với anh ấy kết hôn với vĩ nghiệp anh ấy đau khổ một thời gian thật dài thật dài mặc dù anh ấy không hiểu được mặc dù anh ấy hận tôi nhưng vẫn tôn trọng tôi không gây áp lực cho tôi lựa chọn không gặp tôi nữa nếu như không phải bởi vì tôi vô dụng lúc hôn nhân không hạnh phúc không nhịn được khổ sở tưởng nhớ chạy đến nhà anh ấy Khổ khổ cầu xin anh ấy, anh ấy có thể sẽ không chịu đựng thân phận người thứ ba. Con quỷ đang mắng người. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ cảm thấy tâm trạng có chút nặng nề. Tôi liên lụy anh ấy nhiều năm, đều là tôi không tốt, bởi vì tôi lợi dụng tình yêu cuồng nhiệt và sự lòng trung thành của người đàn ông này. Như mặt hối hận nói, tại sao tôi cũng chưa từng nghĩ tới, tình yêu lúc trước của tôi và anh ấy cũng sẽ rơi dụng mãi mãi, mà không cần muốn cùng anh ấy dắt tay nhau đi vài ngày cho dù cùng anh đi đến cuối cuộc đời, cũng chẳng qua là mấy chục năm thời gian, đối mặt với trời đất vĩnh hằng, đây là bực nào ngắn ngủi. Tất cả, đều do tôi quá mức ích kỷ. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Giờ ngọ ánh mặt trời có chút nóng bỏng, mãnh liệt chiếu vào trên người hai cô gái. Bóng dáng của như mặt, giống như ánh sáng thiên đường sắp bị thượng đế thu lại. Đường khả hình giống như sắc màu rực rỡ của thế gian, sắp được thượng đế tô lên. Xin, chấm ngoặc kép, như mặt quay đầu, nhìn đường khả hinh, hai mắt có chút dịu dàng biết ơn, nhẹ nhàng nói, xin cô nhất định phải làm cho thiên lỗi hạnh phúc, bởi vì nhiều năm qua, tôi mang cho người đàn ông này rất nhiều khổ. Cũng xin cô yên tâm ở bên anh ấy, tôi sẽ không trở thành người thứ ba giữa các người, càng sẽ không quấy rầy tình yêu của các người, tôi cũng tin tưởng, cô có sức hấp dẫn có thể làm cho anh ấy yêu cô hơn, càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Bỏ qua cho chuyện của tôi, cũng đừng dễ dàng buông tha anh ấy lại càng không phải sợ tình yêu, thật ra đối mặt với tình yêu ai cũng có khó khăn nặng nề, đúng không? Đường Khả Hinh nhìn cô, thật lòng khuyên nhủ, không biết nên nói gì. Như Mạt nhìn cô thật sâu, đột nhiên mỉm cười, lòng như cho tàn quay đầu đi, ánh mắt dịu dàng nhìn thế giới tươi sáng xung quanh, cỏ xanh biếc, cây cao cao, hoa hồng hồng, còn có những đứa bé kia vui vẻ chơi đùa. Sâu Kín nói thế giới này thật là xinh đẹp, lúc tôi còn đứa bé đã từng oán trách số mạng bất công với mình. Nhưng gần đây tôi mới hiểu được, khi cô phát hiện mình không có giày mang, một số người khác không có đôi chân, và sinh mạng, phải biết bằng lòng và biết đủ, càng phải biết ơn. Hai mắt Đường Khả Hinh khẽ đỏ thắm, như mà cảm giác buồn tim của mình gần đây lại co rút, sắc mặt dần dần tái nhợt nói, xin tha thứ cho người đàn ông kia đi. Nếu như yêu anh ấy, càng kiên định hơn một chút, anh ấy sẽ làm cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi đã từng hạnh phúc như vậy. Đôi tay nắm chặt dây túi sách, trái tim đường khả hình nhất thời không ngừng phập phồng, cũng cảm thấy đau đớn, cũng không biết mình đau cái gì, chỉ là từ từ không thở nổi. Hôm nay thế giới của tôi, tình yêu đã không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi đã từng coi trọng tình yêu, cho nên rơi vào kết quả hôm nay. Chấm ngoặc kép như mạt cười khẽ, giống như hiện đại sinh mạng sắp biến mất. Đôi tay đặt nhẹ trên ghế, đứng lên. Một trận gió bay tới phất lên váy dài si phông của cô, quét qua mái tóc đen nhánh đến eo, thậm chí quét qua khuôn mặt tái nhợt của cô. Cô sâu di chuyển bước chân, đi về phía trước, vừa đi vừa để lại một câu, nếu như cuộc sống có thể làm lại, tôi khát vọng giống như cô, phải có giấc mộng của mình, tình yêu có thể từ từ quay lại. Đường khả hình căng thẳng ngẩng đầu lên, nhìn cô. Như mặt không nói gì thêm, nắm tấm vé máy bay, sắc mặt tái nhợt, mang theo mất mát và thất vọng đối với sinh mạng, dần biến mất ở sân cỏ dường như qua thật lâu thật lâu người kia giống như chưa từng nói chuyện với mình âm thanh mới vừa thoáng qua chỉ là tiếng gió đường khả hình ngồi tại chỗ nhìn một góc vườn hoa đã không thấy người kia hai mắt của cô rưng rưng vội vã đứng lên tìm như mặt khắp nơi cô không còn đó đường khả hình có chút gấp gáp tìm kiếm khắp nơi nhìn khắp nơi nước mắt rơi xuống nghẹn ngào gọi nhỏ như mặt tiểu thư thế giới này thật là xinh đẹp Lúc tôi còn đứa bé đã từng oán trách số mạng bất công với mình, nhưng gần đây tôi mới hiểu được. Khi cô phát hiện mình không có giày mang, một số người khác không có đôi chân. Và sinh mạng, phải biết bằng lòng và biết đủ, càng phải biết ơn. Như mà tiểu thư, chấm ngoặc kép, đường khả hình bước nhanh về phía trước, trải qua cầu hình vòm, đi ra vườn hoa nhỏ, đi về phía khu nội trú, mọi người đều là người bị thương, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, đi qua đi lại, bọn họ bị thương, cho nên mới đi vào, mà tại nơi này, mình từng tổn thương một người sắp mất đi sinh mạng, bọn họ đã bị thương và tuyệt vọng đến mức nào. Cô thật hối hận, thật hối hận, khổ sở tìm kiếm, rơi lệ tìm kiếm. Cô chạy thật nhanh, lúc muốn đi qua sân cỏ, cũng đang trải qua một gốc cây tương tư, ngừng lại, chậm rãi xoay người. Lúc này như mạt, dùng sợi dây màu hồng buộc lên tóc xoan dài đen nhánh, giống như một cô gái mát mẻ xinh đẹp động lòng người, đứng ở trước mặt một đứa bé, cười dịu dàng, rất hiền lành nhìn đứa bé trước mặt, nhẹ nhàng hỏi tại sao em mình chạy lung tung. Mẹ đâu? Cô bé mấy tuổi, ôm bong bóng, nhìn chị gái trước mặt, nói đi mua bánh cách cho em rồi. Như mặt khẽ mỉm cười, đôi mắt mộng mơ sáng lấp lánh, giống như cô gái 18 tuổi, bởi vì trái tim kia, cô cũng không có trải qua tuổi thanh xuân. Bởi vì sinh mạng đã sớm mịt mờ. Lúc này, cô buông bỏ tình yêu quan trọng nhất trong cuộc đời, nhìn đứa bé trước mặt, nở nụ cười thật dạng dỡ đường khả hình rơi lệ nhìn cô nhưng không có đi qua vậy sau này em đi dạo phải cẩn thận chút biết không đừng té ngã chấm ngoặc kép như mạt mỉm cười nói xong vươn tay nhẹ nhàng chỉnh sửa mái tóc ngắn cho nó một chút mới dịu dàng đứng lên xoay người nhìn thấy đường khả hình cô sửng sốt trong lòng của đường khả hình đau nhói nước mắt từng viên lăn xuống lại nói không ra lời như mạt nhìn khả hình đột nhiên giống như người chị bật cười nói về sớm một chút đi mùa thu tới hơi lạnh sau này đừng mặc quần áo mỏng manh như vậy cô nói xong liền nhẹ như gió nhạt như mây xoay người đi vào khu nội trú đường khả hình gấp rút muốn tiến lên một bước nhưng khi nhìn hướng bóng lưng của cô đột nhiên không có cách nào tiến lên từ trong đáy lòng vang lên tiếng nói nhỏ thật lòng nghẹn ngào nói nhưng mà tiểu thư mặc kệ tôi và tưởng thiên lỗi đi con đường nào nhưng hôm nay, chị để cho tôi hiểu, chị thật sự là người yêu tri âm của anh ấy. Audio điện tử võ tấn bền chương 456, ước hẹn. Ánh mặt trời rất rực rỡ. Hoa hồ điệp vẫn diễm lệ trong sớm tinh mơ. Nơi xa, còn có từng đóa hoa màu vàng bốn cánh ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp đong đưa. Đường khả hình từ bệnh viện trở lại, mới vừa đi qua phía sau vườn hoa, muốn đi tới phòng ăn, vẫn đứng ở giữa ánh nắng, nhìn thấy tưởng thiên lỗi, hôm nay mặc tây trang màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương, vạt áo trước cài co sát màu xanh dương, cùng các lãnh đạo cấp cao và khách hàng từ sân đánh gôn đi tới, giống như đang bàn luận cái gì, hai mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng trí tuệ, lúc nghe ý kiến của khách hàng, mặt của anh hơi trầm ngâm suy tư. Chủ tịch Lưu nhìn tưởng thiên lỗi im lặng, bật cười nói, tổng giám đốc tưởng làm việc luôn luôn cẩn thận, chỉ có lúc quyên tiền từ thiện mới sảng khoái một chút sau lưng lãnh đạo cấp cao, mọi người mỉm cười. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi cũng lộ ra nụ cười, nói từ thiện là tiền mỗi công ty chúng ta kiếm từ cuộc sống người dân, đóng góp trở lại cho xã hội. Lần trước quyên góp 100 triệu, khiến cho tập đoàn Á Châu rất có uy tín với chính phủ. Khó trách ngài và Tổng Giám Đốc Trang, hai lãnh đạo trẻ tuổi của công ty cũng được lòng Thủ tướng như vậy. Chủ tịch Lưu vừa cười, vừa đi về phía khách sạn. Tưởng thiên lỗi chỉ cười nhạt, thật ra, mặc dù anh đang có chút chuyện tác phong làm việc cứng rắn nhưng người lại cực kỳ biết điều có ánh mắt dịu dàng phóng đến tưởng thiên lỗi dừng bước lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người có chút vội vàng nhìn đám hoa hồ điệp đường khả hình im lặng cúi xuống tiếp tục xách túi sách đi tới con đường nhỏ rừng phong chủ tịch lưu xin lỗi không tiếp được chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vừa dứt lời cũng đã bỏ toàn bộ lãnh đạo cấp cao và khách hàng lập tức xoay người đạp sân cỏ mềm mại đi về phía đường khả hình. Đường khả hình giống như đắm chìm trong suy nghĩ của mình tiếp tục cất bước đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đi theo cô bước trên con đường nhỏ rừng phong lập tức đi tới trước mặt cô tay nắm nhẹ cánh tay của cô. Hôm nay anh đổi nước hoa rồi mùi nam sĩ rất nhẹ nhàng khoan khoái. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi ánh mắt vẫn yên tính. Tưởng Thiên Lỗi lại gấp gáp nhìn cô nơi xa có ba nhân viên người mặc đồng phục quản lý thuộc bộ phận dọn phòng vừa nói vừa cười đi tới thấy một bóng dáng màu trắng to lớn cao ngạo đang lúc bọn họ nghi ngờ đi tới phía trước nhìn thấy nửa khuôn mặt của tưởng thiên lỗi nhất thời giật mình vội vàng đứng lại nhẹ cúi đầu gọi tổng giám đốc tưởng thiên lỗi nhìn chằm chằm đường khả Hinh, không lên tiếng đường khả Hinh cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn anh không kiêng rè ba nhân viên nhìn nhau lại liếc nhìn bọn họ một cái lập tức xoay người bước nhanh đi khỏi, trước khi đi, còn liếc trộm bọn họ một cái, nghĩ tới tin đồn quả nhiên không giả. Em, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi hơi cúi xuống, nhìn đường khả hinh mặc trang phục mát mẻ xinh đẹp, hơi cẩn thận hỏi em đi đâu vậy? Đường khả hinh nhìn tưởng thiên lỗi đứng ở trước mặt của mình, đón ánh mặt trời dịu dàng, bóng dáng to lớn cao ngạo, hơi thở nam sĩ tôn quý, đập vào mặt. Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hinh không nói lời nào, trong lòng run lên, mới có chút vội vàng nhìn cô gọi nhỏ Khả Hinh anh đang bận rộn Đường Khả Hinh nhìn anh chỉ nhàn nhạt hỏi ừ chấm ngoặc kép Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn cô nói hôm nay tương đối nhiều việc bên sân đánh gôn lại mở rộng đang cùng khách hàng tán gẫu vấn đề này Đường Khả Hinh nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu liền muốn xách túi sách vòng qua bên cạnh anh đi khỏi Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay của cô hai mắt lộ ra đau lòng và vội vàng đường khả hình không có lên tiếng chỉ nhẹ nhàng tránh thoát sự kiềm chế của anh dịu dàng nói vất vả tưởng thiên lỗi sửng sốt quay đầu nhìn cô cô lại không nói gì thêm sách theo túi sách tiếp tục đi về phía trước có ý tứ gì tưởng thiên lỗi không hiểu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng đường khả hình từ từ đi xa có chút gấp gáp hỏi khả hình vẫn tức giận như vậy sao nếu như thật tức giận vậy thì tức giận là được ở bên cạnh anh tức giận Đường Khả Hinh không quay đầu lại, trong đầu nhớ tới lời của Như Mạt, xin cô nhất định phải làm cho thiên lỗi hạnh phúc, bởi vì nhiều năm qua, tôi mang cho người đàn ông này rất nhiều khổ. Cũng xin cô yên tâm ở bên anh ấy, tôi sẽ không trở thành người thứ ba giữa các người, càng sẽ không quấy dày tình yêu của các người. Tôi cũng tin tưởng, cô có sức hấp dẫn có thể làm cho anh ấy yêu cô hơn, càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Bỏ qua cho chuyện của tôi, cũng đừng dễ dàng buông tha anh ấy, lại càng không phải sợ tình yêu thật ra đối mặt với tình yêu, ai cũng có khó khăn nặng nề, đúng không? Thật ra, đối mặt với tình yêu, ai cũng có khó khăn nặng nề, đúng không? Cô không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi thật sự hết sức hết sức bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng cô, mới vừa chán nản, hai mắt đột nhiên sáng lên, nói: "Đường Khả Hinh, anh mời em xem phim có được không?" Bước chân của Đường Khả Hinh dừng lại. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn cô, nói: "Anh mua một bó hoa hồng to đứng ở dạp chiếu phim chờ em. Có lẽ, chúng ta xem phim, xem một số tình tiết trong phim, sẽ tìm được một chút phương hướng cho tâm hồn, chúng ta có thể ở bên nhau. Chúng ta cùng, trải qua mọi chuyện, giống như bây giờ đang trải qua. Hai mắt đường khả hình lộ ra lạnh nhạt. Tối hôm nay, 7 giờ, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, lại căng thẳng nói, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, không gặp không về. Anh đi ra cửa trước, tắt điện thoại em cũng tắt điện thoại, trong thế giới chỉ có hai chúng ta, buổi tối này chúng ta vừa đi vừa nghỉ, đi ngang qua giáo đường, chúng ta còn có thể thuận tiện gọi mục sư ra ngoài, kết hôn. Một trận gió mang theo từng mảnh lá phong đầy tình ý, phẩy nhẹ ở trên mặt đường khả hinh, có chút ngọt ngào. Cô vẫn không có xoay người. Tưởng thiên lối đứng ở sau lưng cô, nhìn cô, kiên định nói anh sẽ chờ em. Chờ cho đến khi em tới mới thôi. Đường khả hình không có nghi ngờ, chỉ tiếp tục cất bước đi về phía trước. Trong cuộc đời, vốn chính là khúc quanh co, rốt cuộc tại khúc quanh sẽ gặp cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng phải dũng cảm và can đảm lên. Đường khả hình nhanh chóng trở lại phòng ăn, thay đồng phục, hôm nay trên khuôn mặt giống như có thêm một chút màu sắc, nhìn người khác cũng nở nụ cười ngọt ngào, có chút dịu dàng, khi tiếp xúc với khách thật chân thành, thỉnh thoảng cười to vui vẻ. Trần Mạn Hồng đứng ở đầu kia, nhìn đường khả hình trò chuyện với khách, lúc nói đến rượu đỏ vẻ mặt dạng dỡ, cô chắt lưỡi, lắc đầu nở nụ cười. Quản lý, tại sao chị cười, tiểu nhu đang cầm chai rượu khách mới vừa uống xong, lại gần, nhìn Trần Mạn Hồng, ngạc nhiên hỏi. Trần Mạn Hồng quay đầu, nhìn cô, tức giận nói tôi cười cái gì liên quan gì đến cô. Tiểu nhu chu miệng, nói tôi chỉ quan tâm một chút thôi. Cô là ai, tôi là ai, cô quan tâm làm gì? Trần Mạn Hồng mắng cô xong, đột nhiên xoay người, nhìn đường khả hình khui rượu chát ở trước mặt khách, động tác hết sức thuần thục, hết sức dịu dàng lắng nghe khách nói. Cô đột nhiên nở nụ cười cảm động nói, cô nhìn đi, làm vợ tổng giám đốc, hợp cách chứ. Tiểu Nhu nghe xong lời này, theo ánh mắt của cô, nhìn về phía đường khả hình, nhìn tới nhìn lui, không hiểu hỏi, vợ tổng giám đốc đâu. Người kia là vợ tương lai của tổng giám đốc phải không? Trần Mạn Hồng không nói nên lời, xoay người nhìn cô, hết sức tức giận nói cho nên tôi nói cô. Tôi nói cô, đầu óc của cô không biết cấu tạo thế nào mà ngốc nghếch như vậy. Đồ vô dụng. Tiểu Nhu cũng không nói nên lời nhìn Trần Mạn Hồng, muốn khóc nói, quản lý, ở trong mắt của cha mẹ tôi, tôi rất thông minh, sao đến trong mắt chị, tôi trở thành ngốc nghếch vậy. Đi đi đi, còn thông minh, Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn bóng dáng xinh đẹp của đường khả hình, thật lòng nói, nếu như, tổng giám đốc tưởng của chúng ta có được cô gái này, thật là phúc phận. Quý khách, ngài từ từ dùng chấm ngoặc kép, đường khả hình khẽ gật đầu, đáp lời, xoay người muốn đi trở về kho rượu, đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Cô nhanh chóng trở lại kho rượu, thấy điện thoại của Tô Thủy Kỳ, cô sững sờ, cầm điện thoại di động lên, nhận máy, đáp nhẹ, alo. Nghe nói hôm nay em tới bệnh viện, Tô Thủy Kỳ hỏi nhỏ. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười nói. Tại sao cũng không tới gặp anh, Tô Thủy Kỳ có chút trách móc. Bởi vì thời gian quá gấp, Đường Khả Hinh có chút áy náy nói. Tô Thủy Kỳ mặc áo blau, gỡ mắt kính xuống, cầm điện thoại di động, đứng lên đi ra phòng làm việc, mỉm cười nói, lần sau đến đây, nhất định phải tìm anh, chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt. Tốt, đường Khả Hinh đáp lời, lại nghe âm thanh anh đang đi tới lui, liền tò mò hỏi anh đang bận rộn sao. Không phải, tối hôm qua trực ban, sau đó có ca phẫu thuật, tan việc. Hôm nay là ngày rỗ của bà nội, anh phải cùng ông nội và người trong nhà ra ngoài thành mấy ngày, cho nên có chút bận rộn." Tô Thủy Kỳ mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, đột nhiên mỉm cười, nói, "Được rồi. Thay em gửi lời thăm hỏi thủ tướng, mau đi đi." Ừ, chấm ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ cúp điện thoại, muốn đi vào phòng thay quần áo, lại nhìn thấy Tần Vĩ Nghiệp mới vừa từ đầu kia đi tới, hai mắt anh chợt lóe, để điện thoại di động xuống, theo bản năng cất bước đi tới phòng bệnh. Vào lúc này, người giúp việc sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài, giống như mới trải qua sống chết, trốn ở một bên, cả người run rẩy. Tô Thủy Kỳ đứng ở phía trước, hai mắt ngưng tụ, nhìn người giúp việc đi hướng ngược lại, anh liền chậm bước chân, đi tới phòng bệnh. chương 457, một loại duyên phận. Tô Thủy Kỳ nghiêng mặt, xuất hiện tại cửa phòng bệnh, bình tĩnh im lặng nhìn vào bên trong. Tần Vĩ Nghiệp mặc tây trang màu đen, tay cầm một chén tổ yến, ngồi ở bên giường, nhìn như mặt, cầm cái muỗng, mỉm cười múc một chút chè nói đây uống đi đây là chè mẹ nấu từ hôm qua tới hôm nay như mạt mỉm cười nhìn tần vĩ nghiệp nói anh thật là bận rộn như vậy còn phải sang đây thăm em em là vợ của anh anh không quan tâm em thì quan tâm ai tần vĩ nghiệp đang cầm chè mỉm cười thúc giục ăn đi như mạt cười cúi đầu vừa muốn cúi đầu ăn muỗng chè lại nhìn thấy tô thụy kỳ đứng ở bên cửa cô nhìn anh mỉm cười hỏi bác sĩ tô Lúc này, Tần Vĩ Nghiệp cũng hơi quay đầu, nhìn cạnh cửa, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ, liền để chén chè xuống, hơi cung kính gọi cậu chủ Tô. Tô Thủy Kỳ mỉm cười đi tới, nhìn hai vợ chồng bọn họ, nói thật xin lỗi, quấy dày mọi người. Khách sáo, chấm ngoặc kép, Tần Vĩ Nghiệp cười giơ tay về ghế salon bên cạnh, nói mời ngồi. Không, hôm nay tôi có việc, chấm ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ cười nói. Tần Vĩ Nghiệp và Thủ tướng thường xuyên gần gũi, cũng hiểu ý ngẩng đầu nhìn anh nói là ngày rỗ của thủ tướng phu nhân phải ra khỏi thành ừ chấm ngoặc kép tô thủy kỳ đáp lời lại nhìn như mạt thật cẩn thận dặn dò nói tôi không có ở nơi này hai ngày cô đừng đi lung tung khắp nơi cũng đừng không có việc gì chơi xích du lại càng không nên tùy tiện ăn thức ăn tôi không cho phép cô có số điện thoại di động của tôi có gì không hiểu hoặc muốn làm phải gọi điện thoại cho tôi trước hai ngày tôi không có ở đây Viện trưởng lý sẽ theo dõi toàn bộ tình huống của cô. Như mặt bất đắc dĩ nhìn anh, cười. Tần vĩ nghiệp nở nụ cười thoải mái, cảm động nói cậu chủ tô, thật đúng là ân nhân của như mặt, rất quan tâm cô ấy, suy nghĩ cho cô ấy, tôi tin cô ấy nhất định có thể bình phục. Sẽ, chấm ngoặc kép, tô Thủy Kỳ nói xong, liền nhìn hai vợ chồng bọn họ, nói, hai vị từ từ nghỉ ngơi, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Hôm nay phải đi ra khỏi thành. Tốt. Tần Vĩ Nghiệp muốn đi ra ngoài tiễn chân anh. Không cần tiễn, Tô Thủy Kỳ trực tiếp giơ tay, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa lại. Tần Vĩ Nghiệp nho nhã mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn chừng cánh cửa kia, trầm ngâm một lúc lâu, dần dần sắc mặt của anh hơi thu lại, hai mắt dịu dàng khẽ xẹt qua một chút âm u, quay đầu nhìn như mặt, ánh mắt giống như dã thú. Trái tim như mà chấn động mạnh một cái, cúi đầu, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp từ từ xoay người, từng bước từng bước đi tới như mạt. Trái tim như mạt lập tức có cảm giác hít thở không thông, nắm chặt giường nệm trắng như tuyết, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tần Vĩ Nghiệp đi tới bên giường, hai mắt ở dưới kính gọng vàng lạnh lẽo đáng sợ, cười lạnh, nói cô. Thật sự là một phụ nữ không đơn giản. Hai mắt như mạt nhấp nháy, hoảng sợ đến không dám thở mạnh. Có thể, để cho hạo nhiên tới dẫn cô đi khỏi bên cạnh tôi, cô biết tôi không có biện pháp nào với anh ta, cô. Thông minh, chấm ngoặc kép, tần vĩ nghiệp nhìn cô, đột nhiên cười nói. Như mặt nuốt cổ họng khô khốc, hai mắt run rẩy, không dám lên tiếng. Cô nói xem, ở đất nước anh có thể chữa lành trái tim của cô hay không? Nơi đó, hoa hồng là quốc hoa, chỗ đó, thiên đường là dùng máu nhuộm thành. Cô thì sao? Tần vĩ nghiệp nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Như mặt níu chặt một góc ga giường, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tần Vĩ Nghiệp, run rẩy nói, anh bỏ qua cho em đi. Em quyết tâm muốn rời khỏi, em nhất định muốn rời khỏi. Muốn thành toàn cho tưởng thiên lỗi. Tần Vĩ Nghiệp nhìn cô, cười hỏi, người nào tới thành toàn cho tôi đây? Cô hủy diệt cuộc đời của tôi, ai tới thành toàn cho tôi? Tại sao là em hủy diệt cuộc đời của anh? Như mặt nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nghẹn ngào hỏi, đây là em hủy diệt cuộc đời của anh sao? Nếu như cô không có yêu tưởng thiên lỗi, tôi sẽ không xảy ra chuyện. Tần Vĩ Nghiệp nói là lỗi của cơ. Đó không phải là lỗi của em. Không phải, chấm than ngoặc kép, như mà rơi lệ nhìn anh, trên mặt hiện lên nguội lạnh, nói, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không để cho bất cứ ai đặt ân tình ở trên người của em, rồi dùng nó để khống chế người em yêu. Nếu như anh có bản lãnh này thì nói với Hạo Nhiên giữ em lại. Tần Vĩ Nghiệp nắm chặt quả đấm, tiếng răng rắc vang lên. Lần đầu tiên trong đời, như mặt phản bác lại anh, còn dũng cảm ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói, không có người nào có thể kiềm chế người nào cả đời. Ánh mắt của Tần Vĩ Nghiệp nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô, tay khẽ đưa lên. Như mặt ngửa mặt nhìn anh, nuốt một ngụm nước bọt. Tần Vĩ Nghiệp phẫn hận nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Như Mạt, lồng ngực thở mạnh một cái, hít một hơi, thở ra, tất cả đều là khí thải ác độc, lạnh lùng nói cô là của tôi, cô cảm thấy cô thoát được rồi sao? Có bản lãnh, cô nói bí mật của nhà họ tưởng với hạo nhiên như mạt đột nhiên mỉm cười ở trên mặt hiện lên thê lương nhìn anh nói tần vĩ nghiệp chồng của em anh đừng xem em là kẻ ngu nhà họ tần và nhà họ tưởng có qua lại nhiều năm giữa các người có quan hệ liên đới tạo ra bao nhiêu tài phú hôm nay anh bảo vệ bí mật của anh ấy không chỉ là bởi vì em chứ ánh mắt của tần vĩ nghiệp nhíu lại nhìn như mạt đột nhiên cười nói xem ra hạo nhiên chỉ dạy cô không phải ít anh đừng không có việc gì thì nói người khác, đây là thói quen của anh, anh đem toàn bộ bi thương, bất hạnh của mình chút lên vào trên người người khác. Như mặt nhìn anh, lại tức giận run rẩy nói. Sắc mặt của tần vĩ nghiệp cứng rắn, nhanh chóng vươn tay, bóp chặt cổ của Như mặt. A, à, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, Như mặt hít thở không thông, trên mặt lập tức đỏ bừng, tay cô nắm chặt một góc giường nệm, vẫn run rẩy nhìn tần vĩ nghiệp, nước mắt rơi xuống, nói anh bóp chết em đi tốt nhất là làm cho em chết. Tất cả âm mưu, tất cả bất hạnh, tất cả quá khứ cũng sẽ trôi qua. Dù sao em sống không thể yêu được. Thật sao, Tần Vĩ Nghiệp bật cười nói, tốt, tôi thành toàn cho cô. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, căn dặn người bên ngoài, lập tức nói cho viện trưởng, hôm nay nhà chúng ta có tiệc, muốn cô trở về một chuyến. Như mạt nghe xong lời này, hai mắt mãnh liệt run lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, cô sụp đổ dẫy ruộng một chút cuối cùng, kêu lên tần vĩ nghiệp. Anh là ma quỷ, cô là thiên sứ sao? Tần vĩ nghiệp đột nhiên mỉm cười, nhìn cô nói, người phụ nữ phản bội chồng, có thể lên thiên đường. Tối hôm nay, tôi sẽ cho cô lên thiên đường, tôi lập tức dẫn cô về, chờ đi. Anh, chấm ngoặc kép, như mặt vừa muốn dẫy ruộng. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần vĩ nghiệp giọng tức tối nói, không phải bảo cậu đi thông báo cho viện trưởng sao. Thị trưởng Tần, giọng nói của tiêu đồng truyền đến anh sướng sờ, lập tức buông tay như mặt ra. Như mặt run rẩy lập tức lau khô nước mắt, nằm ở trên giường, kéo chăn, không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp chừng chặt cánh cửa kia, hai mắt xoay tròn suy nghĩ một chút, im lặng một lúc, mới chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng kéo cửa ra. Tiêu đồng mỉm cười đứng ở bên cửa, nhìn Tần Vĩ Nghiệp, nói thị trường, ngài khỏe chứ. Tần Vĩ Nghiệp có chút vui vẻ nhìn Tiêu đồng, nói Tiêu đồng à. Lúc này, làm sao cô có thời gian tới đây tiêu đồng nhẹ nhàng đi vào bảo trợ lý đưa vào một chút điểm tâm và canh bổ thượng hạng nói hôm nay tổng giám đốc chúng tôi đến phòng ăn dùng cơm phát hiện hôm nay lão đầu bếp nghiên cứu món điểm tâm mới hết sức thơm ngon bảo tôi đem tới cho như mặt một chút thuận tiện tới đây nói tối hôm nay tổng giám đốc chúng tôi muốn sang cùng như mặt tiểu thư chơi xích đu muốn cô ấy không đi lung tung nếu té ngã anh ấy sẽ đau lòng tần vĩ nghiệp bất đắc dĩ bật cười thoải mái nhìn tiêu đồng nói tổng giám đốc các người thật đúng là em trai tốt của như mạt tiêu đồng cười nói tôi cũng nói như vậy thị trưởng ngài trăm công nghìn việc cũng đến thăm như mạt tiểu thư sao tiêu đồng nhận lấy hộp điểm tâm trợ lý đưa tới còn có canh cẩn thận đưa đến trước giường thấy như mạt vẫn vẫn nằm trên giường sắc mặt tái nhợt cô liền có chút quan tâm hỏi như mạt tiểu thư hôm nay cô khỏe không như mạt mỉm cười nhìn tiêu đồng nói tôi rất khỏe cảm ơn cô quan tâm vậy nếm thử một chút điểm tâm tổng giám đốc đưa tới cho cô đi. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng mỉm cười mở hộp ra, nói tối nay, anh ấy có thể sẽ tới chơi với cô muộn một chút. Cảm ơn cô, chấm ngoặc kép, như mặt quay mặt sang, nhìn tiêu đồng mở cái hộp ra, phía trên đều là món điểm tâm hết sức tinh xảo đẹp mắt, trong đó có bánh ngọt nhỏ, có hình dáng hoa hồng xanh, trong lòng của cô biết ơn sâu sắc. Tần Vĩ nghiệp lạnh lùng nhìn bóng lưng tiêu đồng, đang suy đoán rốt cuộc trang hạo nhiên biết được bao nhiêu như mặt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Tần Vĩ Nghiệp, có ý là anh không biết cái gì. Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng, chỉ nhìn Tiêu Đồng, mỉm cười nói, Tiêu Đồng, vậy như mà tôi nhờ cô ở chỗ này trò chuyện với cô ấy, tôi nhớ ở trong văn phòng còn chất đống tài liệu, phần đầu chính là kế hoạch cắt đất của Tổng Giám Đốc của cô. Tiêu Đồng lập tức quay đầu nhìn Tần Vĩ Nghiệp, cười nói, thị trường, ngài nhanh phê duyệt đi, chúng tôi chờ ngài. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười, chỉ chỉ con bé tinh nghịch, mới đi tới như mặt, hôn trên trán của cô, dịu dàng nói, em tốt nhất nghỉ ngơi, anh có thời gian, trở lại thăm em. Chuyện công quan trọng hơn, chấm ngoặc kép, như mặt nhìn anh, mỉm cười nói. Tốt, chấm ngoặc kép, tần vĩ nghiệp đáp lời, liền xoay người, sau khi chào tiêu đồng, đi khỏi. Sau khi tiêu đồng chờ tần vĩ nghiệp đi khỏi mới nhìn như mặt, khẽ mỉm cười, nói, như mặt tiểu thư, tôi đỡ cô dậy ăn bánh ngọt. Tốt, chấm ngoặc kép, như mạt nhẹ chống thân thể yếu ớt đứng lên cuối cùng tránh thoát một kiếp thở dốc một hơi văn phòng tổng giám đốc trang hạo nhiên đang chăm chú xem tới xem lui tài liệu nhanh chóng nhìn số liệu trên tài liệu quan sát buôn bán thu vào của nhà họ tần nhiều năm qua ghi chép đều hết sức rõ ràng chi tiết hơn nữa cũng không có thu vào tài khoản riêng nhưng anh khẽ nhăn mày nhớ tới dòng chữ cuối cùng trong bức tranh ở nhà tần vĩ nghiệp cả thành như thể vừa thay giáp vàng trước ngày trùng cửu chờ thu tới hoa ta nở trăm hoa chết thay trường an trời thấu hương bay cả thành như thể vừa thay giáp vàng chuyện này chỉ là làm bức tranh đẹp mắt hai mắt trang hạo nhiên đông lại lúc này tiếng gõ cửa vang lên lãnh mặc hàn còn không có đợi đáp lời đã đi vào mặc hàn chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn lãnh mặc hàn là cao thủ buôn bán tinh vi trên thế giới nghi ngờ hỏi trước ngày trùng cửu chờ thu tới hoa ta nở trăm hoa chết thay trường an trời thấu hương bay cả thành như thể vừa thay giáp vàng bài thơ này làm bức tranh xem được không khó coi lãnh mặc hàn nói thẳng tại sao trang hạo nhiên nhìn cô hỏi thật là khó coi từ trước đến giờ lãnh mặc hàn không giải thích nhiều lắm mặc dù anh có cách suy nghĩ của mình sắc mặt trang hạo nhiên ngưng tụ lúc nào anh và như mà tiểu thư trở về nước anh lãnh mặc hàn nhìn trang hạo nhiên hỏi trang hạo nhiên suy nghĩ một chút mới nói qua chút thời gian nữa anh lo lắng cho tiểu đường lãnh mặc hàn nhìn trang hạo nhiên hỏi trang hạo nhiên nhìn lãnh mặc hàn cười nói ở trong mắt người ngoài tôi rất thương tiểu đường chứ giống như tình cảm của cô ấy cô ấy chỉ dành cho một người câu nói có ẩn ý khác lãnh mặc hàn cau mày nhìn trang hạo nhiên nói chẳng lẽ còn có người khác sao trang hạo nhiên im lặng nhìn lãnh mặc hàn người nói còn có một người cái cọc gỗ kia tất cả mọi người nói tôi và anh ấy là oan gia đúng vậy từ nhỏ anh ấy nhìn tôi không vừa mắt tôi cũng nhìn anh ấy không thuận mắt nhưng có biện pháp gì lúc gia đình tụ họp tôi nhất định muốn ngồi chung cùng anh ấy ăn món giống nhau anh nói ăn ngon tôi nói ăn không ngon tôi nói ăn ngon anh ấy nói khó ăn va chạm nhiều năm cho đến hôm nay một núi không thể chứa hai hổ nhưng điều này chưa chắc không phải là một loại duyên phận đúng không lãnh mặc hàn trầm ngâm nhìn anh trang hạo nhiên mỉm cười nhìn anh nói ít nhất ở lúc tôi nhảy xuống biển anh ấy vẫn nói tôi là tổng giám đốc hoàn cầu những lời này ít nhất mặc dù chúng tôi vụng trộm đấu chết đi sống lại nhưng vẫn tuyên bố với bên ngoài chúng tôi là bạn bè chúng tôi vẫn luôn cảm thấy chúng tôi không phải bạn bè theo bản năng ngày ngày chúng ta tự nói với mình chúng tôi không phải là bạn bè lãnh mặc hàn nhìn anh đang suy nghĩ điện thoại di động reo lên, Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động nhìn, là điện thoại của tiểu đường, anh khẽ mỉm cười, nhận máy, sảng khoái hỏi, thế nào? Lúc này có chuyện tìm tôi. Tối hôm nay, anh có thì thời gian rãnh không? Giọng nói của đường khả hình rất dịu dàng truyền đến. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Tôi muốn mời anh ăn cơm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười nói. Chương 458, 7 giờ. Mời tôi ăn cơm trang hạo nhiên cầm điện thoại di động nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào bật cười nói cô có tiền không đường khả hình tựa vào trên tường kho rượu cười nói tại sao tôi lại không có tiền tôi ở chung một chỗ với anh ăn tiêu xài chưa bao giờ dùng tiền hôm nay nhã tuệ còn nói với tôi kể từ sau khi tôi đi theo anh trong tủ treo quần áo thay đổi lớn nhất chính là có nhiều rất nhiều quần áo rất nhiều rất nhiều quần áo toàn bộ là anh chọn cho tôi thật coi tôi là bảo bối đấy Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, lại nói, xin lỗi, buổi tối hôm nay tôi có hẹn. Đường Khả Hinh lập tức tức giận hỏi, hẹn người nào? Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát, mới cười nói, như mạt. Rời buổi hẹn này đi, đi ăn cơm với tôi. Cho tới bây giờ đường Khả Hinh cũng không có không hiểu chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên hơi sừng sốt. Được không, đường Khả Hinh có chút làm nũng hỏi. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền bật cười, nói, được rồi, Cảm ơn anh, cũng biết anh hiểu tôi nhất." Đường Khả Hinh bật cười, nói: "Vậy xin hỏi, Đường tiểu thư, cô muốn mời tôi đi đâu ăn cơm?" Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại di động, cười hỏi: "Tối hôm nay 7 giờ, tôi chờ anh ở tại quảng trường tây lệ cách con phố sầm uất không xa, gặp mặt rồi quyết định." Đường Khả Hinh cười nói: "Ừ, được rồi." Trang Hạo Nhiên đáp lời. "Vậy tôi cúp máy đây." Đường Khả Hinh cười muốn cúp điện thoại. "Khả Hinh." chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên đột nhiên cầm điện thoại di động, hỏi cô không sao chứ? Đường Khả Hinh cười nói, tôi không sao. Thật không có chuyện, Trang Hạo Nhiên vẫn có chút không yên lòng, hỏi. Thật không có chuyện, Đường Khả Hinh không có cách nào với người này, cười nói, hiện tại đã 5 giờ rồi, tôi sắp tan việc. Đi đến đó trước. Tốt, Trang Hạo Nhiên cảm giác giọng nói của cô nhẹ nhõm, cũng cười đáp. Vậy tôi cúp máy đây. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cúp điện thoại. Vừa muốn cất điện thoại di động vào trong túi, lại nhìn thấy một tin nhắn, cô mở ra, là tin nhắn của Tưởng Thiên Lỗi, 7 giờ tối nay, nhất định phải tới, không gặp không về. Cô nhìn chằm chằm tin nhắn này, lại im lặng cất điện thoại di động, nhét vào trong túi, thật bình tĩnh bước thẳng ra ngoài, nhìn Mạn Hồng đang bận rộn, mỉm cười nói, "Quản lý, hôm nay tôi có chút việc, muốn nghỉ." "Tốt." Trần Mạn Hồng đang bận kiểm tra hóa đơn, cũng không ngẩng đầu lên, đáp lời. Đường Khả Hinh mỉm cười đi ra khỏi phòng ăn, trở lại tòa nhà nhân viên, thay quần áo bình thường của mình, trong ánh mặt trời chưa ngã về tây, sắc mặt bình tĩnh đi ra khách sạn, đi tới trạm xe bus, không có ngồi lên xe buýt về nhà mà ngồi lên xe buýt công cộng đi đường số 17. Xe buýt công cộng đi đường 17 là xe hai tầng màu đỏ, Đường Khả Hinh một mình ngồi gần bên cửa sổ tầng 2, nhìn biển rộng nơi xa, biển trời giao nhau, một màu xanh thẳm, cô nở nụ cười xe buýt công cộng chạy quanh thị trấn ven biển, sau khi chạy nhanh một vòng, cuối cùng chạy về phía con phố cổ xưa. Đường khả hình xuống xe ở tại một trạm bên cạnh con phố nhỏ khác, đi một con đường nhỏ thật dài, rốt cuộc nhìn thấy lối vào ngõ hẻm ngay tại bên cạnh, lúc này, trời chiều đã lặn về phía tây, màu vàng kim quét qua ngõ hẻm thật dài, bùn đất chưa khô cũng xẹt qua một đoàn màu vàng kim, cô thật bình tĩnh, thậm chí trên mặt hiện lên nụ cười đi về phía cuối ngõ hẻm, rốt cuộc nhìn thấy trước ngôi nhà nho nhỏ, có một phụ nữ trung niên đang khom lưng đứng ở bên cạnh cửa đang muốn bưng đậu đùa đã cắt xong đi vào mẹ chấm ngoặc kép hôm nay đường khả hình không do dự mà nhẹ nhàng rất ngọt nhìn bà cười gọi lý tú lan xoay người ngạc nhiên nhìn đường khả hình gọi con gái đường khả hình nhìn lý tú lan đột nhiên mỉm cười có một số việc sau khi đã rộng lượng tha thứ cô giống như nhận được rất nhiều tại sao con tới đây lý tú lan có chút vui vẻ đi tới trước mặt của con gái vui sướng hỏi đường khả hinh nhìn mẹ vài ngày không gặp gần đây sắc mặt bà tốt hơn một chút liền cười nói nhớ mẹ thì tới thôi lý tú lan nhìn con gái thật sâu đột nhiên mỉm cười nói vậy mau vào đi hôm nay ông ấy không có ở nhà đi ra ngoài gánh đổ rồi một mình mẹ ăn cơm vâng chấm ngoặc kép đường khả hinh mỉm cười đáp lời bà liền đi theo mẹ vào trong sân nhỏ hàng xóm nhìn thấy Lý Tú Lan dắt một cô gái ăn mặc rất thời trang đi tới, liền tò mò cười hỏi, Tú Lan, đây là ai vậy? Con gái của tôi, Lý Tú Lan có chút vui vẻ dắt con gái đi vào trong sân nhà mình, nói. Ồ, con gái rất xinh đẹp, hàng xóm cũng rất hâm mộ cười nói. Đường khả Hinh cười, đi theo mẹ đi vào sân nhỏ, đầu tiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn mẹ muốn rửa đậu đùa, cô vội vàng đi tới nhận lấy rổ của mẹ, cầm cái ca múc nước bỏ vào trong chậu, mới hỏi, gần đây khỏe không? Tốt, chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan thấy con gái, thật vui vẻ, lập tức muốn cắt một chút thịt mới ướp gia vị gần đây xào vài món thức ăn. Mẹ, hôm nay con không ăn cơm đâu, con đến chỉ muốn nói cho mẹ biết một chuyện. Đường khả hinh mỉm cười rửa sạch đậu đùa, đặt ở trong rổ, nhẹ nhàng nói. Chuyện gì, Lý Tú Lan đứng ở cửa phòng bếp, nhìn con gái, hỏi. Đường khả hinh không lên tiếng, Đầu tiên là đem đậu đũa đặt ở trong đĩa nhỏ, mới cúi người xuống, ngồi trên băng ghế, tỉ mỉ nhặt một chút đậu đũa, mới nói, tối hôm nay con muốn mang người tới cho mẹ biết. Chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan cầm tạp dề, xoa xoa tay, mới ngồi xổm xuống, nhìn Đường Khả Hinh, kinh ngạc hỏi, ai vậy? Đường Khả Hinh có chút xấu hổ, nở nụ cười, cầm đậu đũa trong lòng bàn tay, tiếp tục nhặt. Lý Tú Lan vui mừng cùng cảm động nhìn con gái, nói con gái của mẹ yêu à chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cười thật ngọt ngào. "Cậu ấy làm gì, công việc như thế nào, người tốt không, đối với con có tốt không?" Lý Tú Lan có chút kích động hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn mẹ, dịu dàng cười nói, "Anh ấy và con đi làm chung, về phần anh ấy làm gì, đến lúc đó mẹ hỏi anh ấy đi, con nghĩ mẹ sẽ hài lòng, anh ấy đối với con rất tốt, rất suy nghĩ cho con, rất quan tâm con. Hơn nữa, con cũng tin tưởng tương lai anh ấy cũng sẽ rất hiếu thuận với mẹ lý tú lan nhìn trên mặt con gái lộ ra ngọt ngào mình cũng không nhịn được bật cười nói tốt vậy khi nào cậu ấy tới tới nơi này à thế nhưng nhà thật sự quá mẹ chấm ngoặc kép đường khả hinh nhìn mẹ nắm nhẹ tay của bà dịu dàng nói mẹ yên tâm anh ấy sẽ không ngại anh ấy rất tốt rất tốt tin tưởng con lý tú lan nhìn con gái thật sâu tin tưởng con chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh lại nói rất chắc chắn. Lý Tú Lan nghe vậy, rất ấm áp, liền kích động gật đầu một cái, nói tốt. Mẹ ở nơi này chờ con dẫn cậu ấy tới đây, mẹ muốn nói cho cậy ấy biết, con gái của mẹ là cô gái tốt nhất trên thế giới, cô gái khôn khéo nhất. Hai mắt đường khả hình rưng rưng, nhìn mẹ, cũng khẽ kích động gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm. Cách thời gian đường khả hình ước hẹn không còn sớm, liền đứng dậy cười nói với mẹ, con hẹn gặp mặt anh ấy, rồi dẫn anh ấy tới đây. Không cần làm gì ăn đặc biệt, biết không? Tốt, chấm ngoặc kép, Lý Tú Lan đưa con gái ra sân, kích động nói, nhất định phải tới. Tối hôm nay, mẹ chờ ở chỗ này. Vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình gật đầu, liền cười đi khỏi. Các bạn hàng xóm nhìn theo. Lý Tú Lan thật kích động nhìn họ, cười nói, tối hôm nay con gái của tôi muốn dẫn bạn trai tới đây cho tôi xem. Bà vừa nói, vừa kích động cười vui vẻ, trong mắt có lệ. Thời gian sắp đến 7 giờ. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, nhắc cổ tay, nhìn thời gian 6 giờ 17 phút, mới vừa xử lý công việc xong, lập tức nắm tay trang đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Đông Anh mới vừa có chuyện đi tới, lại thấy tưởng thiên lỗi vội vã đi khỏi, ngạc nhiên hỏi, tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Có chuyện, tưởng thiên lỗi nhanh chóng đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ tới bóng dáng nở nụ cười ngọt ngào sẽ xuất hiện hay không. Trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn kiên định ý nghĩ của mình, đi vào thang máy. 6 giờ 30 phút, Trang Hạo Nhiên mới xử lý công việc xong, tiếng gõ cửa vang lên, anh đáp lời, vào đi. Tiêu đồng mỉm cười đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói, đã đến thời gian cùng như mà tiểu thư chơi xích đu. Hủy bỏ thôi, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng thu dọn tài liệu, kéo tay Trang, khoác lên người, nói: "À, Tiêu Đồng nhìn anh." Trang Hạo Nhiên đi về phía Tiêu Đồng, cười nói: "Hôm nay tôi có hẹn. Có người mời ăn cơm." Chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng không nói nhìn anh, dừng lại một lát, mới cười nói: "Chuyện này cũng ly kỳ, bởi vì mặc kệ cùng ai đi ra ngoài ăn cơm, cũng là anh tính tiền. Cho nên, tôi muốn đi ăn bữa tối miễn phí." Trang Hạo Nhiên bật cười, vỗ vỗ bả vai của cô, "Đi ra ngoài." Tiêu Đồng xoay người nhìn trang hạo nhiên cười nói cẩn thận thiên hạ cũng không có bữa ăn tối nào miễn phí đi âm thanh từ đầu kia truyền đến hoàng hôn đã sắp qua rồi có thể tưởng tượng có đôi lúc hoàng hôn xinh đẹp giống như chiếc váy cưới nhẹ nhàng phủ xuống cảm xúc lãng mạn tưởng thiên lỗi một mình lái xe đi tới dạp chiếu phim trước quảng trường thế kỷ thấy màn hình cao lớn trước mặt đang chiếu chú tôi yêu chú anh nhíu mày suy nghĩ đây là phim gì trong đầu lại xông vào khuôn mặt tươi cười trẻ trung quyến rũ của đường khả hinh anh khẽ mỉm cười tìm một nơi dừng xe liền đi ra xe lập tức đón một cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái hôm nay ánh mặt trời vẫn giữ lại ấm áp nhẹ đưa tới anh thở dốc một hơi trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào đi bộ đến con phố sầm uất nho nhỏ trước quảng trường đi tới trước tiệm bán hoa nho nhỏ ánh mắt nhìn các loại hoa tươi muốn mua hoa gì có một cô gái nhỏ mười mấy tuổi đi ra cười hỏi Tưởng thiên lỗi khẽ mỉm cười, nhìn hoa hồng, bách hợp, mãn thiên tinh, lavender, cẩm trướng. Ánh mắt anh hơi xoay tròn, nói một câu, hoa hồng đi. Gói bó lớn một chút. Tốt, chấm ngoặc kép, cô gái chọn một bó hoa hồng, tổng cộng 23 đóa, đi vào trong tiệm, nhanh chóng dùng giấy màu, bó lại, ên ngoài tặng một đóa bách hợp, cắm ở giữa, bày tỏ tình ý. Tưởng thiên lỗi nhìn hài lòng, cười nhận lấy, nhìn từng đóa hoa hồng đỏ tươi kiểu diễm, tỏa hương thơm, trong lòng của anh nhẹ nhàng dâng lên cảm giác, tối nay sẽ là một buổi tối đặc biệt, anh không nói gì, móc phí ra, trả tiền, cầm bó hoa hồng kia, 6 giờ 50 phút, đi tới trước dạp chiếu phim, đứng ở dưới cầu thang, nghiêng nhìn đường phố náo nhiệt, chờ đợi bóng dáng quen thuộc. 6 giờ 55 phút, Trang Hạo Nhiên lái xe thể thao màu đen chạy băng băng, chuẩn xác dừng ở trước quảng trường Tây Lệ, mở mui xe, nghiêng nhìn khắp nơi. Xung quanh đều là người tới tới lui lui hiện tại không khí hơi nóng. Trang hạo nhiên tựa vào bên cạnh cửa xe, cởi tay trang màu đen của mình ném vào ghế lái, ôm vai, tựa trên thân xe, nhìn đồng hồ. 7 giờ đúng. Bóng dáng nhỏ nhắn của đường khả hình chậm rãi xuất hiện tại trong đám người, nhìn Trang hạo nhiên, cười khẽ, gọi nhỏ tổng giám đốc. Trang hạo nhiên sững sờ, xoay người, nhìn tới trước, quả nhiên là đường khả hình, tối nay mặc váy ngắn gen hoa nhỏ màu trắng, áo khoác ghi lê màu trắng kiểu hàn, buộc tóc đuôi ngựa nho nhỏ, nhìn mình nở nụ cười ngọt ngào, giống như một cô gái ngoại quốc xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, anh nhìn cô, sửng sốt. chương 459, đi theo. Đôi bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhét vào trong khuỷu tay của anh. Đường khả Hinh đến gần ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cười ngọt ngào, rất mềm mỏng. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô, bật cười nói, cô nhóc, cô làm sao vậy? Đường khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, đột nhiên có chút tức giận nói thế nào. Không thích tôi lệ thuộc vào anh sao? Không phải, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn đường Khả Hinh, cười nói tối nay. Cô làm sao vậy? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, hai mắt dịu dàng, còn có cảm giác quen thuộc giống như từ kiếp trước đến kiếp này, đột nhiên tinh nghịch mỉm cười. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, nói, suốt cuộc cô làm sao rồi? Anh rất đẹp trai. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Chuyện này, tôi biết rõ, Trang Hạo Nhiên không khách khí nói. Đường Khả Hinh lại níu chặt cánh tay rắn chắc của anh, cái đầu nhỏ giúp ở trong ngực anh, nói quen biết anh lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không có mời anh ăn cơm, hôm nay tôi muốn mời anh ăn bữa cơm. Thuận tiện chiếm một chút tiện nghi của anh. Chiếm một chút tiện nghi gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười hỏi. Chiếm của anh một chút ấm áp, hai mắt đường khả hình xẹt qua một chút dịu dàng, dắt anh đi về phía trước nói đi thôi tôi đói rồi tìm một chỗ ăn cơm tìm một chỗ rất cao cấp ăn cơm trang hạo nhiên vừa đi về phía trước vừa có chút tò mò nhìn cô đi thôi thiệt là chấm than ngoặc kép đường khả hinh ngẩng đầu lên cố ý nhìn anh chằm chằm nói thật đột nhiên muốn cảm ơn anh mới như vậy trang hạo nhiên nhìn cô thật sâu trầm ngâm một lúc lâu mới cười nói sao cô nói sớm một chút tôi kéo 108 người tới ăn cho cô chết luôn. Đi, tối nay chỉ hai chúng ta. Đường Khả Hinh vui vẻ kéo anh, đi về phía phố xá sầm uất ở đầu kia. Trang Hạo Nhiên cũng không lên tiếng, mặc cho cô níu cánh tay, đi về phía trước, cười nói cô như vậy, giống như hai chúng yêu nhau. Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức cười khúc khích, tóc trên trán hơi rơi xuống. Trang Hạo Nhiên dịu dàng duỗi ngón tay, nhẹ vén tóc trên trán cô, nói cô nhóc, Tối nay đi ra ngoài hơi ăn diện nha. Xem được không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút dịu dàng nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai mắt Trang Hạo Nhiên có chút nóng bỏng, nhìn cô. Chấm ngoặc kép, rất đẹp. Đường Khả Hinh cười, lại muốn kéo anh đi về phía trước. Hai người vừa nói vừa cười, đi vào trong đám người. Tối nay Đường Khả Hinh đặc biệt vui vẻ, một lát muốn ăn kẹo, một lát muốn ăn kem, cuối cùng hai người muốn một ly cola tình nhân ngồi trên quảng trường ở ngoài trời, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng nhau uống cola, cùng nhau cười hi hi hi, cuối cùng, Trang Hạo Nhiên thổi ống hút trong miệng mình, toàn bộ cola chạy vào trong miệng Khả Hinh, cô phụt một tiếng, phun cola ra. Toàn bộ vẩy vào trên áo sơ mi màu xanh nhạt của anh. Trang Hạo Nhiên sừng sốt. Ha 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 ha. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh không nhịn được cười to. Cô nhóc, Trang Hạo Nhiên vừa ra sức gọi, lập tức bổ nhào tới ôm cả người cô lên, nói tôi ôm cô vứt xuống suối phun nước bên kia. Đừng, không muốn, không muốn, đừng ném, chấm than ngoặc kép, đường khả hình ôm cổ trang hạo nhiên, cười vui vẻ kêu to. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô vui vẻ như vậy, đột nhiên mỉm cười, nói con dế. Tôi sẽ bỏ qua cho cô. Không muốn, đường khả hình nhìn anh, đột nhiên nói. Trang hạo nhiên nhìn cô thật sâu, một lúc lâu, đột nhiên ôm lấy cô, nhanh chóng đi tới đài phun nước, nói, vậy thì ném đi. Không muốn, đường khả hình lại ôm cổ của anh, kêu to. Đài phun nước, phun thẳng trên không trung, phát ra bảy màu. Trang hạo nhiên và đường khả hình, hai người ở bên đài phun nước, đùa giỡn, một lúc lâu, mới cười nói, giống nhau tay trong tay, đi về phía con phố bán thức ăn ngon, hai người chọn một nhà hàng Tây ngoài trời, ngồi xuống, bên trái chính là đài phun nước nhiều màu sắc, hai người vui vẻ nhìn đài phun nước, gọi món ăn. Sau khi nhân viên phục vụ viết món ăn, để xuống một cây đèn cầy nho nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa ở trên đĩa thủy tinh. Thời gian đã 8 giờ. Đường khả hình đột nhiên yên lặng lại, xuyên qua ánh nến, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn ánh mắt khả hình, không nhịn được cười nói thế nào. Anh thật đúng là người tôi biết ơn nhất trên đời này, bởi vì anh cho tôi mơ ước, cho tôi trí khôn, cho tôi hy vọng, cho tôi sống lại. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên, sâu kín nói. Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười nhìn cô. Giống như, cho tới bây giờ anh cũng không có đi khỏi, cũng không có đi vào, mà vẫn luôn ở trong thế giới của tôi, giống như bến cảng để cho lòng của tôi thật an toàn, thật ấm áp, thật thoải mái. Đường khả hình nhìn Trang Hạo Nhiên, cười khẽ nói. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Trang Hạo Nhiên nhìn cô chầm chằm. Đường khả hình chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên, nói anh giống như là người thân của tôi người yêu của tôi bạn bè của tôi người thầy của tôi tất cả thân phận đều không thể nói rõ ý nghĩa anh ở trong thế giới của tôi trang hạo nhiên không nhịn được cười nói cô có chuyện gì đường khả hình cũng khẽ mỉm cười trong lòng có chút chua sót có chút nghẹn ngào nói tôi vẫn muốn anh mãi mãi không rời xa tôi tốt biết bao nhiêu được rồi đó là bởi vì tôi còn chưa có lớn lên tôi ngây thơ thật xin lỗi Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên thật sâu, thật lòng khát vọng nói, "Tổng giám đốc, tôi muốn nói với anh, tối hôm nay tôi muốn lớn lên." Sắc mặt Trang Hạo Nhiên có chút nặng nề, nhìn cô. "Quá khứ, tôi cảm ơn rất nhiều người mở lòng giúp tôi." Chấm ngoặc kép, hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng, nhìn Trang Hạo Nhiên, thật lòng nói, "Qua tối hôm nay, tôi muốn nói xin lỗi với anh, bởi vì tôi muốn lòng chờ đợi người kia một lần nữa." Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống. Trang Hạo Nhiên nặng nề nhìn cô. Đường Khả Hinh mặc cho nước mắt từng viên chảy xuống, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói: "Thật xin lỗi, tôi lại làm cho anh thất vọng, sau khi tôi đã trải qua muôn đời muôn kiếp không quay đầu được, hết lần này đến lần khác tiến vào trong thế giới của anh ấy, không thể thoát ra. Bởi vì, mỗi ánh mắt của anh ấy từng động tác cũng in sâu vào trong thân thể của tôi, bởi vì đau, mới biết mình còn sống, bởi vì mất đi anh ấy, tôi không biết đau." trang hạo nhiên quay mặt đi hai mắt mãnh liệt xoay tròn giọng nói của đường khả hình run rẩy nghẹn ngào nói xin tha thứ cho tôi chỉ một phút một giây này trong lòng của tôi trong thế giới của tôi chỉ có người kia tôi không cách nào thoát ra tôi biết rõ vào lúc này tôi sẽ mất đi rất nhiều nhưng trong đầu của tôi tất cả đều là nụ cười nhẹ nhõm của anh tôi yêu anh ấy tôi thật sự thực rất yêu anh ấy trang hạo nhiên không có nhìn đường khả hình thở mạnh một cái Tối nay, hãy để cho tôi lớn lên, để cho tôi giống như một người lớn, chịu đựng tất cả hậu quả. Bao gồm đau khổ. Hôm nay tôi hẹn anh ra ngoài là muốn nói cho anh biết, mặc kệ sau khi ở bên anh ấy xảy ra bất cứ chuyện gì, vào lúc này, tôi không có tôn nghiêm van xin, xin anh để mặc cho tánh mạng của tôi rơi vào trong địa ngục. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh bật khóc nói. Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nhìn cô. Anh ấy hẹn tôi, 7 giờ tối tôi không có đi, đó là bởi vì tôi tin tưởng, tôi tin tưởng tôi không có đi, anh vẫn ở tại chỗ chờ tôi. Tôi cảm nhận được, tôi thật sự cảm nhận được, đường khả hình khóc nói, xin anh, vào lúc này, hoàn toàn buông tay của tôi. Từ nay về sau, tôi biến mất ở trong thế giới của anh, sẽ không mang thêm gánh nặng cho anh, bởi vì tôi muốn dũng cảm hơn, kiên cường hơn một chút, cùng với người đàn ông kia, đi qua mưa gió, cho dù cô đơn. Tình yêu không phải như thế. Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhắc nhở cô, chấm ngoặc kép, không có ai nói cho cô biết, cô chưa từng yêu. Không, chấm ngoặc kép, đường khả hình khóc nói, anh không hiểu, bởi vì tôi và anh ấy yêu nhau, rất nhiều người mệt mỏi. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ tự mình tôi chịu đựng. Cho dù số mạng của tôi sẽ gãy đổ, tôi cũng cam tâm trạng nguyệt. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cô. Đường khả hình đột nhiên khổ sở đứng lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, Rơi lệ nước nở nói, thật xin lỗi, lúc này, xin tha thứ cho tôi buông tha anh. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, bởi vì tôi biết, anh ấy cần tôi, anh ấy yêu tôi. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Tôi không muốn cùng anh ấy, ở trong mưa dày vò hết lần này đến lần khác. Nếu như có thể, tôi thay anh ấy chống đỡ số kiếp cay đắng của hai cuộc đời. Đường khả hình nhìn Trang hạo nhiên từng bước từng bước lui về phía sau, vừa lui vừa nghẹn ngào nói, Tổng Giám Đốc. Hẹn gặp lại, từ nay về sau, coi như anh không biết con người của tôi. Tôi thực xin lỗi anh, thật xin lỗi, đúng rồi đi chết luôn đi, con điên. Đường khả hình chớp mắt xoay người, chạy như bay về phía trước. Trang hạo nhiên lập tức đứng lên, nhìn bóng lưng đường khả hình nhanh chóng biến mất, trong lòng đau nhói. 10 giờ 20 tưởng thiên lỗi cầm bó hoa hồng tươi đẹp, đứng ở trên quảng trường trống vắng, nhìn đám người xung quanh, hai mắt xẹt qua một chút ảm đạm, biết rõ người kia không có tới, nhưng vẫn cố chờ đợi. Tài xế, làm phiền ông, nhanh lên một chút, đường khả Hinh nhìn tài xế, khóc nói. Tiểu thư, tôi đã lái rất nhanh, tài xế nhanh chóng lái xe, trong phố xá sầm uất vọt đi, mới vừa bị kẹt xe một thời gian thật dài, rốt cuộc nhìn thấy quảng trường thế kỷ đang ở nơi xa, anh lập tức nói, được rồi. Sắp đến rồi đường khả hình lập tức rơi lệ nhào tới bên cửa sổ lên nghiêng nhìn người kia ở nơi nào sốt cuộc cô rơi lệ nhìn thấy người kia quả thật đứng ở trước quảng trường đang cầm bó hoa hồng ngẩng đầu lên nghiêng nhìn phía trước trong lòng ấm áp cô cười lại khóc nước mắt từng viên lăn xuống trong lòng gọi tưởng thiên lỗi em yêu anh em yêu anh tưởng thiên lỗi đứng ở trước quảng trường khổ sở nhìn phương xa đúng lúc này điện thoại di động reo anh sững sờ nắm điện thoại di động, nghe nội dung trong điện thoại, khẩn cấp nói một câu, lập tức đi về phía xe của mình, lái xe quẹo cua quay về. Đường khả Hinh sừng sốt, ở giữa đường bên này, quay đầu, nhìn tưởng thiên lỗi lái xe đi phía trước, nước mắt rơi xuống, đáy lòng không khỏi run lên. Tiểu thư, đã đến quảng trường thế kỷ, chấm ngoặc kép, tài xế dừng xe ở trước quảng trường thế kỷ, nhưng mặt nói. Đường khả Hinh ngồi ở sau xe, hai mắt mãnh liệt xoay tròn, trước ngực phập phòng, đột nhiên quyết định, nói, đi theo. Chiếc xe trước mặt, tốt, chấm ngoặc kép, tài xế xoay tay lái, chạy băng băng theo chiếc kia. chương 460, con và anh ấy sẽ sống bên nhau mãi mãi. Chiếc xe màu đen vọt đi ở trong màn đêm. Chiếc taxi màu đỏ cũng vọt đi trong bóng đêm. Đường khả hình run rẩy đưa đôi tay đan chặt vào nhau, sắc mặt trắng bệch, nhìn chiếc xe phía trước, không nên đi bệnh viện, không nên đi bệnh viện, tưởng thiên lỗi, không nên đi bệnh viện, em muốn dẫn anh đi nơi quan trọng hơn, không nên đi bệnh viện. Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường lớn Tân Hải, dừng ở trước khách sạn không xa. Chiếc taxi màu đỏ cũng ngừng lại, Đường Khả Hinh mỉm cười, nước mắt lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đi xuống xe, phịch một tiếng, đóng cửa xe, lạnh lùng đi về phía Đông Anh đã đuổi theo, một phát kéo tài liệu trong tay của cô, nhanh chóng mở ra, hai mắt run rẩy Đông Lạnh nhìn từng tấm hình như mặt bị đánh hai mắt của anh nhanh chóng chấp lóe. Đông Anh đột nhiên có chút hoảng sợ nhìn tưởng thiên lỗi, nói tôi. Tôi thật sự không hiểu rõ lắm, tối hôm nay, lúc tôi vừa muốn đi khỏi, liền nhìn thấy có phần tài liệu gửi cho tôi, tôi sửng sốt, mở tài liệu ra, thấy nội dung bên trong, tôi giật mình. Tưởng thiên lỗi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn từng hình ở bên trong, thân thể như mặt bị đánh, đi xem bác sĩ, còn có một số hình thông qua ống kính ẩn, chụp được một số hình ảnh tần vĩ nghiệp đánh cô, còn có hình. Mấy người đàn ông đứng ở trên giường như mặt, cúi người xuống, xé rách quần áo cô. Tim hở ra, hai mắt tưởng thiên lỗi phát ra ánh sáng mãnh liệt, nắm chặt ảnh chụp, cho đến khi uốn éo vặn vẹo, anh ngửa mặt, nhìn bầu trời đêm, một gỗ sát khí bắn ra. Lúc này Trần Tuấn Nam cũng bước nhanh tới, nhìn tưởng thiên lỗi, nói chúng tôi mới vừa tra được, trong tay tổng giám đốc trang đột nhiên có thêm 10 triệu, là như mà tiểu thư chuyển khoản cho anh ấy, lập kế hoạch đầu tư vào trong khách sạn của anh ấy ở European. Tôi bí mật tra xét nguồn gốc khoản tiền này. Thì ra là, nhìn anh sang tưởng thiên lỗi. Hai mắt tưởng thiên lỗi đông lạnh chợt lóe. Là tổng giám đốc, anh anh, Trần Tuấn Nam ngạc nhiên nhìn anh. Trang hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, ánh mắt tưởng thiên lỗi nổ tung sát khí, bi phấn kích động gầm nhẹ, cậu dám lợi dụng như mà đi đối phó tôi như vậy. Cậu không biết hiện tại cô ấy rất đáng thương sao hai mắt anh run rẩy nước mắt, vẫn không tin. Đây là, chấm ngoặc kép, Trần Tuấn Nam đột nhiên từ trong bóng đêm, đưa một phần tài liệu về phía tưởng thiên lỗi, nói, đây là tài liệu hôm nay tôi đi tìm Tiểu Ninh, muốn hỏi rõ như mà Tiểu Thư có thật muốn đi Luân Đôn hay không. Cô ấy khóc lóc nói Trang Tổng muốn mang như mà Tiểu Thư đi, Tiểu Ninh còn nói, đi nhanh đi, nếu không, Tiểu Thư sẽ chết. Còn nữa, lá thư này có thể là của như mà Tiểu Thư, là cô ấy muốn rời khỏi sau, Tiểu Ninh giao cho anh hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên lập tức mở lá thư ra hai mắt xoay tròn nhìn nội dung bên trong thiên lỗi khi anh xem lá thư này có thể em đã ở trong thế giới ẩm ướt tại london anh còn nhớ rõ sao em vẫn thích trời mưa cho nên thế giới kia vừa đúng thích hợp với em đừng lo lắng em sẽ sống rất tốt sinh mạng có lúc giống như một cuộc lữ trình kỳ diệu nhưng em rất mất mát cho tới bây giờ em cũng không có như người khác ngồi lên chuyến xe lữ trình kia xem phong cảnh đầy xuân sắc lúc vui vẻ thì đi xuống xe cho tới bây giờ cũng không có như lúc này sinh mạng nhẹ nhàng như thế thật ra chết chóc cũng không đáng sợ đáng sợ là tưởng tượng của con người lúc này em không muốn nói tiếng yêu với anh bởi vì lúc anh làm bạn với em thì anh im lặng anh thỉnh thoảng mất hồn thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ngọt ngào em hiểu rõ cũng không phải vì em tưởng thiên lỗi xem lá thư này hai mắt lay động nước mắt có lẽ em đã từng khổ sở đã từng đau đớn bởi vì em vẫn cho rằng tình yêu của chúng ta có thể mãi mãi có nhau thì ra không có xin tha thứ cho em may mắn không có nó bởi vì nếu như chúng ta yêu nhau phải đi qua ngày dài như vậy nếu em đi trước anh sẽ cô đơn biết bao nhiêu cho nên em cảm ơn trong cuộc đời khả hinh xuất hiện em cảm ơn cô ấy có thể thay thế em cùng anh đi qua những tháng ngày còn lại thiên lỗi mặc dù chúng ta yêu nhau trải qua cũng chỉ hơn 10 năm nó cũng không thể mãi mãi cho nên, ở trong cuộc đời ngắn ngủi này, xin quý trọng người bên cạnh, quý trọng cô gái tốt có mơ ước, có thể mang cho anh vui vẻ. Đừng nhớ tới em, em sẽ ở nước Anh, sống rất tốt, em sẽ giống như người bình thường, tự do ngồi lên xe buýt màu đỏ thấm, xem phong cảnh đầy xuân sắc, dũng cảm đi xuống, cho đến khi đến ngày sinh mạng kết thúc. Một viên nước mắt kiên nghị khổ sở chảy xuống. Tưởng thiên lỗi run rẩy nắm lá thư, vẻ mặt khổ sở co quắp, đông anh và trần tuấn nam cũng không dám nữa lên tiếng thiên lỗi bí mật của nhà họ tưởng em sẽ giữ cho đến chết yêu anh như mạt tay buông xuống lá thư rơi xuống mặt đất tưởng thiên lỗi ngẩng đầu nhớ tới như mạt bị mấy đàn ông xé rách quần áo khổ sở thét chói tai nước mắt của anh lại chảy xuống nghẹn ngào nói cô ấy vì tôi mới như vậy chịu đựng vì tôi bọn đông anh đồng thời ngẩng đầu lên đau lòng nhìn anh Tưởng Thiên lỗi thở mạnh một hơi, nhưng trên mặt lập tức cứng ngắc, cắn răng nghiến lợi nói, "Trang Hạo Nhiên, Tần Vĩ Nghiệp, tôi muốn các người chết." Đông Anh cảm giác có chút không ổn, nói nhỏ tổng, "Tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên đang chỗ nào?" Tưởng Thiên lỗi lạnh lùng hỏi. "Giống như đang ở bệnh viện." Chấm ngoặc kép, trái tim Đông Anh đập thình thịch. Tưởng Thiên lỗi nhanh chóng xoay người, ngồi lên xe, lập tức quay tay lái, đi phía trước đi tới đường khả hinh ngồi ở sau xe nhìn bóng dáng của tưởng thiên lỗi vội vã trái tim không khỏi bị xé rách nói nhỏ đi đi theo tài xế không nói lời nào lập tức lái xe đi theo trong bóng đêm chiếc mercedes màu đen lao đi tưởng thiên lỗi nắm chặt tay lái hai mắt run rẩy nước mắt nhớ tới khoảnh khắc như mặt bị làm nhục vẻ mặt khổ sở rơi lệ anh vỗ mạnh vào tay lái khàn giọng kêu to như mạt như mạt tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm xe chạy về phía bệnh viện. Trang Hạo Nhiên mới vừa chơi với như mặt xong, có chút mệt mỏi đi ra bệnh viện, mới vừa muốn đi dọc theo sân cỏ tối đen, đúng lúc này nghe được tiếng xe mãnh liệt thắng gấp, anh sửng sốt ngẩng đầu. Một chiếc Mercedes Ben chạy tới thật nhanh, lao về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên trợn mắt, thấy chiếc xe kia thật xông thẳng về phía mình, anh nhìn thấy bên trong xe là Tưởng Thiên Lỗi, trong chớp mắt theo bản năng nhào về phía bên cạnh sân cỏ, lăn vài vòng. Tiếng thắng xe đáng sợ truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi lập tức tức giận đi xuống xe, nhanh chóng nắm Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn bỏ dậy, vung một quyền nặng nề trên mặt của anh, kêu to tên súc sinh đáng chết này. Trang Hạo Nhiên bị đau đớn kêu lên, lệch mặt đi, khóe miệng lại rách ra, máu tràn ra, anh cuồng nổ quay mặt sang, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, kêu to anh làm gì đấy? Lại nổi điên làm gì? Tại sao cậu muốn lợi dụng như mặt như vậy? chấm hỏi ngoặc kép Tưởng thiên lỗi kêu to, cậu dám lợi dụng cô ấy đi đối phó tôi. Tên khốn kiếp đáng chết này, cậu còn dám tới nơi này. Anh nói xong, lại nắm quyền, vung mạnh lên. Trang hạo nhiên lại bị đánh khóe miệng hộp máu, anh tức giận đẩy mạnh tưởng thiên lỗi ra, hô to tại sao anh tới nơi này. Không phải anh ước hẹn sao? Tôi có hẹn ai không, không có một chút quan hệ với cậu. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn anh, lại khàn khàn giống to, muốn đánh mạnh một quyền trên mặt của anh. Trang hạo nhiên lập tức tiếp được quyền kia, sau đó đánh trả một quyền thật nặng trên mặt của tưởng thiên lỗi, kêu to tôi đánh chết tên khốn anh. Cái loại khốn kiếp như anh, không xứng đáng có khả hinh. Anh cũng không xứng đáng có như mạt. Sớm biết như vậy, tôi sẽ mang các cô đi. Tên khốn kiếp đáng chết này. Cậu đừng mơ tưởng mang như mạt đi. Cô ấy là của tôi. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, lại muốn đánh trả. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, hai mắt nóng lên, lập tức đứng dậy, vung tay đánh mạnh một quyền trên mặt của anh, giống to, anh là tên hèn hạ vô sỉ khốn kiếp nhất trên thế giới này, mẹ nó. Cô ấy yêu anh như vậy, vào lúc này, anh lại bỏ cô ấy, anh lại muốn để cho cô ấy chờ anh hết lần này đến lần khác. Anh không xứng đáng có cô ấy. Trang Hạo Nhiên tức tối nói xong, nhớ tới Khả Hinh có thể sẽ ở tại chỗ chờ tưởng thiên lỗi, trong lòng đau nhói, đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của anh, lại không có để ý, không hỏi, trong lòng chỉ có như mạt. Lập tức chống mạnh thân thể, muốn đứng dậy, lại phát hiện trong đầu đau nhói. Một bóng dáng nho nhỏ núp ở trong một bụi cây nhỏ, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở dài một cái, cố nén mắt hoa, lau máu ở khóe miệng, lại muốn chống người đứng lên. Đường Khả Hinh rơi lệ đi ra, nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở giữa sân cỏ u tối, loạn choạng đi về phía trước. Vẻ mặt của cô run rẩy, trôi nổi, không còn hơi sức, trái tim đau đớn, thân thể vừa muốn ngã xuống trong chớp mắt, lại nhìn thấy trong bụi cây cách đó không xa, một người đàn ông đi ra, trong tay nắm một thanh đao nhọn, sắp đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, cô thét chói tai một tiếng nhào qua, kêu to a. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở đầu kia, quay đầu lại nhìn rừng cây u ám, trong đầu hỗn loạn, tất cả đều là hình ảnh thân thể như mặt bị thương, anh không nói gì, tiếp tục đi tới bệnh viện. Máu nhỏ xuống. Đường khả hình trừng lớn con ngươi, nhìn bóng lưng tưởng thiên lỗi, cảm giác sau lưng một cơn đau rát, loại đau này rất ấm, rất ấm, bởi vì máu rất nóng rất nóng. Cô sâu kín nhìn bóng lưng của anh, muốn gọi, nhưng không có gọi ra tiếng, bởi vì đau nhọn sau lưng đâm vào thật sâu, thật sâu. Cô vẫn nhìn anh thật chặt, hai mắt nổi lên giọt lệ cuối cùng, giống như thấy ánh sáng thiên đường đang hút mình, nước mắt chảy xuống, cuối cùng ngã trên mặt đất. Mẹ, con muốn mang người đàn ông kia đi gặp mẹ, tên của anh ấy gọi là tưởng thiên lỗi, con muốn nói với mẹ, con và anh ấy sẽ sống bên nhau mãi mãi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 460